siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 16. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Vương Tường, nói ra, thiện ác nếu không có báo, càn khôn tất có tư. Ngư Vạn Thành cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại muốn đùa bỡn con gái nàng, cướp đi nhà hắn sinh. Như thế tội ác chồng chất, ngươi thật sự cho rằng thương thiên không có mắt. Vương Tường hung dữ nói ra, đầy đủ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là thượng đế, thẩm phán giả. La Quân lạnh lùng nói ra, ta là ai không trọng yếu là hôm nay, ngươi nhất định vô pháp đạt được ngươi muốn. Vương Tường trong mắt lóe lên hàn ý, nói ra, hiện tại Ngư Vạn Thành cùng Ngư Bắc giao tại trên tay của ta, ngươi nếu không nghĩ bọn hắn có việc, tốt nhất lập tức lui ra ngoài. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó mới lên tiếng, Vương Tường, ngươi là coi ta ngu ngốc sao? Ta lui ra ngoài, bọn họ thì sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi cũng coi là cái kim đan chi cảnh cao thủ, khi minh bạch đến ngươi ta cảnh giới này, loại này nhàm chán uy hát yêu ta là không có nửa điểm tác dụng. Huống chi, ta cùng Ngư Vạn Thành không thân chẳng quen, ta tới, bất quá là hắn mời ta. Ta như ở chỗ này để ngươi dẫn hắn rời đi, từ đó sinh tử mịt mờ, đó mới là ta tránh thức thất bại. Mà ta như ở đây đưa ngươi cùng Kim Cường giết, cái kia truyền đi thanh danh của ta cũng sẽ không có tổn hại. Vương Tường trong mắt lóe lên hận ý, hắn nhìn ra La Quân không có chút nào muốn thỏa hiệp ý tứ. Cũng biết La Quân loại thu vi này người, tuyệt đối là đã nói là làm. Ngươi thật muốn cá chết rách lưới. Vương Tường âm thanh lạnh lùng nói. La Quân từ tốn nói, không có người nào muốn cá chết rách lưới. Như vậy đi, Vương Tường, ngươi thả bọn họ cha và con gái hai, ta đáp ứng các ngươi, thả các ngươi rời đi. Vương Tường trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng hắn lập tức lại lo lắng nói ra, ta làm sao biết ngươi có thể hay không lật lọng. La Quân nói ra, đây là ngươi duy nhất đường, ngươi chỉ có lựa chọn đánh cược một lần. Cược thắng, ngươi nhặt về hai cái mạng, cược thua, cũng bất quá là vừa chết. Tóm lại, ngươi nếu muốn đem bọn hắn cha và con gái mang đi, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Vương Tường không khỏi nhìn về phía Kim Cường cũng cảm thấy sợ hãi. Kim Cường nhịn không được nói ra, Tường ca, hắn chính là hạng người tu vi cao thâm, nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn lời nói hẳn là có thể tin tưởng. Vương Tường liền cắn răng một cái, hắn nói với La Quân, vậy thì tốt, ta thì thả bọn họ cha và con gái, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa thả chúng ta rời đi. Từ đó về sau, người ta nước giếng không phạm nước sông. La Quân gật gật đầu, nói ra, đó là tự nhiên. Hắn nói xong cũng tránh ra một cái thông đạo, từ tốn nói, mời đi. Vương Tường cùng Kim Cường liếc nhau, sau đó Kim Cường liền thả Ngư Vạn Thành cùng Ngư Bắc Giao. Hai cha và con gái lập tức há mồm thở dốc đứng lên. Vương Tường cùng Kim Cường cảnh giới lấy đi ra phía ngoài, bọn họ thời khắc chú ý La Quân, sợ La Quân xuất thủ. Bất quá La Quân ánh mắt nhàn nhạt, tựa hồ một điểm muốn ra tay ý tứ đều không có. Vương Tường cùng Kim Cường lập tức tới ngay trước cửa, hai người rốt cục có thể hơi khẽ thở phào một cái. Nhìn cái này La Quân vẫn là rất có tín dự mà. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, biến cố nổi lên. Ta xem các ngươi vẫn là lưu lại đi, La Quân lãnh khốc thanh âm truyền tới. Cùng lúc đó, La Quân thiểm điện xuất thủ. Chỉ trong tích tắc, La Quân thì lấy di hình hoán ảnh thân pháp đến phía sau hai người. La Quân nhất trưởng đặt tại Kim Cường trên bờ vai, Kim Cường vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn căn bản không thể hóa giải Cairo Quân nhấn một cái. Răng rắc một chút, hắn xương bả vai vỡ vụn, cả người bị theo té xuống đất, không đứng dậy được. Vương Tường hãi nhiên thất sắc, liền muốn bỏ mạng đào tẩu. La Quân càng nhanh, huyết hạch thôi động, đột nhiên nhất trưởng đại thành ấn hướng Vương Tường đỉnh đầu áp xuống tới. Trong nháy mắt, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt sụp đổ. Vương Tường chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn giơ trưởng đón đỡ, phanh một tiếng, La Quân đại thành ấn trực tiếp đem Vương Tường đánh quỳ đi xuống. Vương Tường trùng điệp ngã trên mặt đất, đầu gối chảy máu, lại là rất khó lại đứng lên. Hai người này mặc dù là kim đan tu vi, nhưng tâm thuật bất chính, ý chí không kiên, cho nên đối phó cũng không khó khăn lắm. Nếu như là gặp được ý chí kiên cường, tính cách ngay ngắn cao thủ, đó còn là không có tốt như vậy đối phó. Có lẽ có người sẽ hỏi, đã Vương Tường cùng Kim Cường tâm thuật bất chính, vì cái gì cũng có thể đến tới kim đan tu vi đâu. Đây cũng là bởi vì hai người này cùng những thế gia tử đệ đó một dạng, là dựa vào đan dược và ngoại lực bồi dưỡng được tới. Coi như La Quân chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, cũng sẽ không e ngại hai người này.
Bất quá, như là La Quân vẫn chỉ là hóa kính đỉnh phong, cái kia lại không phải hai người này đối thủ. Cảnh giới bên trên kém cách, không phải đấu pháp cùng sát ý có thể đền bù. Không nói đến những này, lúc này Vương Tường giận tím mặt, hắn nhìn hằm hằm La Quân, nói, người cũng coi là cao thủ thành danh, thế mà lật lọng. Bị ổi. La Quân nhàn nhạt nhìn Vương Tường liếc một chút, hắn nói ra, ta trước đó bởi vì nhất niệm chi đảm nhiệm, đối một cái tiểu nhân hèn hạ coi trọng chữ tín. Về sau ta kém chút chết ở trên tay hắn, cho nên từ sự kiện kia về sau, ta minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là đối với tiểu nhân hèn hạ, tuyệt đối không thể coi trọng chữ tín. Ngươi bị ổi, ta thì so ngươi càng bị ổi. Vương Tường hận ý phát cuồng, nhưng giờ phút này lại là đối La Quân không thể làm gì, hắn giọng căm hận nói ra, gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, lời này của ngươi, hết lần này tới lần khác tiểu hài tử vẫn được. Gạt ta, kém chút, gia gia ngươi nếu là còn tại trung tâm quyền lực, ngươi cũng không cần làm những này hạ lưu sự tình. Hắn đón đến, nói ra, ngươi cũng không cần gấp, ta đã xin nhờ quốc an bằng hữu đến ti a ngươi mảnh. Ngươi là người hay quỷ, rất nhanh liền có phần hiểu. Hắn sau khi nói xong, liền đưa điện thoại di động mở ra. Lúc này, Ngư Bắc Giao ngơ ngác ở một bên, hôm nay hết thảy đối nàng trùng kích quá lớn, trong lúc nhất thời, nàng căn bản không thể tiếp nhận. Mà Ngư Vạn Thành thì đến La Quân bên người. Hắn hiện tại đối La Quân là tâm phục khẩu phục, cộng thêm kính sợ. Trong lòng của hắn nói thầm, thần vực quả nhiên danh bất hư truyền. Ngư Vạn Thành hướng La Quân hỏi, hai người bọn họ, xử trí như thế nào? La Quân chưa kịp đáp lời, hắn điện thoại di động vang lên. Là Trầm Mặc Nùng đánh tới, thật đúng là xảo. La Quân liền nói với Ngư Vạn Thành, chờ một lát. Sau đó kết nối điện thoại di động. La Quân, người bên kia hiện tại thế nào? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân quét mắt một vòng bị khống chế Vương Tường cùng Kim Cường, nói ra, cái kia Vương Tường cùng Kim Cường muốn đến bắt cóc Ngư Vạn Thành cha và con gái, hiện tại bọn hắn bị ta chế phục. Hắn sau khi nói xong lại hỏi, người thì a thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, đã thì a rõ ràng. Nàng trong thanh âm mang theo thoảng qua hưng phấn, nàng tiếp tục nói, quân giới bên trong, thật có cái lão đại họ Vương. Vị này Vương lão gia tử cũng có cái cháu trai gọi Vương Tường. Bất quá, chúng ta đã liên hệ đến chính thức Vương Tường. Hiện tại vị này Vương Tường chính mang cao thủ chạy tới. La Quân, người đem hai người này khống chế tốt, người lần này thế nhưng là lập đại công người biết không? La Quân sờ mũi một cái, hắn mỉm cười, nói ra, cái này công lập vẫn rất chớ dân kỳ diệu, đến là chuyện gì xảy ra? Trầm Mặc Nùng nói ra, nói đến cũng khéo, cái này giả Vương Tường gọi là Tiêu Quân, cùng Vương Tường tiểu tướng quân dài rất là tương tự. Bọn họ đến là lai lịch gì, chúng ta còn không có điều ti a ra. Nhưng là cái này Tiêu Quân đã giả mạo Vương Tường tiểu tướng quân danh tiếng làm không ít chuyện xấu. Vương Tường tiểu tướng quân đối gia hỏa này hận thấu xương, hiện tại ngươi bắt bọn họ. Vương lão gia tử cùng Vương Tường tiểu tướng quân đều rất cao hứng. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, vậy cái này cũng không tính là lập đại công mà. Trầm Mặc Nùng hưng phấn nói ra, đương nhiên tính toán. Cái này Tiêu Quân dụng tâm không tốt, đã đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà lại hắn tu vi cao thâm, vô cùng giàu hoạt, rất khó để cho chúng ta nắm được cán. Bây giờ người bắt bọn họ, đối với quốc an tới nói, cũng là một cái công lớn. La Quân cười ha ha, nói ra, tốt ha, người nói là đại công thì đại công đi. Ta về sau lại nói cho ngươi. Hắn sau đó liền cúp điện thoại. Tình huống như thế nào? Ngư Vạn Thành lập tức hỏi La Quân. La Quân mỉm cười, chỉ cái kia giả Vương Tường, nói ra, Ngư tiên sinh, ngươi không cần lại lo lắng ra hỏa này bối cảnh. Hắn căn bản cũng không phải là chính thức Vương Tường, hắn gọi là Tiêu Quân. Hiện tại chính thức Vương Tường tiểu tướng quân đang hỏa tốc chạy tới, ra hỏa này không có thời gian xoay sở. La Quân sau khi nói xong, vừa nhìn về phía cái kia giả Vương Tường, nói, Tiêu Quân, ta không có hô sai tên ngươi a. Giả Vương Tường đã rất là đồi phế, hắn lúc này nghe được La Quân ti a hỏi, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. Trong mắt của hắn bỗng nhiên biến dị thường âm trí cùng ngoan độc. Hắn lại lộ ra một cái khiến người ta không rét mà run nụ cười, hắn nói ra, không sai, ta chính là Tiêu Quân. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại thông minh sao? Nói cho ngươi, đại ngu xuẩn. Ngươi đã cho chính ngươi chọc lớn nhất đại phiền toái, ha ha ha. Bởi vì chúng ta là địa ngục sứ giả. Hắn sau khi nói xong,
trong mắt bỗng nhiên chảy ra màu đen máu tới. La Quân bị cái này Tiêu Quân nói sợ hãi trong lòng, hắn thấy thế không khỏi giật mình, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Hắn uống thuốc độc tự vận. Biến cố này thật sự là xuất nhân ý biểu. La Quân muốn ngăn cản đã tới không kịp, hắn nhìn ngay lập tức hướng Kim Cường nhưng cũng là đồng dạng kết quả, hắn cũng uống thuốc độc tự vận. Kim Cường cùng Tiêu Quân đều ngã xuống đất tử vong. Một màn này đem Ngư Bắc Giao hoảng sợ không nhẹ. Ngư Vạn Thành cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn mặc dù là xuất sắc thương nhân, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất trông thấy người chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngư Vạn Thành hỏi La Quân. La Quân nhạt vừa nói, chuyện này Quốc An đã tham gia vào, không có làm phiền ngươi. Ngư Vạn Thành nói ra, thế nhưng là cái này Tiêu Quân trước khi chết nói cái gì địa ngục sứ giả là có ý gì? Nghe khiến cho người ta sợ hãi. La Quân cũng là nhức cả trứng. Mẹ trứng, cái này Kim Cường cùng Tiêu Quân, thân là kim đan cao thủ, thế mà tại trong miệng tùy thời chuẩn bị độc dược. Đây là như sắt thép kỷ luật A. Nói như vậy đứng lên, bọn họ phía sau nhất định là có người tại thao túng. Mà lại, bọn họ đến vòng tiền, cũng hẳn là người sau lưng tại sai sử. Địa ngục sứ giả. Cái gì ý tứ? La Quân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Hắn luôn cảm giác cái này Tiêu Quân phía sau hẳn là có một cỗ đáng sợ thần bí thế lực tồn tại. Nhưng La Quân duy nhất có thể xác định là, hắn tuyệt bức là lại chọc đại phiền toái. Ai, lão tử cũng coi là con giận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không lo. La Quân cảm thấy mình gây phiền toái cũng coi là đủ nhiều, cũng liền không có quá để ở trong lòng. Bất quá La Quân cũng không có nhàn rỗi, hắn lập tức cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. La Quân trầm giọng nói ra, Mặc Nùng, tình huống phát sinh chút ngoài ý muốn. Cái này Tiêu Quân cùng Kim Cường ăn độc dược chết, trước khi chết nói một câu ta chọc đại phiền toái, bởi vì bọn họ là địa ngục sứ giả. Người mau để cho người đi khống chế cái kia bị ta phế bỏ Viên Bân cùng Lưu Lược, xem ở trên người hai người này có thể hay không tìm tới manh mối. Đối với Tiêu Quân cùng Kim Cường chết, Trầm Mặc Nùng tự nhiên cũng không thể trách La Quân. Bất quá Trầm Mặc Nùng đối với La Quân nói tới sự tình vẫn là cho cao độ coi trọng. Từ tình huống hiện trường đến xem, Tiêu Quân cùng Kim Cường dạng này cao thủ, bọn họ đến đây cướp lấy tiền tài, phía sau còn có một cái thần bí thế lực tồn tại. Cái này thần bí thế lực đến là cái gì mục đích? Trầm Mặc Nùng thân là Quốc An lục sử sử trưởng, nàng trong này ngửi được nguy hiểm vị đạo. Quốc An, tên như ý nghĩa, cũng là Quốc An an toàn. Trầm Mặc Nùng chức trách chính là muốn đem những ẩn tàng đó, sẽ đối với quốc an an toàn, nhân dân an toàn tạo thành uy hát yêu ta thế lực cho tiêu diệt hết. Đây là nàng chỗ chức trách. Trầm Mặc Nùng cao độ coi trọng về sau, lập tức chỉ huy thủ hạ chuyên nghiệp ban tử tiến về Hoài Bắc thành phố. Đồng thời nàng ở trên máy bay bắt đầu điều khiển chỉ huy Hoài Bắc thành phố vũ trang lực lượng. Mà Tiêu Quân cùng Kim Cường thi thể cũng rất sắp bị võ cảnh đến đây dọn đi, sự tình làm rất lợi hại bí ẩn. Cũng không có cho Ngư Vạn Thành lưu lại một chút điểm phiền phức. Vào lúc ban đêm, Viên Bân cùng Lưu Lượng cũng bị chiến sĩ vũ cảnh nhóm khống chế lại. Hai người này tuy nhiên tu vi không yếu, nhưng là bị La Quân cả thảm, toàn bộ đều tại bệnh viện tu dưỡng. Cho nên căn bản không có bất luận cái gì phản kháng liền bị khống chế lại. La Quân cũng không nghĩ tới chính mình chấp hành cái nhiệm vụ, kết quả sẽ dính dấp ra dạng này sự tình tới. Tạm thời mặc kệ Trầm Mặc Nùng bên này sẽ như thế nào. Nhưng là đối với La Quân tới nói, hắn nhiệm vụ là tiến hành không sai biệt lắm. Tiêu Quân cùng Kim Cường đều đã chết, Viên Bân cùng Lưu Lượng cũng bị khống chế lại. Ngư Bắc Giao tuyệt bức là không thể nào lại đi theo cái kia Tiêu Quân sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Dựa theo nhiệm vụ điều kiện tới nói, La Quân nhiệm vụ là hoàn thành. Mặc dù nói nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng dưới mắt Ngư Bắc Giao tình huống lại có chút không ổn. Nàng nhận quá lớn đả kích. Nàng cái này hơn 20 năm gần đây nhận hết sủng ái, xuôi gió xuôi nước, lần này Tiêu Quân cho nàng đả kích là to lớn. Ngư Vạn Thành đem Ngư Bắc Giao tiếp về biệt thự qua chiếu cố. La Quân cũng có chút xấu hổ, giống như lúc này qua tìm Ngư Vạn Thành muốn năm màu tinh thạch có chút không quá người thời nay tình a. Ban đêm 8 giờ, Trầm Mặc Nùng đến Hoài Bắc thành phố. Nàng trước tiên liên hệ La Quân, điện thoại một trận, Trầm Mặc Nùng liền nói ra, ta tại võ cảnh chi đội. Ngươi có muốn hay không tới? La Quân ngược lại không nhiều hứng thú lắm, nói ra, ngươi trước mau lên. Ta suy nghĩ Viên Bân cùng Lưu Lượng khẳng định là không rõ tình hình, bởi vì cảm kích cũng sẽ không để các ngươi bắt ở. Trầm Mặc Nùng biết La Quân nói có đạo lý,
nàng nói ra, nhưng cũng phải hết sức thử một chút. La Quân nói ra, ừm. Trầm Mặc Nùng nói, vậy thì tốt, ta làm xong lại điện thoại cho ngươi. La Quân nói ra, tốt. Hắn điện thoại vừa mới treo, sau đó lại có một cái số xa lạ đánh vào tới. La Quân kết nối. Gọi điện thoại tới lại là Lam Hồng. La Quân không khỏi kỳ quái, nói ra, làm sao ngươi biết ta dãy số. Lam Hồng bên kia tức giận nói ra, muốn tìm ngươi vẫn là thật không dễ dàng, ta là tìm Ngư Vạn Thành mới đến ngươi dãy số. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn đúng là cho Ngư Vạn Thành lưu chính mình dãy số. La Quân liền hỏi, tìm ta có việc. Lam Hồng nói ra, đã ngươi không cần tiền, vậy tối nay ta cùng muội muội ta mời ngươi ăn cơm đi. La Quân cười ha ha, nói ra, không cần phiền toái như vậy đi, đêm nay ta còn có việc. Lam Hồng cũng rất là chấp nhất, nói, ngươi có chuyện gì? La Quân khẽ giật mình, hắn liền nói ra, ta có người bằng hữu cũng đến bên này, ban đêm ta muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Lam Hồng nói ra, cái kia càng tốt hơn, chúng ta mời ngươi cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ ăn. Nàng đón đến, nói ra, đêm nay ngay tại nhà ta, ta tự mình xuống bếp, ngươi làm sao cũng phải cho chút mặt mũi. La Quân bất đắc dĩ, hắn thật sự là từ chối không được, liền nói ra, vậy được rồi, bất quá ta bằng hữu có thể sẽ bận đến rất muộn. Không sao, các ngươi làm xong thì gọi điện thoại cho ta, chúng ta chờ. Lam Hồng nói ra. Vậy được rồi, La Quân liền nói ra. Lam Hồng theo rồi nói ra, không gặp không về nha. Như thế về sau vừa rồi tắt điện thoại. La Quân không khỏi cười khổ, bất quá lập tức, hắn liền nhớ lại trước đó Lâm Băng Đại Sư Tỷ nói tới. Lâm Băng Đại Sư Tỷ nói Lam Tử Y tình huống, chỉ cần là tu vi cao thâm người cùng Lam Tử Y nắm tay liền sẽ sinh ra hàn băng. La Quân thầm nghĩ, cái này luận chứng là Đại Sư Tỷ luận chứng, nhưng còn không có đi qua thí nghiệm giám định. Mà Trầm Mặc Nùng tu vi so với chính mình càng thêm lợi hại, nếu như mang nàng tới cùng Lam Tử Y nắm tay đâu. Chân tướng đến là thế nào, thử một lần liền biết. Hắn chủ ý quyết định về sau, đối đêm nay bữa tối liền tràn ngập chờ mong. Trong lúc nhất thời, La Quân cũng không có chuyện gì muốn làm. Hắn cũng không có địa phương nào có thể đi. Liền muốn lấy qua tìm cái quán ba uống chút rượu, đuổi giết thời gian. La Quân tiện tay chiêu một chiếc taxi, sau khi lên xe, liền để xe taxi lái hướng quán ba. 10 giờ tối, Trầm Mặc Nùng sự tình rốt cục làm xong. La Quân đang trong quán ba yên tĩnh uống rượu, hắn hiện tại cũng qua tìm mỹ nữ tán tỉnh niên kỳ. Cho nên giờ phút này, hắn trung thực vô cùng. Trong thời gian này, Lam Hồng bên kia cũng là thật sự là thật kiên nhẫn. Một chiếc điện thoại đều không có thúc qua La Quân. Lúc này, La Quân tiếp vào Trầm Mặc Nùng điện thoại. Thế nào? La Quân hỏi Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng thanh âm hơi hơi mỏi mệt, nàng nói, ngươi ở đâu? Chúng ta gặp mặt lại nói. La Quân liền báo tọa độ, sau đó nói, ta không có xe, ngươi lái xe tới đón ta đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. Nửa giờ sau, Trầm Mặc Nùng lái một chiếc xe jeep nhà binh trước xe tới. La Quân tại cửa quán ba chờ lấy, gặp Trầm Mặc Nùng liền lên tay lái phụ. Trầm Mặc Nùng hôm nay mặc lại là quân phục, lộ ra tư thế hiên ngang. Mà lại, tư thế hiên ngang bên trong mang theo một loại thượng vị giả khí tức. Trầm Mặc Nùng nổ máy xe, La Quân đột nhiên cười một chút. Trầm Mặc Nùng không khỏi rượu, nói, ngươi cười cái gì? La Quân nói ra, ta trước kia đặc biệt muốn tán tỉnh một cái giống như ngươi xinh đẹp, có khí chất nữ quân quan đây. Không thể đáng tiếc, một mực tâm nguyện không có đạt thành. Ngươi không cảm thấy ngươi lối ăn mặc này hội làm cho nam nhân muốn hóa thân thành sói sao? Trầm Mặc Nùng im lặng, nàng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. La Quân cười ha ha, lại không nói tiếp. Chúng ta qua tìm một chỗ ăn chút đồ nướng đi, một bên ăn, một bên trò chuyện. Trầm Mặc Nùng đem xe chạy ra khỏi con đường này, sau đó nói với La Quân. La Quân làm theo nói ra, vậy không được, hôm nay vừa vặn có người muốn mời ta ăn cơm. Ta dẫn ngươi đi đi. Trầm Mặc Nùng sững sờ một chút, nói ra, ngươi gặp người bạn bè không tốt, mang ta làm gì? La Quân cười hắc hắc, nói ra, người ta yêu cầu mang bạn gái nha, ngươi nhìn hai chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi thì hy sinh xuống đi. Trầm Mặc Nùng rất thẳng thắn nói ra, không đi. Nàng đón đến, nói, loại này chướng khí mù mịt tụ hội, ta muốn là qua. Gia gia của ta đến giết ta. Còn thể thống gì mà? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, được rồi, đùa giỡn với ngươi.
Đêm nay xác thực có người mời ăn cơm, nhưng mời người là nhà đứng đắn. Thiết Ưng tập đoàn chủ tịch mời chúng ta ăn cơm. Trầm Mặc Nùng nói ra, Thiết Ưng tập đoàn ta biết, cái kia Lam Tử Y là cái rất không tệ, rất có thủ đoạn nữ nhân. Nàng mời ngươi ăn cơm làm cái gì? La Quân nói ra, cái này đều không trọng yếu là, Lam Tử Y thân thể rất lợi hại cổ quái. Trầm Mặc Nùng không khỏi nhìn nhiều La Quân, nói ra, tiểu tử ngươi vào tay rất nhanh a, mới đến đây một bên, ngay cả người ta một nữ nhân thân thể có gì đó quái lạ đều làm rõ ràng. La Quân cuồng mồ hôi, hắn cảm thấy Trầm Mặc Nùng đừng nhìn bình thường chững chạc đàng hoàng, thực tế cũng vẫn là rất vui. Không phải ngươi muốn như thế. La Quân ngay sau đó thì nói mình cùng Lam Tử Y nắm tay tình huống. Sau đó còn nói Lâm Băng đại sư tỷ hoài nghi. La Quân kiểu nói này, Trầm Mặc Nùng cũng tới hứng thú. Trầm Mặc Nùng nói ra, thật đúng là thế giới bao la không thiếu cái lạ a, cái này có thể đi xem một chút. La Quân nhân tiện nói, vậy thì tốt, ta gọi điện thoại tới. Trầm Mặc Nùng gật đầu. La Quân liền cùng Lam Hồng thông điện thoại. Lam Hồng bên kia không có chút nào lời oán giận, ngữ điệu ôn hòa. La Quân hỏi địa chỉ, nàng liền nói với La Quân địa chỉ. Như thế về sau, La Quân nói ra, cái kia một hồi gặp. Lúc này mới tắt điện thoại. La Quân sau đó nói với Trầm Mặc Nùng, Ninh Viên tiểu khu, ba tòa nhà. Trầm Mặc Nùng ân một tiếng, nói, ngươi tại hướng dẫn bên trên thiết trí địa chỉ. La Quân nói ra, tốt. Khoa học kỹ thuật hiện đại cũng là thuận tiện như vậy, chỉ cần có tiêu chí, căn bản không cần đến hỏi đường. Thiết trí tốt mặt đất về sau, La Quân lúc này mới bắt đầu hỏi Trầm Mặc Nùng, nói, Viên Bân cùng Lưu Lượng bên kia thế nào? Trầm Mặc Nùng có chút uể oải, nói ra, người đoán một chút cũng không sai, hai người bọn họ là bị Tiêu Quân cùng Lưu Lượng về sau chiêu tiến đến. Đối cái gì đều không rõ lắm, căn bản không có bất luận cái gì có giá trị tình báo. La Quân cũng không cảm thấy bất ngờ. Trầm Mặc Nùng nói ra, địa ngục sứ giả, địa ngục. Cái này đến là cái gì tổ chức, lại có cái gì mục đích? La Quân nói ra, người cũng không cần quá lo lắng. Ta nhìn bọn này địa ngục người hẳn là đến lúc đó sẽ tìm đến ta. Cái kia Tiêu Quân không phải nói hung ác sao? Nếu như bọn họ tới tìm ta, ta tận lực cho ngươi tranh thủ đến manh mối. Ngươi nên cẩn thận, Trầm Mặc Nùng dặn dò. La Quân mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta phúc lớn mạng lớn. Cái kia Vương Tường tiểu tướng quân còn chưa tới sao? La Quân lại hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, không phải không đến, là rời đi. Ngươi đều chết, đến cũng không có ý nghĩa. Hắn để cho ta chuyển đạt hắn đối ngươi cảm tạ. La Quân nói ra, ừm. Nửa giờ sau, cũng là 11 giờ đêm 20 điểm. Hai người rốt cục đến Ninh Viên tiểu khu. Cái này Ninh Viên tiểu khu địa điểm là náo bên trong lấy tính, tuyệt đối khu vực tốt. Bên trong tu kiến theo Xâm Lâm công viên một dạng. Mà Ninh Viên cửa tiểu khu, Lam Hồng tự mình đến nghênh đón. Trầm Mặc Nùng thì dừng xe ở tiểu khu bên ngoài. Sau đó, nàng và La Quân xuống xe. Lam tổng tốt, La Quân cười ha ha, tiến ra đón. Hắn làm bộ muốn ôm Lam Hồng, Lam Hồng gặp có người ngoài tại, không tốt đẩy ra La Quân, chỉ có thể miễn vì khó. La Quân tâm lý buồn cười, bất quá hắn cũng chính là lễ tiết tính ôm một cái, cũng không có như thế nào. Lam Hồng cũng mới thở phào. La Quân lại giới thiệu nói, Lam tổng, vị này là bằng hữu ta, Trầm Mặc Nùng. Lam Hồng đối Trầm Mặc Nùng có loại tự dưng kính sợ, nàng rất lợi hại khách khí cẩn thận nói, Trầm tiểu thư tốt. Trầm Mặc Nùng cũng rất là hòa khí, chủ động đưa tay nói, Lam tổng tốt, muộn như vậy, mạo muội tới quấy rầy, hy vọng Lam tổng đừng nên trách. Lam Hồng nói gấp, đây là nơi nào lời nói, Trầm tiểu thư đại giá quang lâm, đây là chúng ta vinh hạnh. Ba người ở bên ngoài hàn huyên vài câu về sau, Lam Hồng nói ra, mời vào bên trong đi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, hai người tự nhiên là khách theo người liền. Không bao lâu, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tại Lam Hồng chỉ huy dưới tiến vào tiểu khu, cuối cùng đi đến một tòa độc lập biệt thự trước. Biệt thự kia phía trước có cái đình viện, trong đình viện đủ loại hoa hoa thảo thảo. Hơn nữa còn có một cái độc lập ổ chó. Ba người mới vừa vào đình viện, một đầu đại kim lông chó liền hoan hỉ nhào tới. Nó là nhào về phía Lam Hồng. Lam Hồng đem kim mao chó ôm lấy, sau đó sờ nó mấy lần, liền liền muốn nó ngoan ngoãn đợi một bên. Cái kia kim mao chó vô cùng khéo léo, lập tức liền dao động mấy lần cái đuôi, đợi ở một bên. La Quân nhìn cực kỳ hâm mộ không thôi, hắn cũng là ưa thích chó.
bất quá hắn cái này lâu dài bên ngoài, lại là không có có điều kiện nuôi chó. Tiến vào biệt thự kia phòng khách xa hoa sáng ngời, hết thảy đều lộ ra tráng lệ. Cùng lúc đó, Lam Tử Y ăn mặc màu trắng thường phục đi tới. Lam Tử Y cách ăn mặc tuy nhiên nghỉ dưỡng, nhưng lại tự có một cỗ thượng vị giả khí chất ở bên trong. Nàng tuy nhiên mỉm cười, nhưng lại đều bị người cảm thấy cùng hắn có khoảng cách. Lam Đồng, chúng ta lại gặp mặt, La Quân sau khi đi vào cười một tiếng, nói ra. Lam Tử Y cũng là mỉm cười, nói ra, La Quân tiên sinh, chúng ta đã chờ trực đã lâu. Nàng sau đó vừa nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, vị này là. La Quân lập tức giới thiệu, nói, cái này là bằng hữu ta Trầm Mặc Nùng. Hắn sau khi nói xong lại hướng Trầm Mặc Nùng nói, Mặc Nùng, vị này là Thiết Ưng tập đoàn Lam Tử Y chủ tịch. Trầm Mặc Nùng lập tức mỉm cười, đưa tay ra nói, Lam chủ tịch, đã sớm kính đã lâu ngài danh tiếng, hôm nay gặp mặt, có thể khẳng định là, ngài so trong truyền thuyết phải đẹp nhiều. Trầm Mặc Nùng nói chuyện làm việc là giọt nước không lọt. Lam Tử Y liền cũng đưa tay cùng Trầm Mặc Nùng nắm cùng một chỗ, nàng mỉm cười, nói ra, Trầm tiểu thư, ngài càng xinh đẹp hơn. La Quân ở một bên tập trung tinh thần nhìn lấy, hắn đang mong đợi hai người này nắm cùng một chỗ phản ứng hóa học. Lam Hồng lại là không nghĩ nhiều như vậy. Cũng là tại lúc này, Lam Tử Y cùng Trầm Mặc Nùng nắm cùng một chỗ. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nùng sắc mặt biến. Lam Tử Y cũng là quái dị nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. La Quân liền nhìn thấy Trầm Mặc Nùng trên tay bắt đầu lít nha lít nhít kết xuất tinh tế băng xương tới. So La Quân theo Lam Tử Y lúc bắt tay nhanh hơn, còn muốn mãnh liệt. Lam Hồng cùng Lam Tử Y thấy cảnh này, đều là hãi nhiên. Trầm Mặc Nùng đột nhiên quất tay, nàng đều đã không chịu nổi cái này bên trong băng hàn. La Quân cũng rốt cục chứng thực một sự kiện. Cái kia chính là Lâm Băng Đại Sư tỷ lý luận hoàn toàn chính xác. Trầm Mặc Nùng cũng là sợ hãi thán phục, nói, nghĩ không ra trên đời thật là có cổ quái như vậy sự tình. Lam Hồng nhìn về phía Lam Tử Y, nói, Tử Y, đây là có chuyện gì? Nàng cũng đã khẳng định, vấn đề là xuất hiện ở Lam Tử Y trên thân. Lam Tử Y lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng. La Quân liền hỏi Trầm Mặc Nùng, nói, ngươi có biết hay không là vì cái gì? Vì sao lại cùng nàng nắm tay, liền sẽ sinh ra dạng này phản ứng hóa học? Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, nói ra, ta cũng không biết. Lam Hồng gặp tất cả mọi người nói không nên lời cái như thế về sau, nàng liền nói ra, bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng, mọi người trước ngồi vào vị trí, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Lam Tử Y cũng nói, La Quân tiên sinh, Trầm tiểu thư, mời. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng không chối từ. Trong nhà ăn ánh đèn mang theo một tia nhu hòa. Trên bàn cơm là cơm tây, rượu vang đỏ, còn có pizza, hoa quả salad các loại. Tiêu chuẩn kiểu Tây bữa tối, nhìn sắc hương vị đều đủ. La Quân hòa hoãn không khí nói ra, Lam Tổng, người điều này hiển nhiên là đang lừa người a. Ta không tin người tự mình xuống bếp có thể làm ra như thế một bàn đồ ăn tới. Lam Hồng hé miệng cười một tiếng, nói ra, tốt a, người đoán đúng. Cái này toàn bộ là chúng ta thuê đầu bếp làm, bất quá cái này bên trong cũng có một món ăn là ta làm. La Quân một bên ngồi xuống vừa cười nói ra, hiển nhiên là cái này bàn hoa quả salad đúng hay không? Lam Hồng cười ha ha một tiếng, nói ra, người thật thông minh. La Quân nói ra, điều này hiển nhiên không phải thông minh, mà chính là thưởng thức. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Lam Tử Y đầu tiên nâng chén, nàng nói ra, đêm nay ta đầu tiên muốn cảm tạ La Quân tiên sinh cùng Trầm tiểu thư có thể trong trăm công ngàn việc qua đến đây. Ta kính hai vị, nàng sau khi nói xong liền uống một hơi cạn sạch. La Quân cũng cùng Trầm Mặc Nùng uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, Lam Đồng cùng Lam Tổng mới hẳn là người bận rộn, hôm nay hẳn là ta cùng La Quân cảm tạ hai vị trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến chiêu đãi chúng ta. Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, hai vị quá khách khí. Lam Hồng cũng nâng chén nói ra, La Quân, tuy nhiên ngươi một mực cà lơ phất phơ. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều rất lợi hại cảm tạ ngươi đối ta ân cứu mạng, chén rượu này, ta kính ngươi. Nàng nói xong cũng uống một hơi cạn sạch. La Quân cười một tiếng, nói ra, Lam Tổng khách khí, ta là luyện võ người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đó bất quá là bản phận mà thôi. Hắn nói xong cũng uống một hơi cạn sạch. Mọi người nói, uống vào, ăn. Bầu không khí rất nhanh cũng liền dung hiệp. Bất quá trong lòng mọi người,
thủy chung đều quanh quẩn lấy một cái nghi vấn. Cái kia chính là liên quan tới cùng Lam Tử Y sau khi bắt tay, vì sao lại sinh ra kỳ quái phản ứng hóa học. Lam Hồng quan tâm nhất muội muội, nàng cái thứ nhất hỏi ra, vì cái gì chúng ta người bình thường theo Tử Y nắm tay đều không có bất kỳ cái gì phản ứng đâu. La Quân nói ra, hắn vấn đề ta không có cách nào giải đáp, bất quá vấn đề này ta vẫn là biết đáp án. Đó là bởi vì ta cùng Mặc Nùng đều là người luyện võ, chúng ta khí huyết cường thịnh, dương cương mãnh liệt. Cho nên chúng ta cùng Lam Đồng sau khi bắt tay, loại phản ứng này thì nổi bật đi ra. Nói một cách khác, đó là Lam Tổng dòng máu của ngươi không đủ mạnh, vô pháp dẫn động Lam Đồng trên thân phản ứng. Lam Hồng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, Trầm Mặc Nùng cũng hỏi Lam Tử Y nói, Lam Đồng, bất cứ chuyện gì phát sinh đều khó có khả năng là từ không nói có. Chẳng lẽ ngươi thật không có chút nào cảm kích? La Quân cũng nhìn về phía Lam Tử Y, hắn nói ra, Lam Đồng, ta cùng Mặc Nùng đối ngươi tuyệt đối không có ác ý. Có lẽ, ngươi đem ẩn tình nói ra, chúng ta còn có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Ngươi tình huống này thật là rất lợi hại hiếm thấy, chỉ ít chúng ta đều không có đụng phải. Lam Tử Y uống một ngụm rượu vang đỏ, nàng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ta muốn nói ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là, trước lúc này, ta xác thực không có để ý qua, cũng coi là đó bất quá là một cái trùng hợp. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng mừng rỡ, hỏi, đến là chuyện gì? Lam Hồng cũng kinh ngạc nhìn về phía muội muội Lam Tử Y. Lam Tử Y trầm giọng nói ra, ta từ nhỏ thì làm đồng dạng một giấc mộng, cái này mộng rất lợi hại hoang đường. Ở trong mơ, ta thân ở một mảnh băng trên núi, băng phía dưới núi có vô số đen nghịt binh lính, bọn họ đối ta hô hào cái gì Ngô Vương vạn tuế, nhất thống thiên hạ, thiên thu vĩnh tồn. Lam Tử Y nói đến đây ngừng một lát, lại nói, ta có đôi khi sẽ cảm thấy đứng tại băng trên núi vương giả chính là ta, có đôi khi lại cảm thấy người kia rất lợi hại lạ lắm, hoàn toàn không phải ta. Cái này mộng, ta lặp đi lặp lại làm, thường cách một đoạn thời gian, ta liền sẽ làm cái này đồng dạng mộng. Ta minh bạch, Trầm Mặc Nùng lập tức nói. Mọi người lập tức nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, La Quân không rõ nội tình, hỏi, minh bạch cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, nếu như ta đoán không sai, Lam Đồng ngươi hẳn là cái nào đó thần thông cao thủ chuyển thế chi thân. Chuyển thế chi thân, La Quân nghe đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, thật có chuyện này sao? Lam Hồng cùng Lam Tử Y cũng là có chút không có thể hiểu được, cái này quá bất khả tư nghị. Trầm Mặc Nùng nói ra, chuyển thế câu chuyện, thật là hư vô mờ mịt. Mà lại, La Quân ngươi cùng ta đến cảnh giới này, đối với chuyển thế thuyết pháp nhìn càng thêm thấu triệt. Người bình thường thần hồn, tự nhiên vô pháp chuyển thế đầu thai. Nhưng là có chút thần thông cao thủ, lại có thể khám phá thai bên trong chi mê, thành công chuyển thế. Nàng sau khi nói xong vừa nhìn về phía Lam Tử Y, nói ra, Lam Đồng ngươi làm ra mộng thì là một loại dấu ấn tinh thần. La Quân nói ra, tốt a, ngươi giải thích như vậy cũng xác thực giải thích thông. Nhưng ta không nghĩ ra là, hiện tại nơi nào còn có cái gì Ngô Vương vạn tuế, thiên thu vạn thống. Chẳng lẽ là cổ đại quân vương chỗ chuyển thế, nhưng này cũng không đúng. Cổ đại thì một vị nữ vương võ tắc thiên. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, băng trên núi tràng cảnh, lại có chuyển thế đầu thai đại thần thông, ta cũng thực sự nghĩ không ra hội là vị nào cao nhân chuyển thế. Lam Hồng ở một bên nghe, nàng lộ ra thật không thể tin, nói ra, các ngươi đến đang nói cái gì nha? Ta làm sao càng nghe càng không hiểu. Lam Tử Y thì là như có điều suy nghĩ. Trầm Mặc Nùng hướng Lam Hồng khẽ cười khổ, nói ra, cái này bên trong một ít gì đó. Nhất thời nửa khắc cũng vô pháp cùng Lam Tổng ngươi giải thích rõ ràng. Nàng ngừng một lát, lại chuyển hướng Lam Tử Y, nói, Lam Đồng, năng lực ta có hạn, chỉ có thể phân tích ra những vật này. Nếu như ngươi thật muốn biết cái này chung cổ quái, ta có thể dẫn ngươi đi Yến Kinh một chuyến. Tại chúng ta quốc an chín nơi bên trong, hẳn là có cao nhân có thể vì ngươi nhìn ra một số đầu mối. Lam Tử Y ánh mắt cực kỳ phức tạp, nàng cảm thấy đây hết thảy đều cùng nàng hiện tại sinh hoạt rời bỏ quá nhiều. Nàng không biết nên lựa chọn như thế nào, tiếp tục bình thản sinh hoạt, vẫn là đi mở ra Pandora hộp ma. Lam Tử Y chỉ là do dự một cái chớp mắt, sau đó, nàng ánh mắt kiên quyết đứng lên, nàng nói với Trầm Mặc Nùng, vậy làm phiền. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, Lam Đồng ngươi chừng nào thì có thể đứng dậy. Lam Tử Y nói ra, tùy thời. Trầm Mặc Nùng liền đứng lên, nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu không chúng ta hiện tại liền đi. Vừa vặn ta ở chỗ này có máy bay riêng, chúng ta có thể trong đêm trở lại Yến Kinh.
Tốt, Lam Tử Y cũng đứng lên. Hai người này coi là thật đều là nữ trung hào kiệt, làm việc nói chuyện, đều là nhanh chóng quyết đoán. La Quân, người có muốn cùng đi hay không? Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn đi, bất quá ta bên này sự tình còn không có xử lý xong, sợ ra biến cố gì. Trầm Mặc Nùng liền cũng không miễn cưỡng. Lam Hồng lập tức nói, muội muội, ta cùng đi với ngươi. Lam Tử Y lại là cự tuyệt, nàng nói ra, tỷ, công ty còn cần ngươi chiếu khán. Ngươi không cần lo lắng cho ta, một có tin tức, ta ngay lập tức sẽ thông báo ngươi. Vậy được rồi, ngươi hết thảy cẩn thận, Lam Hồng liền nói như vậy. Sau đó, Trầm Mặc Nùng thì cùng Lam Tử Y nhanh chóng nhanh rời đi. La Quân cùng Lam Hồng đưa mắt nhìn hai người lái xe rời đi. La Quân liền cũng nhìn về phía Lam Hồng, nói ra, Lam Tổng, ta cũng cáo từ. Lam Hồng nao nao, nói ra, người đi đâu vậy? La Quân nói ra, tìm quán rượu trước ở lại. Lam Hồng nói ra, người nếu không chê, chúng ta biệt thự này bên trong có thật nhiều khách phòng, người thì ở lại đây ngủ không? La Quân sắc mặt nhất thời cổ quái, nói ra, cùng Hồng tỷ ngươi ở cùng nhau. Con hàng này ở trước mặt mọi người thì hô Lam Tổng, lúc này lại hô dậy Hồng tỷ tới. Nói thực ra, La Quân đối Lam Hồng, Đinh Hàm loại này đã kết hôn thành thục thiếu phụ thật sự là không có gì sức chống cự. Chỉ cần hơi một dụ hoặc, hắn rất có thể thì cầm giữ không được. Lam Hồng nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, nói, ngươi nói mò gì đâu. Nhiều như vậy gian phòng, ta cần cùng ngươi ngủ cùng chỗ. La Quân cười ha ha, nói ra, nhưng ta sợ Hồng tỷ ngươi giống như là tại đường sắt cao tốc bên trên một dạng tới phạm ta nha. Lam Hồng nhất thời nổi giận, nói, tính toán, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt, người yêu chỗ nào đến nơi đâu đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, vậy bái bai. Con hàng này vẫn thật là quay người rời đi. Lam Hồng không khỏi cảm thấy con hàng này tính cách thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu. La Quân đương nhiên sẽ không ở Lam Hồng trong biệt thự ở lại, hắn sợ sẽ làm ra cái gì chuyện hồ đồ tới. Và lại, bản thân liền là dày vò. Chính mình lớn nhất ngưỡng mộ trong lòng cái kia một cái thiếu phụ ở trước mắt, lại không thể qua tung hoành ngang dọc, đó là nhiều thống khổ sự tình a. Khác Lam Hồng về sau, La Quân thì dạo bước tại yên tĩnh trên đường phố. Cái này lúc sau đã là lúc rạng sáng. Hoài Bắc thành phố ban đêm là rất lợi hại huy hoàng, từ xa nhìn lại, còn có cầu vượt bên trên đèn neon ánh sáng uốn lượn như long. Ban đêm gió rét thổi tới, khiến người ta nhịn không được muốn đánh rùng mình. La Quân chỗ cưỡi ngựa đường lại là thuộc về thoảng qua vắng vẻ, phồn hoa khu vực cũng không ở chỗ này. Cho nên La Quân như vậy đi tới, bên cạnh ngẫu nhiên có xe chiếc gào thét mà qua. Hai bên cạnh đèn đường sáng ngời vô cùng, cũng đem hắn thân ảnh kéo lão dài. Có đôi khi, La Quân ưa thích một người như vậy an tĩnh lại, đi một chút. Sau đó qua suy nghĩ một chút chính mình những năm gần đây chỗ bước đi, chỗ kinh lịch sự tình. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất. Hắn muốn nhất là mình ân sư. Tự có trí nhớ lên, sư phụ cũng là một mực đang chiếu cố chính mình. Tuy nhiên sư phụ rất lợi hại nghiêm khắc, nhưng mình mệnh là sư phụ cho. Hắn dạy sẽ tự mình sách biết chữ, luyện quyền hợp lý. Sư phụ, người đến đó, La Quân nhịn không được ở trong lòng hỏi. Tự nhiên, cũng sẽ không có người đến trả lời hắn. Trong ấn tượng, sư phụ kiệm lời ít nói. Mãi mãi cũng là một thân kiểu áo tôn trung sơn màu đen ở trên người. La Quân cũng chưa từng thấy qua sư phụ xuất thủ, càng không biết sư phụ đến là tu vi gì. Mà ta đến là ai? La Quân lần nữa hỏi mình nội tâm. Cha mẹ ta đâu, bọn họ là chết, vẫn là vứt bỏ ta. Vấn đề này vẫn không có đáp án. La Quân chính thương cảm lấy, hắn đi tại lối đi bộ bên trên. Hắn bỗng nhiên đã nhìn thấy phía trước trạm xe buýt trước ngừng một chiếc Mercedes xe đua. Tử sắc, 10 phần phong cách. Hắn thậm chí ngầm trộm nghe đến kiềm chế âm thanh. La Quân thương cảm lập tức quét sạch sành xanh, tâm lý một cái giật mình. Ta dựa vào, cái này đêm hôm khuya khoắt, là tại xa trấn sao? Hắn hứng thú lập tức bị cong lên. La Quân đến gần xem xét, lập tức liền từ phía trước kính chắn gió nhìn thấy bên trong tình huống. Một người đầu chọc mang theo dây chuyền vàng, chính đang xâm phạm một cái say rượu nữ hài nhi. Nữ hài nhi kia ăn mặc bại lộ, đầu đầy tóc quăn tóc vàng. Xem xét cũng chính là cái tại hoan tràng bên trên đọa lạc người. Đối với loại này phi chủ lưu nữ hài nhi, La Quân có thể không hứng thú cứu vãn.
Nói không chừng người ta cũng là tự nguyện tốt cái này miệng, chính mình qua xen vào việc của người khác, nữ oa nhi kia không chừng còn muốn chửi một câu bệnh thần kinh. Bất quá a, La Quân con hàng này, cũng không phải chính nhân quân tử. Đối với loại này hiện trường phát sóng trực tiếp, chỗ của hắn hội bỏ lỡ. Không vỗ xuống đến cũng là rất lợi hại có đạo đức được không? Bất quá lập tức, cái kia tóc vàng nữ hài nhi đã nhìn thấy cả nhìn có chút hăng hái La Quân. Nàng lập tức vỗ xuống đầu chọc, ra hiệu đầu chọc nhìn bên ngoài. Đầu chọc lập tức liền nhìn thấy La Quân. Con hàng này lập tức quay cửa kính xe xuống, xông La Quân mắng, nhìn ngươi nương, oát con, lại không xéo đi, lão tử giết chết ngươi. La Quân cười ha ha, nói ra, cái này đường cái là nhà ngươi nha. Ra ra ta thì không đi, ngươi có bản lĩnh thì đánh ta nha. Mà mẹ nó, oát con, đầu chọc xem xét cũng là tài đại khí thô, hoành quen người. Lập tức liền xuống xe hướng La Quân khí thế hung hung đi tới. La Quân làm bộ sợ hãi, một bên lui lại, một bên bên ngoài lệ bên trong nhẫm nói, người muốn làm gì? Đánh người là phạm pháp. Phạm pháp, phạm mẹ ngươi phương pháp A. Đầu chọc cười lạnh lên phải bắt La Quân tóc, nói cho ngươi, cha ngươi ta chính là phương pháp. Bất quá hắn lời nói lập tức liền nói không được. La Quân trở tay nắm lấy đầu chọc tay, răng rắc một chút, trực tiếp đem hắn tay bẻ gãy. Cái kia bạch cốt âm u đều lộ ra. Đầu chọc không khỏi hét thảm lên, tiếng kêu thảm kia đi theo mổ heo giống như. Ngươi chính là phương pháp A. Ai nha, ta thật là sợ nha. La Quân lại một chân đem tên chọc đầu này đá té xuống đất. Đầu chọc đau nhức lăn lộn trên mặt đất, La Quân tiếp lấy hướng trên mặt hắn dẫm mạnh. Phốc phốc một chút, con hàng này hợp máu phun ra một ngụm hàm răng tới. Giống đầu chọc loại này nhà giàu mới nổi. La Quân đánh nhau một điểm lòng thương hại đều không có. Trên đời này, có một loại người vô cùng đáng hận. Cái kia chính là tố chất không cùng bên trên tài phú cước bộ nhà giàu mới nổi. Có ít người, ỷ có hai tiền, hung hăng càn quấy, không đem người khác để vào mắt. Loại người này, không chỉ là nam nhân, có nữ nhân càng phách lối. Đường dân tộc nộ cũng coi là một loại, thực như bức, làm sao không gặp đường dân tộc nộ qua đánh nam nhân. Thật phẫn nộ. Người mẹ nó cất bên trên hai cước đều không đủ, nhất định phải đối nữ nhân giống như là muốn đem đánh chết tư thế. Internet bạo dân, đường dân tộc nộ, nhà giàu mới nổi chờ một chút để xã hội này tràn ngập một luồng lệ khí. Nhưng mà những này chủng loại, lại tất cả đều là hát yêu ta yếu sợ mạnh điển hình. La Quân giáo huấn xong đầu chọc về sau, liền chuẩn bị rời đi. Ai biết cái kia tóc vàng nữ hài nhi lại xông La Quân tràn đầy phấn khởi hô, ha ha, soái ca, người thật lợi hại. Tới đi, ta cùng ngươi ngủ. La Quân nhìn tóc vàng nữ hài nhi liếc một chút, hắn cười ha ha, nói ra, vẫn là tính toán, ngươi quá bẩn. Câu này lời vừa nói ra, nhất thời khí cái kia tóc vàng nữ hài nhi sắc mặt trắng bệch. Nhưng tất cả những thứ này, đều đã không có quan hệ gì với La Quân. Sau đó, La Quân tìm một cái quán rượu vào ở, ngủ một giấc đến đại thiên sáng. Sáng ngày thứ hai, vẫn là ánh nắng tươi sáng. La Quân không có ý định theo Ngư Vạn Thành mang xuống, hắn muốn đi lấy đi năm màu tinh thạch, sau đó về thần vực phục mệnh. La Quân trước theo Ngư Vạn Thành gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông, La Quân nói ra, Ngư tiên sinh, ta nên làm đều đã làm. Hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là dựa theo ước định, đem năm màu tinh thạch giao ra đâu? Bên kia Ngư Vạn Thành thanh âm nhất thời tràn ngập khó xử, nói, La tiên sinh, chúng ta có thể hay không ở trước mặt đàm? La Quân cảm thấy trầm xuống, mà mẹ nó, khẳng định là xảy ra vấn đề. Làm sao? La Quân lập tức hỏi. Ngư Vạn Thành nói đến, chúng ta gặp mặt đang nói, được không? Hắn mang một vẻ cầu khẩn. La Quân nhân tiện nói, tốt, ngươi ở đâu, ta lập tức tới tìm ngươi. Ngư Vạn Thành liền nói nhà hắn địa chỉ. La Quân không nói hai lời, đến trước tửu điếm đài trả phòng, sau đó đi ra ngoài chiêu sĩ, thẳng đến Ngư Vạn Thành trong nhà. Ngư Vạn Thành chỗ ở cũng là một tòa xinh đẹp biệt thự. Trước biệt thự cũng có đình viện, còn có đình đài lâu các. La Quân có thể không hứng thú thưởng thức những vật này, hắn trực tiếp đi vào. Ngư Vạn Thành trong phòng khách lo lắng đi qua đi lại. Đến xảy ra chuyện gì? La Quân có chút nổi nóng, nói ra, Ngư tiên sinh, ta cho ngươi biết, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi nếu là để cho không ra năm màu tinh thạch, cái kia thần vực sẽ chỉ tìm làm phiền ngươi. Liền xem như Mỹ quốc tổng thống cũng không dám đùa nghịch thần vực, càng đừng đề cập ngươi. Ngư Vạn Thành tự nhiên biết cái này bên trong lợi hại quan hệ,
hắn nói ra, La tiên sinh, ta cũng tuyệt không phải có ý muốn không cho ngươi tinh thạch. Thật sự là ra chút ngoài ý muốn. Chuyện này, ngươi nhất định muốn giúp ta. Không phải vậy lời nói, ta Ngư Vạn Thành khẳng định hội vạn kiếp bất phục. La Quân nhíu mày, nói, tình huống như thế nào? Ngư Vạn Thành trong mắt lóe lên vẻ đau xót, nói ra, tối hôm qua sau khi trở về, cái kia tiểu súc sinh rất là thương tâm. La Quân không khỏi ngẩn ngơ, mẹ nó, tiểu súc sinh là ai a? Hắn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tiểu súc sinh chỉ là Ngư Bắc Giao a. Ngư Vạn Thành nói ra, tiểu súc sinh này không biết làm sao biết được năm màu tinh thạch sự tình, nàng thừa dịp ta ngủ về sau, tại trong hòm sắt trộm đi năm màu tinh thạch. Hiện tại tiểu súc sinh này đi chỗ nào, ta cũng không biết. La tiên sinh, người quan hệ phổ biến, ta có thể hay không làm phiền ngươi qua tìm tới tiểu súc sinh, từ trong tay nàng cầm lại năm màu tinh thạch. Ngươi xác định ngươi không đùa ta, La Quân nói ra. Ngư Vạn Thành nói ra, đây là liên quan đến ta sinh tử tồn vong, ta nào dám đùa nghịch ngươi. Tìm không thấy năm màu tinh thạch, hội người xui xẻo là ta mà không phải ngươi nha. La Quân nghĩ cũng phải, hắn dựa theo nhiệm vụ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là Ngư Vạn Thành không bỏ ra nổi năm màu tinh thạch, cái kia chính là thần vực muốn cùng Ngư Vạn Thành can thiệp. Thần vực là giảng đạo lý, cho nên Ngư Vạn Thành có năm màu tinh thạch, thần vực cũng không có phái người đến cưỡng đoạt. Nhưng là dưới mắt, thần vực lại là chiếm cứ đạo lý. Ngư Vạn Thành nếu là không bỏ ra nổi năm màu tinh thạch, cái kia chính là bị thần vực giết, cũng không ai sẽ nói thần vực có nửa phần không đúng. La Quân hỏi Ngư Vạn Thành, nói ra, Ngư Bắc Giao một người sống sờ sờ, lại không có gì đào tẩu kinh nghiệm, nàng hội đến đó. Người có hay không đóng băng nàng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng loại hình. Ngư Vạn Thành nói ra, ta đã toàn bộ đóng băng. La Quân nói ra, ta đoán chừng nàng trốn không xa. Bất quá nàng cũng đừng thiếu thông minh đem năm màu tinh thạch ném hoặc là bán. Không phải vậy lời nói, Ngư tiên sinh, vậy ngươi thật là cũng là tổ tiên không có tích đức, sinh như thế cái nữ nhi. Ngư Vạn Thành cũng biết điểm này. Hắn hiện tại đối nữ nhi này quả nhiên là thống hận tới cực điểm. La Quân lập tức đến chỗ yên tĩnh cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Trầm Mặc Nùng bên kia kết nối. Trầm Mặc Nùng trước mỉm cười, nói ra, làm sao? Ngươi muốn biết liên quan tới Lam Tử Y kết quả a? Lam Tử Y hiện tại qua một chỗ, ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Một có tin tức, ta sẽ nói cho ngươi biết. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, không là chuyện này, là ta tiên đan muốn chạy. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nói, đến tình huống như thế nào? La Quân nói ra, lần này tới là vì Ngư Vạn Thành năm màu tinh thạch, lúc đầu nhiệm vụ đã hoàn thành. Hôm qua gặp Ngư Bắc Giao bị kích thích, cho nên ta liền không có có ý tốt trực tiếp muốn năm màu tinh thạch. Nào biết hôm nay Ngư Vạn Thành nói cho ta biết, cái kia Ngư Bắc Giao đem năm màu tinh thạch trộm đi, người cũng không biết đi chỗ nào. Người được nhanh điểm giúp ta tìm cái này ngu xuẩn đàn bà, cái này ngu xuẩn đàn bà cái gì chuyện ngu xuẩn đều làm được, vạn nhất đem tinh thạch cho ném, bán, chúng ta tiên đan nhưng là không còn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiên đan tuy nhiên không bằng thiên đan, nhưng đó cũng là cực phẩm đan dược. Trầm Mặc Nùng trước kia là cầu chi mà không được. La Quân trước đó khẳng khái cho Trầm Mặc Nùng hai hạt thiên đan, như thế mới lấy để Trầm Mặc Nùng trực tiếp tấn thăng đến thần thông chi cảnh. Thần thông chi cảnh, thật sự là huyền ảo pháp môn. Liền xem như thiên tư chắc tuyệt hạng người, muốn bằng bản sự của mình tiến vào thần thông chi cảnh, vậy cũng là nói chuyện viển vông. Nhất định phải có đan dược đến phụ trợ. Mà lại thần thông chi cảnh cũng bộ đàm duyên, mệnh cách. Trầm Mặc Nùng vốn là không có bao nhiêu cơ duyên tiến vào thần thông chi cảnh. Nhưng mà, La Quân cho hai hạt thiên đan thuận lợi trợ giúp nàng phóng qua Long Môn. Bây giờ, La Quân muốn được tiên đan lại xảy ra bất chắc, Trầm Mặc Nùng là so La Quân còn gấp. Nàng lập tức nói, tốt, ta lập tức phái người đi thăm dò. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tắt điện thoại về sau, lại trở lại trong phòng khách gặp Ngư Vạn Thành. Ngư Bắc Giao không có việc gì trộm năm màu tinh thạch làm cái gì. Cái này lại không thể trả thù xã hội, nhiều nhất có thể trả thù ngươi cái này khi lão ba. La Quân không nghĩ ra, xong Ngư Vạn Thành đậu đen rau muống nói. Ngư Vạn Thành cũng là miệng đầy đắng chát, hắn đến một bước này, đối Ngư Bắc Giao thật sự là thất vọng thương tâm tới cực điểm. La Quân gặp Ngư Vạn Thành cũng là phiền muộn, liền cũng liền không có tiếp tục đậu đen rau muống xuống dưới. Hắn nói với Ngư Vạn Thành, một có tin tức thì cho ta biết, ngươi cũng không cần quá bi quan. Nhiệm vụ này là 2 tháng,
cũng chính là, chúng ta còn có tiếp cận 2 tháng. Không đến lúc đó ở giữa, ta sẽ không đi hướng thần vực bẩm báo. Ngư Vạn Thành mặt hiện vẻ cảm kích, nói, đa tạ. La Quân mỉm cười, nói ra, không cần phải khách khí. Sau đó, La Quân thì theo Ngư Vạn Thành cáo từ rời đi. Ra Ngư Vạn Thành biệt thự về sau, La Quân cũng là khí muộn, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có sự tình có thể làm. Hắn cũng phải chờ Trầm Mặc Nùng đến tin tức. Cái bụng có chút đói, La Quân liền tùy tiện tìm bữa sáng cửa hàng đi vào ăn điểm tâm. Nhà này bữa sáng cửa hàng bán đao tước diện, La Quân muốn một bát thêm thịt bò đao tước diện. Cái kia thơm ngào ngạt mì thịt bò lên về sau, La Quân chọn một đại đũa rau thơm cùng quả ớt tiến đến. Cái này một tô mì lập tức là tương ớt một mảnh. La Quân ăn như gió cuốn đứng lên, ăn được không thoải mái. Ăn tô mì đầu về sau, La Quân cảm thấy phiền muộn chi tình cũng biến mất không ít. Hắn nghĩ, điều này chẳng lẽ cũng là hóa bi phẫn làm thức ăn lượng A. Sau đó, La Quân lại tẻ nhạt phía dưới cho Linh Nhi gọi điện thoại. Linh Nhi hết thảy cũng còn tốt. La Quân lại cho Trầm Phong gọi điện thoại, Trầm Phong cũng mọi chuyện đều tốt. Trầm Phong đã chạy đến Siberia qua chấp hành nhiệm vụ. La Quân tiếp lấy bấm Lạc Ninh điện thoại. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Điện thoại bên kia băng băng lạnh lùng, khách khí nói ra. La Quân trong lòng nhất ảm, hắn không biết Lạc Ninh hiện tại đến thế nào. Nhưng hắn cũng rất lo lắng nàng an nguy. Nữ nhân này, là hắn nhân sinh trên ý nghĩa một nữ nhân đầu tiên. Trước kia theo những cái kia hoan chàng nữ nhân đều bất quá là xã giao vui vẻ. Mà Lạc Ninh là khác biệt. Ánh nắng tươi sáng, gió lạnh gào thét. Khí trời chính là như vậy cổ quái. La Quân tóc rất ngắn, nếu như thêm chút liền muốn trong gió lộn xộn. Hắn đi tại lối đi bộ bên trên, chung quanh thương gia đều mở cửa làm ăn, lối đi bộ bên trên người đến người đi, rất là náo nhiệt. Hoài Bắc thành phố phồn vinh thành phố rõ như ban ngày. La Quân đi trong đám người, hắn lộ ra chẳng có mục đích. Trong đám người, mấy cái ăn cắp âm thầm hành động, lặng lẽ vây kín một cái tuổi trẻ nữ tử. Một người trong đó ăn cắp dùng lưỡi dao muốn cắt nữ tử kia bao lúc, La Quân đột nhiên ra tay nắm lấy ăn cắp thủ đoạn. Ăn cắp trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, hắn rét lạnh nhìn về phía La Quân, nhỏ giọng cảnh cáo nói, khác xen vào chuyện bao đồng. Phía trước cô gái trẻ tuổi rốt cục tỉnh giấc tới, nàng nhanh chóng quay người nhìn về phía La Quân bên này. Chờ nàng thấy rõ về sau, nàng lập tức nhanh chóng đi ra. Mà La Quân lại bị mấy cái ăn cắp vây quanh. Ngốc, ngươi cho rằng ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, người khác liền sẽ cảm kích ngươi. Bị La Quân bắt lấy ăn cắp cười lạnh một tiếng. Còn lại mấy cái ăn cắp cùng một chỗ hướng La Quân xuất thủ, bọn họ muốn hung hăng giáo huấn La Quân. La Quân cười ha ha, hắn quyền cước trong nháy mắt đều xuất hiện, trong một chớp mắt thì đem bọn hắn đặt xuống té xuống đất, cháu trai, ngươi nói người nào ngốc đâu. Hắn sau khi nói xong, một bàn tay chụp về phía cái này ăn cắp mặt. Một tát này vỗ xuống, ăn cắp lập tức thất khiếu chảy máu, tình trạng đáng sợ. Nhưng là thất khiếu chảy máu cũng không phải là chết, mà chính là ngất đi. La Quân vỗ vỗ tay, tiêu sái rời khỏi. Hắn xuất thủ, cho tới bây giờ đều không phải là vì người khác cảm kích. Chẳng qua là vì an tâm thôi, chẳng qua là làm như thế, hội để cho mình thống khoái a. Nhân tính vốn là có nhu nhược, tự tư, hoảng sợ, cái này không có gì tốt khiển trách. Nếu như La Quân chính mình không phải có cái này một thân bản sự, gặp được loại này trộm cắp sự tình, hắn cũng sẽ không quản. Nhân tính tuy nhiên có nhu nhược, tự tư, hoảng sợ, nhưng cũng có quang huy, vĩ đại. Mà lại những này phẩm cách cũng sẽ ở trên người một người xuất hiện, chỉ là quan tâm hoàn cảnh mà thôi. Người sống một đời, trước yêu chính mình, sau đó tại có năng lực tình huống dưới qua yêu hắn người, trợ giúp người khác, đây là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Nếu như người ngay cả mình cũng không thể chiếu cố, liền thân nhân mình cũng không thể bảo hộ, lại táng ra bại sản đi trợ giúp, bảo hộ không liên quan người, cái kia chính là não tử có bệnh. Ta vốn nên sở cuồng nhân, Phượng ca cười khổng khâu. Tay cầm đao một ngụm, tính thích cắt đầu người. Ha 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 ha, La Quân tiêu diêu tự tại du đáng tại trong thành phố này. Đi một đoạn đường, lại gặp được một cái thư điếm. Hắn không tự giác đi vào. Thư điếm bên trong sách có rất nhiều, thành công học, lệ trí học, hậu hắc học, chỗ làm việc học chờ chút. Còn có một bộ phận lớn là nuôi trẻ trải qua, mụ mụ trích lời chờ chút. Lại có thật nhiều súp gà cho tâm hồn. Người sống một đời, khắp nơi đều là súp gà cho tâm hồn a.
Thế gian này tựa như là thư điếm ảnh thu nhỏ, mỗi một quyển sách đều có nó nói để ý. Nhưng mà, rất nhiều đạo lý là lẫn nhau mâu thuẫn. Mà chúng ta học tập chính là vì có chính mình kiến giải, sau đó tới biết mình cần gì. Có dạng này một cái tiểu trò cười. Hoàng thử lang tại dưỡng cây tràng bên vách núi lập khối bia, bia trên đó viết vứt bỏ truyền thống giam cầm, bất dũng dám nhảy đi xuống, ngươi làm sao không biết mình là một cái ưng. Sau đó, hoàng thử lang mỗi ngày ngay tại dưới vách ăn ngã xuống gà. Cố sự này nói cho chúng ta biết duyệt súp gà cho tâm hồn cũng phải trí tuệ, mà phần lớn súp gà cho tâm hồn bất quá là hoàng thử lang hầm. La Quân không có nhìn những lệ trí đó sách, hắn cầm một bản gọi là siêu cấp đặc vệ truyền kỳ Internet nhìn. Hắn nhìn say sưa ngon lành, một không chú ý liền thấy 4 giờ chiều. Lúc này, Trầm Mặc Nùng điện thoại đánh tới. La Quân lập tức kết nối. Trầm Mặc Nùng nói ra, có Ngư Bắc giao tin tức. La Quân đại hỉ, nói ra, cái này ngu xuẩn đàn bà đến đó. Hải Tân, Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân không khỏi sững sờ, lại là qua Hải Tân. Hải Tân nơi này La Quân đương nhiên quen tất, hắn về nước về sau, cái thứ nhất đến địa phương cũng là Hải Tân. Tại Hải Tân, phát sinh quá nhiều chuyện, nơi đó có Đinh Hàm, có Tống Nghiên Nhi, còn có Đường Thanh. La Quân nhịn không được hỏi, nàng đến Hải Tân làm gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, nàng tại Hải Tân thuê một chiếc du thuyền, ra biển. La Quân im lặng, nói, này nương môn có phải hay không ngốc? Chỉ làm chút khiến người ta không hiểu chuyện. Trầm Mặc Nùng nói ra, trên biển cũng không phải một chỗ tốt. Vạn nhất nàng đem 5 màu tinh thạch ném đến hải lý, cái kia thần tiên đều không tìm về được. La Quân nói ra, nhìn, này nương môn thật giống như là muốn đối phó ta cũng như thế. Ta trợ giúp nàng nhận rõ Tiêu Quân bộ mặt thật sự. Nàng chẳng lẽ còn đối ta hận thấu xương hay sao? Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, nói ra, lòng dạ đàn bà, nam nhân là rất khó hiểu. La Quân nói ra, tốt a, ta không hiểu. Vậy là ngươi nữ nhân, ngươi hẳn là thạo a. Trầm Mặc Nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta cũng không hiểu. La Quân nói ra, ngươi có biện pháp nào không, đem nàng bước cho về đường ven biển. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đương nhiên có biện pháp này. Nhưng là chúng ta như cưỡng ép ra mặt, cũng sợ nàng chó cùng rứt dậu. Vẫn là ngươi đi đi. La Quân nói ra, tốt, ta lập tức xuất phát qua Hải Tân. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đã theo Hải Tân phòng cháy bộ đội liên hệ, bọn họ sẽ xuất động máy bay riêng tới đón ngươi. Mà lại, cái kia chiếc du thuyền cũng bị chúng ta khóa chặt, ngươi có thể trực tiếp qua du thuyền bên trên tìm Ngư Bắc giao. La Quân nói ra, vậy rất tốt. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi vạn sự cẩn thận, ta luôn cảm thấy chuyện này không có mặt ngoài đơn giản như vậy, Ngư Bắc giao hành vi rất quái dị, vượt qua thường nhân chỗ phạm vi hiểu biết. La Quân nói ra, ta biết. Như thế về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền nói xong địa chỉ. Sau đó, La Quân lại cùng Ngư Vạn Thành thông điện thoại. Ta lập tức muốn đi trên biển tìm Ngư Bắc giao. La Quân nói ra. Ngư Vạn Thành lập tức nói, ta cùng đi với ngươi. La Quân nói ra, tính toán, vẫn là ta một mình qua. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực không làm thương hại nàng. Ngư Vạn Thành nói ra, vậy liền xin nhờ. Hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng tử lại có giết cha tâm a. Hải Tân khoảng cách Hoài Bắc thành phố có chút khoảng cách. Sau 2 giờ, Hải Tân thành phố bên kia máy bay riêng bay tới. La Quân tại một nhà đại khách sạn sân thượng chờ đợi. Ở trên sân thượng bên trên, La Quân trực tiếp bên trên máy bay riêng. Chiếc này máy bay riêng là công suất lớn máy bay trực thăng. La Quân bên trên máy bay riêng về sau, máy bay riêng lập tức cất cánh, hướng phía Hải Tân thành phố bay đi. Hải Tân thành phố bên trong có quá nhiều nhớ lại. Còn có La Quân tiếc nuối, cái kia chính là Đinh Hàm. Hắn trộm xem qua vô số lần Đinh Hàm tắm rửa, ở trong mơ vô số lần ảo tưởng đem Đinh Hàm ép dưới thân thể. Nhưng cuối cùng, hắn cùng Đinh Hàm đều là có duyên mà không có phận. Dưới mắt, hắn cùng Đinh Hàm đã cùng chia đều tay. Hắn cũng thực sự ngượng ngùng qua quấy rầy Đinh Hàm. Tổng không thể quay đầu qua tìm nàng, chính là vì cùng hắn lên giường. Vậy mình xem nàng như thành người nào. 8 giờ rưỡi đêm, máy bay riêng rốt cục đến Hải Tân thành phố trên không, lại đến trong vùng biển. Nơi này nhiệt độ không khí là như thế ấm áp. Hải Tân thật là một cái thích hợp cư ngụ thành thị. Một vòng new moon treo trên cao chân trời, mà trên mặt biển lại là tối tăm một mảnh, nhìn tựa như là to lớn lỗ thủng đen, có thể thôn vệ hết thảy.
La Quân cũng không thích ở trên biển. Hắn cuộc đời có hai loại không thích, một là không thích ở trên trời, hai là không thích tại trên nước. Kim đan cao thủ danh xưng là lục địa chân tiên. Ý tứ này là, bọn họ trên đất bằng, không ai địch nổi. Nhưng là lục địa chân tiên đến trên trời hoặc trên biển, đó cũng là đằng không được vân, điều khiển không được sương mù. Không bao lâu, máy bay riêng bay ra mặt biển hơn 60 hải lý, rốt cục nhìn thấy Ngư Bác Giao ngồi xuống du thuyền. Chiếc này du thuyền cũng không phải là rất lớn, trên mặt biển lộ ra rất là nhỏ bé. Du thuyền bên trên phát ra ánh sáng. Máy bay riêng bắt đầu hạ thấp độ cao. Khi máy bay riêng hạ thấp độ cao nhất định về sau, La Quân dựa vào bậc thang dây thừng hạ xuống du thuyền bong tàu. Chiếc này du thuyền cũng không lớn, trong phòng diện tích không đến 5-10 mét vuông. Bong tàu không có một ai. La Quân lập tức ngưng thần quan sát, hắn lập tức cảm giác đến Ngư Bác Giao thì ở trong phòng. La Quân cùng máy bay riêng người điều khiển thời khắc giữ liên lạc, hắn dự định nhanh chóng đi bắt Ngư Bác Giao, sau đó thông qua máy bay riêng đem Ngư Bác Giao mang đi. Du thuyền bong tàu có hải đăng, mà tại trên hành lang cũng có thể trông thấy bên trong ánh đèn trắng lóa như tuyết. La Quân cấp tốc đi vào trên hành lang, nhưng là đúng lúc này, tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Cái kia chính là máy bay riêng bên trong truyền đến người điều khiển thanh âm. La Quân là mang tai nghe. Cái kia người điều khiển nói ra, La Quân tiên sinh, phi cơ dầu nhiên liệu hệ thống xuất hiện trục trặc, ta phải lập tức trở về địa điểm xuất phát. La Quân bị kinh ngạc, hắn còn đến không kịp nói chuyện, cái kia máy bay riêng đã lên đường bay đi. Mà mẹ nó, thật sự là hố cha a. La Quân im lặng. Bất quá lập tức, một màn kinh người phát sinh. Bộ kia máy bay riêng trên không trung tuôn ra lộng lẫy tia lửa đến, giống như pháo hoa mỹ lệ. Lại là nổ tung. La Quân ngây người, trong lòng của hắn quan tâm cái kia người điều khiển sinh tử. Cũng không biết cái kia người điều khiển có hay không kịp thời nhảy máy bay. Cái này một cái chớp mắt, La Quân có chút tình thế khó xử. Hắn muốn đi cứu khả năng nhảy xuống biển người điều khiển, nhưng hắn biết mình nhảy đi xuống, cái này du thuyền lại mở đi, vậy mình và người điều khiển đều muốn hỏng việc. Mà lại, chính mình nhảy xuống biển về sau càng thêm khó mà tìm tới người điều khiển. La Quân lập tức nghĩ tới chính mình phải cứu người điều khiển, trước hết trưởng khống du thuyền. Cái này du thuyền là cái cự đại mục tiêu. Ngay sau đó, La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, lại là hướng phòng điều khiển chạy tới. La Quân thân thể nhẹ nhàng như ly miêu. Khiến La Quân cảm thấy quái dị là, bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy tình, du thuyền bên trong Ngư Bác Giao còn có những thuyền viên kia đều chưa hề đi ra quan sát. Không kịp nghĩ kỹ, La Quân cấp tốc đi vào phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển ánh đèn trắng như tuyết, đại môn đóng chặt. La Quân nhất trưởng đem đại môn chấn khai, bên trong hai tên người điều khiển gặp La Quân đột nhiên xông tới, lập tức bị kinh ngạc. La Quân cấp tốc đem một tên người điều khiển cắt choáng, lại đối một tên khác người điều khiển nói ra, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái này người điều khiển hoảng sợ không nhẹ, lập tức gật đầu. La Quân lại hỏi, kêu cái gì? Anko Haru. La Quân nói ra. Tốt, Anko Haru, hướng phía đông nam 9 giờ phương hướng mở đi ra, nhanh. Anko Haru lập tức đáp ứng. La Quân sau đó lại nhanh chóng ra phòng điều khiển, hắn đi vào bong tàu, trong tay lại cầm hai cái phao cứu sinh bắt đầu bốn phía xem chừng. Như thế xem chừng cũng không phải chuyện này, trên biển một mảnh tối như mực. La Quân lập tức lại trở về phòng điều khiển tìm bắn đèn pin tới. Du thuyền cấp tốc hướng máy bay riêng rủi do địa phương mở đi ra. Cũng không lâu lắm, liền đến rủi ro hải vực. Trên mặt biển còn trôi nổi phi cơ thi thể, đồng thời, cái kia mặt biển cũng là một mảnh tràn dầu. La Quân lớn tiếng hô vài câu, lôi đông huynh đệ, lôi đông huynh đệ. Cái kia máy bay riêng người điều khiển liền kêu là làm lôi đông. Hô vài câu về sau, La Quân rốt cục nghe được yếu ớt tiếng vang. Hắn nhìn về phía mặt biển, rốt cục trông thấy lôi đông. Lôi đông thụ thương không nhẹ, hắn ra sức bay nhảy lấy. La Quân trước chuẩn xác ném kế tiếp phao cứu sinh. Sau đó hắn liền muốn nhảy đi xuống cứu người. Bất quá ngẫm lại vẫn là không đúng, vạn nhất chính mình nhảy, cái kia Anko Haru đem du thuyền lái đi coi như không dễ chơi. Mình tại trong nước có thể đuổi không kịp cái này du thuyền a. Ngay sau đó, La Quân xông hải lý lôi đông hô, huynh đệ, người kiên trì một hồi. Lôi đông đến phao cứu sinh, cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. La Quân làm theo chạy đến trong phòng điều khiển. Bắt Anko Haru đến đây.
sau cùng trực tiếp tại Anko Haru trên thân bộ cái phao cứu sinh, nhất chỉ trên biển lôi đông, nói ra, qua đem ta người anh em này cứu lên, xin nhờ. Một câu xin nhờ nói xong, liền đem Anko Haru ném xuống. Anko Haru hoảng sợ hú lên quái dị, hắn rơi xuống nước sau rất nhanh thanh tỉnh, sau đó cũng phải đi cứu lôi đông. Sau 10 phút, Anko Haru đem lôi đông cứu thượng du thuyền. Trên thân hai người đều là ướt sũng. La Quân đem lôi đông đặt ở bong tàu nằm xong, sau đó quan sát lôi đông thương thế tới. Trên đùi hắn bị máy bay riêng mảnh vụn đâm một mảnh đi vào, cái này vết thương một chút tuyệt đối là thương cân động cốt. La Quân liền đối với Anko Haru nói ra, nhanh cầm túi cấp cứu tới. Anko Haru biết La Quân rất lợi hại, dưới mắt hắn là không có chút nào dám làm trái La Quân. Ngay sau đó ứng một tiếng tốt, lập tức xoay người đi. Anko Haru rất nhanh liền tìm túi cấp cứu tới, La Quân chuẩn bị kỹ càng băng vải, trừ độc rượu cồn, cây kéo các loại. Sau đó, hắn thủ pháp chuyên nghiệp vì lôi đông đem miệng vết thương quần cắt bỏ. Tiếp theo, gọn gàng, cực nhanh đem mảnh vỡ kia rút ra. Như thế về sau, trước dùng nhiễm trừ độc rượu sát trùng đoàn đem vết thương ngăn chặn. Dù là như thế, cái kia máu tươi vẫn là rất nhanh liền đem bông vải đoàn nhuộm đỏ. La Quân liên tục mấy lần đổi rượu sát trùng đoàn, sau cùng rốt cục đem huyết chỉ xuống tới. Cái kia lôi đông cũng là đau nhe răng trợn mắt. Sau đó, La Quân lại dùng trừ độc rượu cồn đem vết thương chung quanh xử lý sạch sẽ, như thế về sau, lại lấy bông vải đoàn kiện hàng vết thương, bên ngoài lấy băng vải chăm chú quấn quanh. Như thế về sau mới tính đại công cáo thành. La Quân những này cấp cứu thủ đoạn đều là ở nước ngoài trong chiến đấu học hội. Hắn cho mình nhổ qua độc tiêu, xử lý qua viên đạn các loại. Như thế về sau, La Quân đem lôi đông ôm lấy, lại đối Anko Haru nói ra, trở về địa điểm xuất phát hướng Hải Tân bên kia mở đi ra, các ngươi trên thuyền nữ nhân kia là phạm tội phần tử, hiện tại ta muốn đem nàng bắt về. Ngươi có thể báo động. Anko Haru kinh nghi bất định, nhưng cũng không dám nghịch lại, nói ra, tốt. Lúc này, La Quân không khỏi có chút kỳ quái, ngư bắc giao này nương môn làm sao như thế bảo trì bình thản, thế mà vẫn luôn không có đi ra. Tại trên thuyền này, hắn cũng không sợ ngư bắc giao đào tẩu. Trốn cũng không có chỗ ngồi trốn. La Quân đem lôi đông ôm đến hành lang chỗ, sau đó trở về nội thất. Đại môn kia là đóng chặt, bên trong ánh đèn trắng như tuyết một mảnh. La Quân đem đại môn một chân đá văng, cái kia trong phòng khách, bàn bên trên có rượu vang đỏ, cà ri bò, hoa tươi, hoa quả các loại. Mà ngư bắc giao lại là ăn mặc phượng quan hà bí ngồi ở kia trước bàn. Bộ dạng này, nhìn cực kỳ quỷ dị, La Quân như thế gan lớn người cũng là giật mình. Nửa đêm cưới tân nương. Không khỏi rượu, La Quân nghĩ đến dạng này một cái khủng bố cố sự. La Quân cũng là to gan lớn mật người, hắn tuy nhiên phát giác được không thích hợp, nhưng miệng bên trong vẫn là nói, ngu xuẩn đàn bà, ngươi giả thần giả quỷ làm cái gì? Muốn hoảng sợ ra ra người ta. Ngư bắc giao quay đầu lại nhìn về phía La Quân, sắc mặt nàng dị thường trắng bệch, nhưng là bờ môi bôi lên rất đỏ. Nàng hướng về phía La Quân quỷ dị cười một tiếng, nói, ngươi tới rồi. Ngữ khí bình thường giống như là 10 năm lão phu thê. La Quân không để ý tới ngư bắc giao, hắn trước đem lôi đông thả ở bên trong trên giường, sau đó nói với lôi đông, huynh đệ, chính ngươi đem trên thân lau khô một chút, ta ra đi xử lý chút chuyện. Lôi đông đối La Quân vẫn là rất lợi hại cảm kích. Trong nguy cơ, La Quân đối với hắn chiếu cố là rất lợi hại chu đáo. Cái gọi là nghịch cảnh gặp người thật phẩm, đại khái nói cũng là cái này mà. Lôi đông khẽ cười khổ, gật gật đầu, nói ra, La tiên sinh, ta không sao, người không cần lo lắng cho ta, người đi mau đi. Tốt, La Quân ngay sau đó đóng cửa phòng, sau đó trở về trong phòng khách. Ngư bắc giao, La Quân đi vào ngư bắc giao đối diện ngồi xuống, hắn bản năng muốn cầm dậy rượu vang đỏ uống một chút, bất quá ngẫm lại vẫn là không muốn. Vạn nhất ngư bắc giao làm tay chân, chính mình cái kia vô cực kim đan cải tạo huyết dịch dịch không chịu nổi, cái này coi như ném quá mất mặt. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cái này là La Quân làm người tôn chỉ. La Quân nhìn về phía ngư bắc giao, nói ra, ngư bắc giao, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh. Ta cũng không biết ngươi tới nơi này giả thần giả quỷ có cái gì mục đích. Ngươi bây giờ đem năm màu tinh thạch cho ta, sau đó ngươi muốn làm gì, không ai quản ngươi. Ngươi người đều chết, ngươi còn muốn năm màu tinh thạch làm cái gì? Ngư bắc giao bỗng nhiên đối La Quân si ngốc cười một tiếng. La Quân nghe nhất thời toàn thân đều nổi da gà.
hắn nói ra, ngoá. Ngư Bắc Giao nói ra, tại vừa rồi, tai nạn máy bay nổ tung, không có bất kỳ người nào đi ra nhìn, người không cảm thấy thật bất ngờ sao? La Quân tâm chìm xuống, nói, người có ý tứ gì? Ngư Bắc Giao nói ra, người chính là như vậy lừa mình dối người, liền chết đều muốn lừa gạt mình, không tin mình đã chết. La Quân gắt gao nhìn lấy Ngư Bắc Giao, Ngư Bắc Giao cũng nhìn lấy La Quân. La Quân đột nhiên cười ha ha một tiếng, sau đó trong mắt tuôn ra lệ quang, nói ra, Ngư Bắc Giao, ra ra ta tại Châu Phi giết người thời điểm, người đang ở nhà bên trong chơi bùn. Người muốn dùng ngây thơ như vậy trò xiết lừa gạt ta. Ta nhìn ngươi là quá ngây thơ. Ngư Bắc Giao cầm chén rượu lên uống một ngụm rượu vang đỏ, nàng nhưng không nói lời nào. La Quân nói ra, ta nói một lần chót, đem 5 màu tinh thạch giao ra, ta không muốn cùng ngươi đánh. Ta không quen đánh nữ nhân, nhưng cũng không có nghĩa là ta có thể nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi. Ngươi tin tưởng có tử thần tồn tại sao? Ngư Bắc Giao hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra. La Quân cảm thấy run lên, hắn nghĩ tới cái kia Tiêu Quân trước khi chết lời nói. Địa ngục sứ giả, Tiêu Quân là địa ngục sứ giả. Chẳng lẽ địa ngục cái kia thần bí tổ chức đã tìm tới, trước mắt Ngư Bắc Giao là bị bọn họ khống chế lại. La Quân trái tim đập mạnh, hắn thực từ thượng du thuyền bắt đầu đã cảm thấy không thích hợp. Nhưng cụ thể chỗ nào không thích hợp lại không nói ra được. Hắn cảm thấy bốn phía có một loại nói không nên lời khủng bố bầu không khí tại lan tràn. La Quân nhìn về phía Ngư Bắc Giao, từng chữ hỏi, người đến muốn nói cái gì? Ngư Bắc Giao nói ra, người mạo phạm tử thần, cho nên, người muốn lấy được trừng phạt. Cái gì trừng phạt? La Quân trầm giọng hỏi. Hắn cảm thấy mình hiện đang hỏi chuyện tựa như là điên một dạng. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi tiếp. Ngư Bắc Giao mỉm cười, nói ra, người phải không ngừng từ dưới núi đem thạch đầu trồng chất lên núi, làm ngươi trồng chất ra 1 vạn khỏa thạch đầu sau. Sở hữu thạch đầu liền bị đẩy tới núi, sau đó ngươi lại phải từ dưới núi qua nhặt thạch đầu trồng chất đến trên núi. Sau đó vẫn dạng này lặp lại, ngươi liền muốn một mực trơ mắt nhìn lấy thạch đầu bị đẩy xuống núi. Đây chính là tử thần đối ngươi trừng phạt. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta lại không có tâm bệnh, ta tại sao phải làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ngươi nói tử thần muốn trừng phạt ta, ngươi để hắn đi ra cùng ta tâm sự. Hắn đón đến, nhìn về phía Ngư Bắc Giao, nói, ngươi cũng đừng nói ngươi chính là tử thần. Ngư Bắc Giao cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi chậm rãi sẽ minh bạch. La Quân nói ra, ta hội sẽ không hiểu, chính ta không nhất định. Bất quá ta cảm thấy ngươi lại như thế cùng ta nói bậy xuống dưới, ta kiên nhẫn liền muốn hao hết. Ta đã là một người chết, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi sẽ đối với ta như thế nào sao? Ngư Bắc Giao nhìn lấy La Quân, bỗng nhiên nói ra. La Quân cảm thấy bầu không khí rất quái dị. Cái này Ngư Bắc Giao tựa như là biến một người giống như. Trước kia Ngư Bắc Giao hung hăng càn quấy, tùy hứng vô chi. La Quân chưa từng đem như thế Ngư Bắc Giao để vào mắt. Nhưng trước mắt Ngư Bắc Giao lại cho La Quân một loại thật sự uy hát yêu ta cảm giác. Ngươi là một người chết, có ý tứ gì? La Quân hỏi. Ngư Bắc Giao si ngốc cười một tiếng, nói ra, ngươi không cần phải gấp, bởi vì ngươi sớm muộn sẽ minh bạch. Mẹ, La Quân nhịn không được mắng một tiếng. Hắn đột nhiên nhất trưởng bổ tới trên bàn cơm. Phanh một tiếng, cái kia đá cẩm thạch bàn ăn xoay bị La Quân nhất trưởng chém thành 4 khối. Nhất thời, tử dịch loạn tung tóe, ca di bò, hoa quả bắn ra 4 phía. La Quân đồng thời thiểm điện vọt tới Ngư Bắc Giao trước mặt, hắn một thanh bóp lấy Ngư Bắc Giao trắng như tuyết cái cổ. Ngư Bắc Giao lãnh đạm nhìn lấy La Quân. La Quân ánh mắt lâm vào huyết hồng, nói, thảo, lão tử hận nhất người khác giả thần giả quỷ. Ngươi không phải nói ngươi chết sao? Vậy ngươi thì đi chết đi. Hắn nói xong liền trong tay tăng thêm lực đạo. Ngư Bắc Giao sắc mặt nhất thời màu đỏ tím đứng lên, nàng trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. 5 màu tinh thạch ở đâu? La Quân nghiêm nghị hỏi. Sau đó, hắn lại nói, đừng có lại nói với ta nói nhảm. Ngư Bắc Giao bị La Quân bóp lấy, căn bản nói không ra lời. La Quân nhìn ra Ngư Bắc Giao muốn nói chuyện, hắn liền trên tay xả hơi. Bất quá hắn không có hoàn toàn buông ra, chỉ cần Ngư Bắc Giao lại giả ngây giả dại, hắn thì muốn tiếp tục bóp cái này bệnh thần kinh nữ nhân. Đại không, lão tử không muốn 5 màu tinh thạch, không muốn tiên đan. Dù sao lão tử nhiệm vụ là hoàn thành, phải ngã nấm mốc là ngươi Ngư Bắc Giao lão cha. Bất quá La Quân trong lòng cũng rõ ràng, dựa theo Ngư Bắc Giao dưới mắt điệu bộ này,
nàng đại khái cũng là sẽ không để ý nàng lão cha sinh tử. Ngư Bắc Giao cũng không có thụ La Quân uy hát yêu ta, mà là nhằm vào La Quân quỷ dị cười một tiếng, nói, tử thần đã tới. La Quân trong lòng tức giận. Một bàn tay đem Ngư Bắc Giao quăng bay ra qua, Ngư Bắc Giao tại chỗ đã hôn mê. La Quân đã biết cái này Ngư Bắc Giao đã không phải là chính thức Ngư Bắc Giao. Đến là chuyện gì xảy ra, hắn không biết được. Nhưng trong lòng của hắn cũng dậy một tia không thể phát giác khủng hoảng. Tử thần đến. Ở đâu? Đến là có ý gì? La Quân trăm bề không được giải. Không khỏi nhanh, La Quân thì minh bạch. Bởi vì cái kia phòng điều khiển An Tiểu Xuân hoảng sợ chạy vào, một bên chạy, một bên hô, không tốt, thời tiết thay đổi. La Quân vội vàng nghênh ra ngoài, nói, chuyện gì xảy ra? An Tiểu Xuân liền lập tức chỉ hướng phương bắc bầu trời, nói, ngài nhìn. La Quân nhìn sang, chỉ gặp cái kia phía trên bầu trời thế mà mây đen dày đặc, mắt thấy liền muốn có một trận to lớn bão táp muốn buông xuống. Rất nhanh, gió lớn thổi tới, trên mặt biển dao động cuồn cuộn. La Quân liền biết rõ không ổn. Thật chẳng lẽ có tử thần tồn tại? La Quân hết sức kinh hãi. Hắn không lo được đừng, lập tức nói với An Tiểu Xuân, người cùng ngươi đồng bạn lập tức đều mặc tốt áo cứu sinh, mang tốt phao cứu sinh. Chúng ta nơi này cách đường ven biển cũng không xa, coi như vận khí không tốt, dù thuyền lật, chúng ta cũng có khả năng rất lớn đạt được cứu viện. Ta lập tức liên hệ trên biển nhân viên. Hắn nói xong cũng lấy điện thoại di động ra. Lấy điện thoại di động ra một cái chớp mắt, hắn mặt đều tức điên. Bởi vì căn bản không có tín hiệu, gọi không được bất luận cái gì điện thoại. La Quân bất đắc dĩ. Hắn ngay lập tức đi đem Lôi Đông tìm ra, cho hắn mặc vào áo cứu sinh, đeo lên phao cứu sinh. Tiếp theo, La Quân lại đem Ngư Bắc Giao đánh thức. Tuy nhiên không biết này nương môn đến là chuyện gì xảy ra. Nhưng La Quân cũng không có khả năng thật trơ mắt nhìn lấy nàng rơi biển mà chết. Ngư Bắc Giao sau khi tỉnh lại vẫn là như thế tố chất thần kinh, nhìn lấy La Quân không khỏi rượu cười. Đừng nói, thật đúng là khiến cho người ta sợ hãi. La Quân cảm thấy nữ nhân này hoàn toàn có thể đi diễn phim kinh dị. Trên biển khí trời, vốn chính là thay đổi bất thường. Hết thảy chuẩn bị không sai biệt lắm về sau, đột nhiên thì phong cuồng vũ gấp đứng lên. Lôi đình như tia chớp. Hạt mưa tử theo băng bạc giống như hướng xuống nền, từng lớp kịch liệt sóng biển vén tới. Nước biển cũng liền rót đến du thuyền bên trong. La Quân chờ người cũng đã đi vào bong tàu, bao quát cùng An Tiểu Xuân cùng một chỗ tên kia người điều khiển. Cái kia người điều khiển vốn là vốn nên La Quân đánh ngất xỉu, nhưng bây giờ đã tỉnh lại, hắn gọi là Thôi Lập. Cả đám đều không có tâm tư nói chuyện. Cái này là sinh tử tồn vong trước mắt. Cùng lúc đó, cái kia bắc phương, biển động tựa như là lũ ống bài thi giết tới. La Quân quát, mọi người tận lực bắt lấy thân tàu, không muốn phân tán. An Tiểu Xuân bọn người khẩn trương xác nhận. Lôi Đông cũng nắm thật chặt lan can. Ầm ầm. Cái kia sóng lớn biển động không lưu tình chút nào vén tới. Nhất thời, toàn bộ du thuyền đều có loại bay lên không trung cảm giác. La Quân bọn người toàn bộ tắm rửa ở trong nước biển. Còn tốt, bên này khu vực nhiệt độ cũng rất cao, cho nên nước biển cũng không có như vậy băng hàn, ngược lại là có thể tiếp nhận. Lên lên xuống xuống, cái kia du thuyền tại sóng lớn oanh sát dưới đã tứ phân ngũ liệt. La Quân nắm chắc thân tàu lan can, hắn mặc dù là lục địa chân tiên, nhưng là hắn bản sự tại lúc này hoàn toàn không thi triển ra được. Chỉ có thể nắm chắc lan can, lấy cầu sinh tồn. Một đêm này khí trời ác liệt tới cực điểm. La Quân đều không nhớ rõ mình bị cái kia sóng lớn trùng sát mấy lần, hắn cảm giác được thể cốt đều muốn tản ra. Cũng không biết qua bao lâu, sóng lớn rốt cục ngừng, trên mặt biển thế mà bắt đầu gió êm sóng lặng. Càng thấy quỷ là, thiên đã tờ mờ sáng, phía đông lại có tia nắng ban mai vẩy soi sáng ra tới. Cái này hố cha khí trời a. La Quân rốt cục khôi phục thanh tỉnh, hắn một mực ăn mặc áo cứu sinh, mang theo phao cứu sinh, cho nên về sau phong ngừng thời điểm, hắn chỉ là vô ý thức bắt lấy thân tàu, sau đó thì tại dạng này phiêu lưu bên trong ngủ. Lúc này, La Quân tinh thần chấn động. Hắn vô ý thức bốn phía xem chừng. Làm hắn kinh hỉ là, Lôi Đông, An Tiểu Xuân, Thôi Lập đều giống như hắn, nắm chắc thân tàu. Mà Ngư Bắc Giao lại là không thấy. Mọi người vào lúc này gặp mặt, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thuyền kia thể phiêu phù ở trong biển. Mọi người liền cũng liền bò lên trên thân tàu.
chí ít có thể lấy không cần ở trong nước ngâm, đó cũng là dễ chịu không ít. Thân tàu chở La Quân bốn người, một điểm áp lực đều không có. Lúc này, La Quân đứng lên. Hắn chỉ có thể thông qua mặt trời mới mọc đến phân rõ phương hướng. Nhưng bây giờ cụ thể là tại vị trí nào, La Quân cũng không nói lên được. Sau đó, La Quân ngồi xuống. Hắn là mọi người người đáng tin cậy. Tuy nhiên Ngư Bắc Giao không thấy, nhưng La Quân cũng lười vì này nương môn lo lắng, có lẽ, đây chính là thiên ý đi. La Quân trong lòng vẫn là phạm dậy nói thầm. Nếu là tử thần đến, vì cái gì chính mình còn chưa có chết? Có lẽ, cái này bất quá chỉ là một trận bình thường phong bạo a. Cái kia Ngư Bắc Giao chỉ là tại giả thần giả quỷ. Cái này là La Quân duy nhất có thể nghĩ ra được giải thích. Những này lại đều không nói, La Quân hỏi trước Lôi Đông, nói, ngươi thương miệng thế nào? Nước biển là mặn, Lôi Đông vết thương đương nhiên sẽ không vui sướng, bất quá hắn là tuyệt đối hán tử, nhếch miệng nhe răng cười một tiếng, nói, không có việc gì, gánh vác được. La Quân cười một tiếng, cũng liền không lại hỏi. Bởi vì hắn lúc này cũng không có khác biện pháp đến cho Lôi Đông trị thương, lúc này đều chỉ có thể sự cấp tòng quyền. Nơi này có lẽ vẫn là gần biển khu vực, sẽ có thuyền chỉ trải qua. Chúng ta bây giờ phương pháp tốt nhất cũng là chờ đợi thuyền chỉ trải qua, sau đó cầu cứu. La Quân trước khi nói ra, An Tiểu Xuân cùng Thôi Lập cũng gật gật đầu, biểu thị tán thành. La Quân còn nói thêm, vạn nhất chúng ta vận khí không tốt, không có thuyền chỉ trải qua, hoặc là đi qua, người ta cũng không cứu chúng ta. Vậy chúng ta cũng chỉ có làm xấu nhất dự định, cái kia chính là như thế bơi về qua. Dựa vào Thái Dương vì phương hướng tọa độ, chúng ta về nhà đường cũng là tại phía đông. Cái kia Thôi Lập cười khổ, nói ra, xem ra hiện tại chúng ta chỉ có cầu thần phù hộ. Nơi này mặc dù là gần biển, nhưng nói ít cũng cách đường ven biển 6-70 hải lý. Ta là tuyệt đối không có cái này khí lực bơi về qua. Hắn lời nói này một chút cũng không sai. Bơi lội có bao nhiêu mệt mỏi, bơi qua lặn người là đều biết. 70 hải lý, liền xem như La Quân đến du hí, vậy cũng tuyệt đối quá sức. Cho nên liền xem như La Quân, hắn cũng là có khuynh hướng chờ đợi có lui tới thuyền chỉ trải qua, sau đó được cứu vớt. Mọi người mệt nhọc một đêm. Lúc này có thể tại thân tàu bên trên ngắn ngủi nghỉ ngơi, cái này để bọn hắn hơi hơi thả lỏng một ít. Bọn họ cảm thấy ngắn ngủi hài lòng. Mặt biển rất bình tĩnh, trời xanh thăm thẳm. Gió biển hơi hơi quét, mặt biển dậy một tầng tinh tế gợn sóng. Dạng này khí trời, thật sự là mỹ hảo vô cùng. Trong không khí tràn đầy dâm đãng vị đạo. Đây hết thảy để hôm qua cuồng phong bạo vũ lộ ra tựa như là từ tương lai lâm qua. Ngay vào lúc này, An Tiểu Xuân bỗng nhiên đại hỉ đứng lên. Thanh âm hắn mang theo cuồng hỉ, nhất chỉ phía trước nói, các ngươi nhìn. Mọi người lập tức hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Xa xa phương xuất hiện một chiếc thế lực bá chủ. Cái kia thế lực bá chủ có thể so với Titanic. Mà lại, thế lực bá chủ ngay tại hướng bên này ra. La Quân cũng không nhịn được phấn chấn. Dưới mắt hết thảy, La Quân đều cảm thấy rất không khỏi diệu, nhưng hắn y nguyên có bản năng cầu sinh. Hắn lập tức đứng lên, xông thế lực bá chủ bên kia giống quá khứ. Hắn hô lên là bá khí vô cùng hai chữ, cứu mạng. Dưới mắt hết thảy, La Quân chỉ có thể bản năng hướng phía trước đi, hắn không có lựa chọn nào khác. Hết thảy đều có loại mùi âm mưu tại vần quanh, nhưng La Quân tựa như là hãm sâu tại bùn trong đàm. Căn bản là không có cách tự kiềm chế. Không nói đến những này, La Quân sở dĩ muốn giống, là bởi vì hắn khí dồn đan điền về sau, thanh âm nhất là to. Bọn họ trông thấy thế lực bá chủ, đó là bởi vì thế lực bá chủ đủ lớn. Nhưng bọn hắn tại trong biển lại là nhỏ bé. Rụt rè xuống dưới, rất có thể thế lực bá chủ liền trực tiếp lái đi. An Tiểu Xuân cũng cùng Thôi Lập đứng lên, xông cái kia thế lực bá chủ a hô cứu mạng. Lôi Đông thì là đứng không dậy nổi, bất quá hắn cũng giật ra cuống họng hô cứu mạng. Thôi Lập, An Tiểu Xuân hoa chân múa tay, ý đồ hấp dẫn thế lực bá chủ chú ý. Bọn họ nỗ lực vẫn là có thành tựu hiệu. Cái kia chiếc thế lực bá chủ quả nhiên không lâu sau cải biến hướng đi, hướng bên này dựa đi tới. La Quân cả đám hưng phấn không thôi. Bao quát La Quân, hắn cũng cao hứng vô cùng. Đây là sống sót sau tai nạn cảm giác. Không bao lâu, mọi người rốt cục tới gần thế lực bá chủ. Bọn họ dùng sức khu xử thân tàu theo thế lực bá chủ dựa vào, sau cùng tựa ở thế lực bá chủ nơi thang lầu. Các ngươi đi lên trước,
La Quân trước đối Thôi Lập cùng An Tiểu Xuân nói ra. Thôi Lập cùng An Tiểu Xuân gật đầu, hai người đỡ lấy, nhảy một cái, liền lên thế lực bá chủ, đứng tại cái kia trên cầu thang. La Quân cõng Lôi Đông, sau đó cũng theo sau. Về sau, mọi người liền có thể theo cái kia tổn hại thân tàu nói bái bai. Bọn họ rất nhanh liền thượng giai bậc thang, đi vào thế lực bá chủ bong tàu. Cái này thế lực bá chủ tại trong biển cũng là bá vương cấp bậc tồn tại, hết thảy đều so cái kia Titanic chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ quy mô cùng lớn nhỏ trình độ. Khi La Quân cả đám đứng tại cái kia chiếc thế lực bá chủ bong tàu lúc, dương quang sáng lạn vô cùng. Dạng này khí trời, rốt cục có thể cho La Quân bọn người buông lỏng một hơi. La Quân trong lòng hồ nghi, Ngư Bắc Giao nói tử thần trừng phạt đến là chuyện gì xảy ra. Tử thần đến, vì cái gì chính mình không có chết. Còn có, vì cái gì Ngư Bắc Giao thì vừa vặn bị cuốn đi, thất lạc. Cái này vốn là rất tốt giải thích, bởi vì Ngư Bắc Giao là nữ tử, thân thể yếu, cho nên bắt không được thân tàu. Nhưng tại loại này quỷ dị tình huống dưới, nàng lại vừa vặn mất tích. La Quân không thể không suy nghĩ nhiều một số. Đương nhiên, dưới mắt là suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là đi một bước là một bước. Hắn trước lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Điện thoại di động bị nước ngâm ẩm ướt một đêm, tự nhiên là vô dụng. Trên cổ tay hắn mang một cái đồng hồ đeo tay. Cho nên lúc này, hắn lại nhìn một chút đồng hồ. Trên đồng hồ biểu hiện là 8 giờ. Đồng hồ vốn là ở vào dừng lại trạng thái, La Quân cái này xem xét, đồng hồ lại bắt đầu đi. La Quân bỗng cảm giác quỷ dị. Dù sao cái không khí này, hết thảy đều rất lợi hại quỷ dị. Dưới mắt chính là buổi sáng, chính là khoảng 8 giờ cũng không nhất định. Có lẽ là đồng hồ đã mất linh, lúc đi lúc ngừng, cái này cũng không phải là không được. La Quân nghĩ như vậy cũng liền suy nghĩ thông suốt, nhưng hắn vẫn là hướng bên người An Tiểu Xuân hỏi, người có đồng hồ sao? Mấy giờ rồi? An Tiểu Xuân lập tức nói, chúng ta đều có chuyên dụng hàng hải đồng hồ. Hắn nói xong cũng nâng cổ tay nhìn một chút, theo rồi nói ra, hiện tại là sớm bên trên 7 giờ 20 phút. La Quân nghe xong, sắc mặt nhất thời cổ quái. 7 giờ 20 phút. Bên tay chính mình liền xem như lúc đi lúc ngừng. Vậy làm sao lại dừng lại tại 8 giờ cái điểm này? La Quân trong lúc nhất thời không nghĩ ra, hắn sau đó cũng liền không nghĩ ngợi thêm. Mà lúc này, Lôi Đông cảm thấy rất kỳ quái, hắn nói ra, làm sao trên thuyền này giống như không có người a? Hắn kiểu nói này, La Quân lập tức cũng cảm giác được. Bốn phía quả nhiên là im ắng. Lớn như vậy một chiếc thế lực bá chủ, ủa sao không có ai vậy? Chúng ta bốn phía đi xem một chút, La Quân nói ra. Hắn sau đó thì đỡ lấy Lôi Đông. Mọi người hiện tại cũng lấy La Quân như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên hắn nói cái gì, mọi người thì nghe cái gì. La Quân mang theo mọi người xuyên qua bong thuyền, hành lang, một đường hướng phía trước. Đây là cái gì? An Tiểu Xuân bỗng nhiên hoảng sợ chỉ trên hành lang. La Quân bọn người nhìn lại, cái kia trên hành lang lại là một mảng lớn vết máu. Mọi người lập tức kinh hồn bạt vía. La Quân thấy thế lại là ngược lại an tâm một số. Chỉ cần là người tại quấy phá, cái kia đều không đáng sợ như vậy. Đi, La Quân cũng không nhiều lời, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, mọi người liền đến thế lực bá chủ phòng khách. Cái kia phòng khách lại là tráng lệ. Nói cho đúng, đó là một cái phòng yến hội. Bên cạnh còn có đàn piano, đàn guitar, drum trống chờ các loại nhạc khí. Trong phòng yến hội vẫn không có ai, nhưng là trong này hết thảy cũng đều thu thập rất sạch sẽ. Cũng không có cho bụi cùng mạng nhện các loại. Tại chính giữa một chương trên bàn cơm còn bày đầy phong phú mỹ thực, hoa quả, rượu vang đỏ các loại. Quá tốt, cái kia Thôi Lập gặp bàn này mỹ thực, lập tức đại hỉ. Bọn họ đã đói thật lâu, lại ở trên biển hao hết sạch khí lực. Cho nên giờ khắc này, Thôi Lập trông thấy mỹ thực, cái thứ nhất liền không nhịn được. Hắn tiến lên liền cầm lấy một cái quả táo, hung hăng cắn một cái. Phi, Thôi Lập vừa ăn vào qua, lập tức liền phun ra. Làm sao? La Quân thấy thế hỏi. Thôi Lập liên tục nhổ mấy bãi nước miếng, nói ra, cái này táo nhìn lấy rất tốt rất giòn, bắt đầu ăn lại có loại hư thối vị đạo. La Quân liền cũng đi cầm một cái quả táo trên tay. Hắn cũng không có ăn, mà chính là đột nhiên nhắm mắt lại. Cái kia một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được táo là mềm nhũn, tựa như là đã hư thối đến không thể giữa nát đi nữa trình độ. Quả nhiên có gì đó quái lạ. La Quân mở to mắt nhìn trong tay táo,
táo lại là đỏ tươi giòn thoải mái. Tất cả mọi người chớ ăn nơi này đồ, vật, nơi này có cổ quái. La Quân lập tức nói. An Tiểu Xuân cùng Lôi Đông nghe vậy, liền cũng liền trung thực xuống dưới. Bọn họ lúc đầu cũng nghĩ ăn. Thôi Lập còn tại nói thầm, nói, quá cổ quái. Liền cũng tại lúc này, La Quân nhìn thấy phòng yến hội phía trên có một cái đại đồng hồ treo tường. Cái kia đại đồng hồ treo tường bên trên biểu hiện là 8 giờ qua 5 điểm. La Quân lập tức nâng cổ tay nhìn đồng hồ, chính mình thời gian biểu hiện cũng là 8 giờ qua 5 điểm. Cả hai thời gian là một dạng. Các ngươi nhìn một chút, các ngươi đồng hồ thời gian cùng cái này đại đồng hồ treo tường thời gian. So sánh một chút, La Quân nói ra. An Tiểu Xuân, Lôi Đông, Thôi Lập liền nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Đều không ngoại lệ là, bọn họ đồng hồ đều biểu hiện là 7 giờ 25 phút. La Quân nhất thời mê hoặc. Nếu như mình thời gian không được, nhưng vì cái gì cùng đại đồng hồ treo tường một dạng? Nếu như mình thời gian là chuẩn, vì cái gì An Tiểu Xuân bọn họ thời gian cũng đều là nhất trí? Nơi này càng phát ra cổ quái. La Quân lần đầu tiên trong đời gặp được dạng này cảnh ngộ. La Quân thầm nghĩ, xem ra ta còn không có thoát khỏi tử thần trừng phạt. Hoặc là nói, nơi này hết thảy đều là ảo giác, là thời không liệt phùng. Như vậy ta bản thân bây giờ ở nơi nào? Bên cạnh ta An Tiểu Xuân bọn họ đây tính toán là cái gì? Là ta hư cấu đi ra nhân vật. Nếu như là ảo giác, ta bản thể ở đâu? Cái này là La Quân lớn nhất không nghĩ ra sự tình. La Quân tiên sinh, ngươi làm sao? Lôi Đông gặp La Quân ngẩn người, không khỏi hỏi. La Quân trong đầu linh quang bỗng nhiên lóe lên, hắn có cái biện pháp chứng thực chính mình dưới mắt vị trí có phải hay không ảo giác. Ngay sau đó, hắn nói. Trong các ngươi, có người hay không biết tính toán phương trình? Thôi Lập bọn người đang do dự trước mắt cổ quái tình huống, lại không nghĩ rằng La Quân hội hỏi vấn đề này. Bọn họ lập tức liền coi là La Quân là có thủ đoạn gì. Thế là An Tiểu Xuân lập tức nói, ta sẽ, bất quá rất khó khăn, ta có thể sẽ không. La Quân lập tức cười một tiếng, nói ra, ta hoàn toàn sẽ không, nhưng ta trước kia một mực có một đạo phương trình sẽ không giải. Ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta giải khai. Hắn nói xong liền bốn phía đi tuần tra, rất nhanh liền tại phòng yến hội trong quán rượu tìm tới giấy cùng bút. La Quân là số học ngu ngốc, hắn lập tức viết hạ một đạo hắn không biết tính toán phương trình. Hắn nghĩ, nếu như là chính mình ảo giác, như vậy An Tiểu Xuân bọn người là mình thiết kế ra được. Như vậy, chính mình thiết kế ra được đồ, vật, khẳng định không cách nào giải khai đạo này phương trình. Nếu như An Tiểu Xuân có thể giải đáp đi ra, vậy đã nói rõ cái này không phải mình ảo giác. Cái này rất đơn giản mà. An Tiểu Xuân gặp La Quân viết phương trình về sau, mỉm cười, nói ra, đây cũng là sơ cấp nhất. Mẹ nó, La Quân tâm lý phiền muộn, đây là bị trần trụi khinh bỉ nha. An Tiểu Xuân cầm bút lên đến, xoát xoát mấy lần, liền đem đạo này phương trình giải đáp phương pháp viết ra. La Quân cầm lên tinh tế xem xét, quả nhiên là giải khai. Là mình hoàn toàn không nghĩ tới phương pháp. Cái này một cái chớp mắt, La Quân có thể khẳng định dưới mắt không phải tại chính mình trong ảo giác. Như vậy cái này đến lại là chuyện gì xảy ra đâu? La Quân lần nữa lâm vào bí ẩn bên trong. An Tiểu Xuân nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân tiên sinh, phương trình giải khai, chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là đi tìm một chút cái này chỗ trong thuyền còn có ai? Nếu như không có người, thuyền này chẳng lẽ một mực là tại phiêu lưu? La Quân giấu giếm thực vật thực là hư thối, thời gian là quỷ dị. Cho nên An Tiểu Xuân bọn người còn không có loại kia rất mãnh liệt cảm giác quỷ dị. Hắn nói ra, vậy thì tốt, chúng ta bốn phía đi tìm một chút. Bất quá nơi này có chút cổ quái, mọi người đi cùng một chỗ, không muốn đi tán. An Tiểu Xuân bọn người biết La Quân vũ lực ngập trời, cho nên rất lợi hại đồng ý đề nghị này. Tiếp theo, La Quân để An Tiểu Xuân cùng Thôi Lập vịn Lôi Đông. Mọi người liền từ phòng yến hội khía cạnh hướng đi hắn địa phương. Đợi một chút, ngay vào lúc này, Lôi Đông bỗng nhiên nói ra. Làm sao? La Quân lập tức hỏi Lôi Đông. Lôi Đông nói, các ngươi nhìn xem phía trên này là cái gì? Hắn chỉ trên đầu cửa mặt. Phía trên kia viết là Liêu Đông Hào ba chữ. Liêu Đông Hào, An Tiểu Xuân cùng Thôi Lập thấy thế, nhất thời hãi nhiên thất sắc. La Quân cảm thấy không khỏi rượu, hỏi, làm sao? Thôi Lập lập tức giật mình vừa nói, nếu như đây không phải trò đùa quái đản lời nói, đó chính là chúng ta thật gặp quỷ. Liêu Đông Hào sớm tại 10 năm trước, thì ở trên biển tao ngộ biển động, đá chìm đáy biển.
mà lại, toàn thuyền hơn 100 người, không ai sống sót. Lúc ấy tin tức không phải rất lợi hại phát đạt, chỉ là tại trên báo chí lộc cộc tin tức này, cũng không gây nên quá nhiều người chú ý. An Tiểu Xuân nói ra, nhưng chúng ta là ở trên biển ăn cơm, cho nên Liêu Đông Hào sự tình truyền rất rộng. Lôi Đông cũng nói, năm đó Liêu Đông Hào đắm chìm, ta làm tay lái phụ, còn tham dự trên biển lục soát cứu công tác. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. La Quân nghe vậy, nhất thời có loại dùng mình cảm giác. Hiện tại hắn có thể xác định là, bên người hết thảy, tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Nhưng là, đã đắm chìm Liêu Đông Hào vì sao lại hoàn hảo không chút tổn hại đâu. La Quân biết rõ tri thức đã hoàn toàn vô pháp giải thích trước mắt đây hết thảy đến là vì cái gì. Khẳng định là cùng thời không có liên quan, La Quân thầm nghĩ, nhưng là, thời không vặn vẹo là cần năng lượng thật lớn, chính mình làm sao lại vô duyên vô cớ ở vào thời không thác loạn bên trong. Quá quỷ dị, La Quân nội tâm lại lần nữa sinh ra táo bạo tâm tình tới. Hắn nỗ lực hít sâu một hơi, đem táo bạo tâm tình bình phục lại qua. Bởi vì táo bạo, xúc động vô pháp giải quyết bất cứ chuyện gì. Địa ngục sứ giả, La Quân nghĩ đến Ngư Bắc Giao nói tới tử thần, thật chẳng lẽ là địa ngục trả thù. Chẳng lẽ, ta dựa vào. Địa ngục cũng không phải là một cái thần bí tổ chức, mà là chân chính địa ngục. La Quân trong lòng càng bất an, nhưng hắn không có biểu lộ ra, mà chính là mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Hắn nói ra, mặc kệ Liêu Đông Hào là chuyện gì xảy ra, chúng ta đứng ở chỗ này cũng vô pháp biết rõ ràng. Còn không bằng qua trong phòng điều khiển nhìn xem tình huống. Thực sự không được, chúng ta thì nhìn nơi này có không có chạy trốn thuyền. Tổng tất cả, chúng ta đều muốn lấy có thể trở về đường ven biển làm mục tiêu. Không thể không nói, liền xem như ở thời điểm này, La Quân mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng. Lôi Đông mấy người cũng đều tin phục. Cho nên mọi người liền theo La Quân tiếp tục đi tới đích. Xuyên qua hành lang, đi qua rạp hát, các loại hào hoa phòng ngủ các loại. Nơi này tựa như là một cái tam tinh cấp nhà khách, rất nhiều thứ đều là cái gì cần có đều có. Mà lại, ở bên trong đi đến một vòng, cái kia còn cần rất lớn tinh lực. Lấy An Tiểu Xuân cùng Thôi Lập kinh nghiệm, mọi người rất nhanh liền đi vào phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển vẫn là không có một ai, im ắng. An Tiểu Xuân nghi hoặc nói ra, ta cảm thấy nơi này rất không có khả năng là Liêu Đông Hào, Liêu Đông Hào đã chìm không nhiều năm. Chúng ta coi như gặp được gossip. Cái kia phía trên này tốt xấu cũng nên có hư thối thi thể hoặc là u linh a. Thôi Lập nói ra, nhưng luôn không khả năng người nào chuyên môn chế tạo như thế một chiếc giả Liêu Đông Hào đến cùng chúng ta trò đùa quái đản a. Lôi Đông nói ra, trên thuyền này không có người, trên thuyền lại là sạch sẽ. Liền xem như có mưu sát án, cũng hầu như nên có dấu vết để lại. An Tiểu Xuân nói ra, trước đó trên hành lang thật là có vết máu. Nhưng là về sau thì lại không có cái gì manh mối. Cả đám nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không ai có thể nói ra cái như thế về sau. An Tiểu Xuân còn nói thêm, chúng ta qua khoang thuyền nhìn xem, lớn như vậy một chiếc thuyền, khoang thuyền nhất định phải có 4 cái đại hình động cơ, còn muốn có chuyên môn người đến lấp than đá phát điện. Không phải sớm nên đổi thành dầu diesel phát điện sao? La Quân nghĩ đến cái gì? Hỏi An Tiểu Xuân. An Tiểu Xuân nói ra, dầu diesel phát điện, thành bản tiêu hao quá lớn, mà lại động lực không đủ. Than đá phát điện, lô hỏa hừng hực, đây mới là chính đạo. La Quân nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó, mọi người lại qua khoang thuyền. Cái kia khoang thuyền tựa như là một tầng cự đại mà tầng hầm, bên trong than đá trồng chất, mà lại có chuyên môn hàng đầu gió đến tránh cho than đá trúng độc. Đủ loại biện pháp đều có. Đến dưới đất khoang thuyền, mọi người liền phát hiện to lớn lò than bên trong sớm đã là lạnh như băng. Không có bất kỳ cái gì nhóm lửa phát điện dấu hiệu. Nói cách khác, trước đó chiếc này Liêu Đông Hào thật đúng là tại phiêu lưu. Nhưng tại sao có thể có lớn như vậy một chiếc Liêu Đông Hào ở trên biển phiêu lưu, lại không người biết đâu. Trên thuyền người đều đi chỗ nào. Cho dù chết, bị giết. Cái kia tại sao không có dấu vết. Chẳng lẽ hung thủ còn đem mặt đất quét sạch sẽ hay sao? Đủ loại nghi vấn quanh quẩn trong lòng mọi người. Lòng đất khoang thuyền y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. An Tiểu Xuân lại đề nghị đi xem một chút trên thuyền tin tức thiết bị, nhìn có thể hay không theo trên mặt đất liên hệ đến. Đề nghị này để chúng người nhãn tình sáng lên. Thế là cả đám lại qua trong phòng điều khiển nhìn. Trong phòng điều khiển thật có tin tức thiết bị. Trước đó, mọi người tại trong phòng điều khiển thiên về tìm người.
thật không có qua chú ý chi tiết, lúc này mọi người mới phát hiện, trong phòng điều khiển tin tức thiết bị rõ ràng đều là hơn 10 năm trước. Kiểu cũ bộ đàm, thông qua loại này bộ đàm phát tới trên mặt đất tần suất bên trong. 10 năm trước cũng không phải là một cái rất xa xưa thời gian, nhưng lúc đó, trên mặt biển điện thoại hữu tuyến khẳng định là không thể dùng. Tuyến muốn liên thông tới đó. Tại cái kia mặt trên còn có một đài điện thoại di động. Điện thoại di động nhãn hiệu là dẫn sóng. Dẫn sóng điện thoại di động. Tại hiện tại smartphone ngang dọc thời điểm, dẫn sóng điện thoại di động mặc dù không có đóng cửa, nhưng đã sớm không có gì tiếng vang. Dạng này một cái dẫn sóng điện thoại di động, để bầu không khí lộ ra càng quỷ dị hơn. La Quân cầm lấy dẫn sóng điện thoại di động, hắn thử mở ra, lại phát hiện căn này đã không có điện, mở không ra. Nhất định là có quỷ, có ma. Lúc này, Thôi Lập cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng kêu lên. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Sau đó, hắn xoay người chạy ra ngoài. La Quân sắc mặt nghiêm túc. An Tiểu Xuân cùng Lôi Đông cũng là lo sợ bất an, hai người đồng dạng là lần đầu tiên trong đời gặp được loại này quái sự. La Quân tiên sinh, ngài biết đây là có chuyện gì sao? An Tiểu Xuân hỏi, hắn đón đến, nói ra, vì cái gì hết thảy đều giống như có người tại cùng chúng ta trò đùa quái đản. Có thể dạng này trò đùa quái đản mục đích lại là cái gì? La Quân nói với An Tiểu Xuân, trước đó du thuyền là ngươi sao? An Tiểu Xuân gật gật đầu, hắn nói ra, là ta cùng Thôi Lập mua một lần, chuyên môn cung cấp người giàu có ra biển du ngoạn. La Quân nói ra, ngư bác giao nữ sĩ tìm các ngươi thời điểm là thế nào nói? An Tiểu Xuân nói ra, nàng nói muốn xuất biển giải sầu. Hắn đón đến, nói ra, lúc ấy chúng ta nhìn ra nàng rất lợi hại không vui, bất quá nàng xuất thủ rất xa hoa. Cho nên chúng ta không có hỏi nhiều. An Tiểu Xuân sau khi nói xong, lại hỏi La Quân, nói ra, nàng đến là ai? La Quân tiên sinh, có phải hay không chúng ta hiện tại kinh lịch hết thảy đều cùng nàng có liên quan? Lôi Đông cũng nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân tiên sinh, ngài thì nói cho chúng ta biết đi. La Quân không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, ta trung thực cùng các ngươi nói đi, ta cũng vẫn luôn cảm thấy ngư bác giao bất quá là cái phổ thông phú gia thiên kim đâu, vẫn là bị làm hư cái kia một loại. Lần này, ta vì phụ thân hắn làm việc, phụ thân hắn hứa hẹn đem trong nhà một kiện bảo vật giao cho ta. Không nghĩ tới, ngư bác giao đem cái kia bảo vật trộm đi, thế là ta thì một đường đuổi tới. An Tiểu Xuân ngạc nhiên nói, ngư bác giao tại sao muốn đem bảo vật trộm đi? Nàng không đồng ý. La Quân nói ra, ta hẳn là trước tiên nói là chuyện gì, ngư bác giao phụ thân là Hoài Bắc thành phố thủ phủ. Có nhất bang gọi là tiêu quân chuyên nghiệp đội để mắt tới ngư vạn thành. Trong lúc này cầm đầu lão đại gọi là tiêu quân, hắn nhiều năm nhẹ xuất khí, mà lại thân thủ rất là lợi hại. Hắn tiếp cận ngư bác giao, để ngư bác giao yêu hắn. Hắn ngừng một lát, tiếp tục nói, nhưng là ngư vạn thành tiên sinh phát giác được tiêu quân âm mưu, có thể ngư vạn thành tiên sinh cũng không có cách nào để ngư bác giao nghe lời. Thế là, hắn xin mời ta, cũng hứa hẹn đem hắn một khỏa năm màu tinh thạch cho ta. Bởi vì ta đối tiền tài không có hứng thú gì. Ta sau đó liền đến Hoài Bắc thành phố, sau cùng làm cho tiêu quân lộ ra bộ mặt thật sự. Ngư bác giao phát giác bị lừa gạt. Lúc ấy nàng tinh thần nhận rất lợi hại lớn kích thích. La Quân nói đến đây, nói, sau đó, ngư bác giao trộm năm màu tinh thạch, liền đến các ngươi nơi này tới. Chuyện đã xảy ra cũng là như thế. An Tiểu Xuân cùng Lôi Đông nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ vẫn là không cách nào giải thích hết thảy theo trước mắt có liên quan gì. La Quân trầm giọng nói ra, nếu như nói có một kiện kỳ quái sự tình, cái kia chính là cái kia tiêu quân muốn bị bắt đi thời điểm, hắn uống thuốc độc tự sát. Tự sát trước đó, hắn nói hắn là địa ngục sứ giả. Hắn nói ta tử kỳ không xa. La Quân vốn là không muốn nói một đoạn này, nhưng hắn lại cảm thấy đem tất cả liên lụy đến tình cảnh như thế này, không nói có chút quá tự tư. Cho nên cân nhắc liên tục về sau, La Quân vẫn là nói ra. Hắn vừa nói xong, An Tiểu Xuân cùng Lôi Đông nhất thời biến sắc. Sắc mặt hai người cổ quái, An Tiểu Xuân khổ sở nói, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì La Quân tiên sinh ngươi. Ngươi đắc tội thần linh, cho nên phải bị trừng phạt. La Quân biết trước mắt hết thảy cùng mình thoát không can hệ, hắn chỉ có thể nói, thật có lỗi. Lôi Đông làm theo nói ra, thực đến bây giờ, tất cả mọi người là trên cùng một con thuyền châu chấu, truy cứu người nào trách nhiệm đều không có tác dụng gì. Chúng ta vẫn là ngẫm lại, đến muốn thế nào mới có thể rời đi cái này quỷ dị phương đi. An Tiểu Xuân cũng biết, liền xem như muốn quái La Quân,
vậy cũng chỉ có thể kìm nén. Bởi vì La Quân vũ lực ngập trời, An Tiểu Xuân cùng Lôi Đông cũng chỉ có thể là nhẫn nhục chịu đựng a. An Tiểu Xuân gật gật đầu, nói ra, chúng ta đi tìm thuyền cứu sinh. Liền cũng tại lúc này, một tiếng hét thảm bỗng nhiên truyền đến. Lại là Thôi Lập tiếng kêu thảm thiết. Mọi người sắc mặt lập tức biến, La Quân lập tức liền như mũi tên thoát ra ngoài. Thôi Lập kêu thảm, đại biểu cho trên thuyền còn có người khác. Nếu như có thể bắt được một cái, liền có thể ép hỏi ra chân tướng sự tình tới. Trong lúc nhất thời, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, dưới chân không ngừng lại chút nào. Trong nháy mắt, La Quân liền đến xa như vậy chỗ trên hành lang. Trên hành lang, Thôi Lập đã ngã trên mặt đất. La Quân đi vào Thôi Lập trước mặt, Thôi Lập trên ngực có quyền ấn, hắn lá gan vỡ vụn, đã là sống không lâu lâu. Có thể La Quân không nhìn thấy bất luận bóng người nào. La Quân lập tức ngồi xổm xuống, hướng Thôi Lập hỏi, là ai, ai giết ngươi? Hình dạng thế nào? Thôi Lập trông thấy La Quân về sau, trong mắt của hắn đồng tử phóng đại, hiện ra vô hạn hoảng sợ tới. La Quân không khỏi có chút không khỏi rượu. Không bao lâu, An Tiểu Xuân cùng Lôi Đông cũng tới. An Tiểu Xuân vốn là vịn Lôi Đông, hắn gặp Thôi Lập cái dạng này, lập tức buông ra Lôi Đông, nhanh chóng đi vào Thôi Lập trước mặt. Lão Thôi, An Tiểu Xuân cực kỳ bi thương, hắn cùng Thôi Lập là vài chục năm anh em tốt. Bây giờ Thôi Lập thế mà tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hắn như thế nào lại không thương tâm. Thôi Lập nhìn về phía An Tiểu Xuân, trong mắt của hắn khôi phục một tia thần thái, đây đã là hồi quang phản chiếu. An Tiểu Xuân buồn giận hỏi, là ai hướng tay ngươi? Ta muốn giết cái kia cẩu súc sinh. Thôi Lập vươn tay, nỗ lực bắt lấy An Tiểu Xuân tay, nói khẽ, ngươi đến bên tai ta tới. An Tiểu Xuân lập tức liền đưa lỗ tai quá khứ. La Quân biết Thôi Lập là không muốn để cho ngoại nhân nghe thấy, hắn đều phải chết, vì cái gì sợ hãi ta nghe thấy. La Quân lập tức ngưng thần, dùng hắn siêu cường thính lực nghe lén. Dưới mắt loại này quỷ dị tình cảnh, hắn cũng không lo được hắn. Nhưng ngay lúc đó, La Quân nghe được Thôi Lập nói tới, hắn cảm thấy mình huyết dịch muốn ngưng kết. Giết ta người là, La Quân, Thôi Lập nói xong câu đó, liền nghẹo đầu, chết đi như thế. Không phải ta, La Quân như bị kim châm một chút, bỗng nhiên nhảy dựng lên. An Tiểu Xuân quay đầu nhìn về phía La Quân, hắn hai mắt đỏ bầm phẫn giận dữ hét, chẳng lẽ huynh đệ của ta đều phải chết, còn oan uổng ngươi hay sao? An Tiểu Xuân giống song sau, đột nhiên đứng lên, tiến lên một thanh chảnh hướng La Quân cổ áo. La Quân cũng không phải cái gì người có văn hóa, đưa tay đem An Tiểu Xuân thủ đoạn bắt giữ, lại uốn éo, An Tiểu Xuân liền đau nhe răng trợn mắt, không thể động đậy. Hắn cũng nổi nóng, nói, người mẹ nó đầu óc heo a. Lão tử cùng các người một mực đang cùng một chỗ, là nghe được Thôi Lập kêu thảm, lão tử mới đuổi theo ra tới. Người mẹ nó mắt mù. Hắn đón đến, lại nói, còn có, lão tử muốn giết ngươi cùng huynh đệ ngươi, một ngón tay là được. Giết liền giết, cần chống chế sao? La Quân nói xong cũng đem An Tiểu Xuân ném ra bên ngoài. An Tiểu Xuân tập tễnh ngã trên mặt đất. Lôi Đông cũng đi tới, nói ra, An Tiểu Xuân huynh đệ, việc này khẳng định có hiểu lầm. La Quân huynh đệ làm sao có thể giết Thôi Lập huynh đệ đâu? An Tiểu Xuân cũng hồ nghi, hắn nói ra, nhưng ta giải huynh đệ của ta, hắn không phải cái nói dối người. Mà lại, hắn đều muốn sống không nổi, vì cái gì còn muốn vu hãm La Quân? Lôi Đông nói ra, chúng ta đoạn đường này, khắp nơi đều là chuyện quỷ dị, khắp nơi đều là giải thích không rõ ràng sự tình. Chúng ta vẫn là muốn đoàn kết nhất trí, không phải vậy lời nói, có thể đến lúc đó đợi ai cũng không sống. An Tiểu Xuân lắc đầu, hắn nói ra, ta không muốn lại theo người này cùng một chỗ. Hắn nói xong ôm lấy Thôi Lập thi thể, nói ra, chúng ta đường ai nấy đi. Lôi Đông bất đắc dĩ. La Quân quay người đối Lôi Đông nói, chúng ta đuổi theo bọn họ. Thôi Lập chết cũng chứng minh trên thuyền có địch nhân, tên địch nhân này rất có thể sẽ tiếp tục ra tay. Hắn đón đến, nói ra, có địch nhân cũng không thể sợ. Hắn câu nói này ý tứ thực chính là, chỉ cần không phải thật theo địa ngục, tử thần cái này thứ gì quỷ đối kháng, đó còn là hội áp lực nhỏ một chút. Lôi Đông tán thành La Quân lời nói. Hắn nói ra, tốt. Ngay sau đó, La Quân liền đỡ Lôi Đông, nhanh chóng đi theo An Tiểu Xuân đằng sau. An Tiểu Xuân rất gầy, mà Thôi Lập lệch béo, cho nên An Tiểu Xuân ôm Thôi Lập thi thể là có chút cố hết sức. An Tiểu Xuân bất đắc dĩ, sau cùng đem Thôi Lập thi thể phóng tới một bên.
sau đó hắn liền đi tìm thuyền cứu sinh. La Quân cùng Lôi Đông theo ở phía sau. An Tiểu Xuân đối với cái này tức giận không thôi, nhưng là hắn lại không thể làm gì. Đánh nhau, hắn có thể đánh không lại La Quân. Thuyền cứu sinh đều là cột vào nào đó một bên mạn thuyền bên trên, trong nguy cơ, khởi động tác vòng liền có thể đem thuyền xuống đến trong nước qua. An Tiểu Xuân đối trên thuyền rất quen thuộc, hắn rất nhanh liền tìm tới thuyền cứu sinh. Sau đó, hắn liền đi ôm Thôi Lập thi thể tới, sau đó đem Thôi Lập thi thể để vào thuyền cứu sinh bên trong. Tiếp theo, hắn liền chính mình cũng muốn đi vào thuyền cứu sinh bên trong. Không muốn theo tới, An Tiểu Xuân lập tức đối La Quân cùng Lôi Đông quát. Hắn lại chỉ khác một bên, nói, thuyền cứu sinh còn có rất nhiều, chúng ta đường ai nấy đi. La Quân cùng Lôi Đông lúc này cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Đều phải rời chiếc này gặp quỷ Liêu Đông Hào, vậy liền đều có tương lai riêng đi. Cái kia đại hải mênh mông, phía trước chờ đợi mọi người đến là cái gì, lại có ai có thể rõ ràng đâu. Liền cũng tại lúc này, phanh một tiếng súng vang. An Tiểu Xuân chính muốn đi vào thuyền cứu sinh bên trong, thương một vang, hắn trong mi tâm đánh, tại chỗ tử vong. La Quân hãi nhiên, hắn tại cái này một cái chớp mắt, rốt cục khóa chặt nổ súng người. Người này ngay tại mặt đông bắc, 20 mét bên ngoài. La Quân không kịp nghĩ kỹ, lập tức đuổi theo. Hắn muốn đem đây hết thảy đều biết rõ ràng. Cái kia nổ súng người thương pháp cực chuẩn, hắn là tránh trong phòng. La Quân cấp tốc đánh vỡ cửa thủy tinh xông vào, đi vào trong tích tắc, La Quân trông thấy một đạo hắc ảnh tiến vào trong rạp hát. La Quân đi theo thiểm điện truy sát đến nhà hát lớn. Cái kia nổ súng nhân thân phương pháp như điện chớp, La Quân vừa đến nhà hát lớn liền mất đi tung tích. La Quân ngưng thần cảm ứng, nhưng cảm giác bên trong không còn có người kia tung tích. Một loại không thể làm gì cảm giác tự nhiên sinh ra. La Quân trong lòng táo bạo chậm rãi diễn sinh, bất quá vừa sinh ra đến, hắn thì áp chế xuống. Hắn sẽ không dễ dàng mắc lừa. Không khỏi nhanh, một tiếng súng vang lại lần nữa truyền đến. Là hành lang bên kia truyền đến. La Quân giật nảy cả mình, hắn nghĩ tới Lôi Đông. Ngay sau đó, La Quân như thiểm điện chạy vội tới trên hành lang. Cái kia trên hành lang, một đạo hắc ảnh bắt An Tiểu Xuân cùng Lôi Đông thi thể, đang theo một bên khác nhanh chóng chạy tới. Lôi Đông đã chết. La Quân nhìn thấy mặt có không ít vết máu. Hắn lập tức đuổi theo. Lần này, hắc ảnh bởi vì mang theo hai bộ thi thể, tốc độ của hắn chậm không ít. La Quân triển khai cực hạn thân pháp, nhanh chóng theo sau. Tại Liêu Đông Hào một cái khác tầng sau bong tàu, nơi này là thuộc về nhân viên khu nghỉ ngơi vực, không có người tới nơi này. Mà giờ khắc này, hắc ảnh mang hai bộ thi thể cũng là lại tới đây. Ngươi là ai? La Quân nghiêm nghị chất vấn bóng đen kia. Hắc ảnh là đưa lưng về phía La Quân, lúc này, hắn đem cái kia hai bộ thi thể ném đến cái kia bong tàu. La Quân nhìn về phía cái kia bong tàu, cái kia một cái chớp mắt, hắn trong mắt lóe lên cực độ kinh dị thần sắc. Đơn giản là, La Quân trông thấy cái kia bong tàu thật nhiều thi thể. Phải nói là núi thây biển máu, hơn nữa còn có rất nhiều màu đen biển cưu đang cắn những thi thể này. Thi thể cũng không đáng sợ, La Quân chỗ kiến thức đến thi thể đi thêm. Nhưng những thi thể này lại là... Những thi thể này lại là vô số cái An Tiểu Xuân cùng Lôi Đông. La Quân nhìn không được lui lại mấy bước, trước mắt một màn quá quỷ dị. Liền cũng tại lúc này, bóng đen kia xoay người lại. La Quân đồng thời cũng thấy rõ ràng hắc ảnh. Hắc ảnh cùng La Quân dài giống như đúc. La Quân ngữ điệu run rẩy lên, hắn gần như không dám tin, tại sao có thể như vậy? Ngươi đến là ai? Hắc ảnh ngữ điệu tràn ngập đắng chát, hắn nói ra, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Ngươi chính là ta chính là ngươi. Vì sao lại dạng này? La Quân hỏi. Hắc ảnh nói ra, ngươi không có nghe Ngư Bác Giao nói cho ngươi cố sự sao? Cái gì cố sự? La Quân hỏi. Hắc ảnh nói ra, Ngư Bác Giao nói qua, chúng ta tội tử thần, cho nên chúng ta phải bị trừng phạt. Chúng ta phải không ngừng từ dưới núi đem thạch đầu trồng chất lên núi, làm chúng ta trồng chất ra một vạn khỏa thạch đầu sau. Sở hữu thạch đầu liền bị đẩy tới núi, sau đó chúng ta lại phải từ dưới núi qua nhặt thạch đầu trồng chất đến trên núi. Sau đó vẫn dạng này lặp lại, chúng ta liền muốn một mực trơ mắt nhìn lấy thạch đầu bị đẩy xuống núi. Đây chính là tử thần đối với chúng ta trừng phạt. Hắc ảnh ngừng một lát, nói ra, nơi này có bao nhiêu bộ thi thể, thì chứng minh chúng ta đã kinh lịch bao nhiêu lần luân hồi. Mỗi một lần luân hồi, đều muốn lấy trên thuyền người tử quang vì chung kết.
Dưới mắt, chỉ có ngươi giết ta, mới luân hồi mới có thể bắt đầu. Về sau, người hội lần nữa nhìn thấy một đầu thuyền tới, trên thuyền kia người cũng là một cái khác La Quân, một cái khác An Tiểu Xuân, Thôi Lập, còn có Lôi Đông. Mà ngươi liền muốn giống ta như bây giờ, đem những người kia đều giết chết. Sau đó lại đem mới lên thuyền La Quân dẫn đến nơi đây, nói cho hắn biết chân tướng. La Quân nói ra, ta không hiểu, hai chúng ta người vì sao phải lẫn nhau tàn sát, chúng ta có thể đi bên trên thuyền cứu sinh, sau đó tìm tới đường ra. Hắc Ảnh nói ra, bên trên thuyền cứu sinh về sau, chúng ta hội vĩnh viễn bị vây ở trong vùng biển. Nhưng là, nếu như ngươi đem ta giết, ta liền có thể từ nơi này trong luân hồi đi ra ngoài. Ta chỉ ít muốn biết, ta mà chết, hoặc là đi ra cái này luân hồi, gặp phải cái gì. Ta cần đem sự tình biết rõ ràng. Đây là phía trước bản thể đi qua thử đi thử lại nghiệm chỗ ra kết luận. La Quân trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói ra, chẳng lẽ thế gian này thật có tử thần tồn tại. Hắc Ảnh nói ra, ta không biết. Hắn đón đến, nói, chúng ta bớt nói nhiều lời, người động thủ đi. Ta cần phải đi tìm tòi nghiên cứu một ít chuyện. La Quân lắc đầu, nói ra, ta không sẽ giết ngươi. Nếu biết đây là một cái chết luân hồi, chúng ta tại sao muốn để kia cầu thí tử thần đến xem chúng ta trò cười? Ta tình nguyện đợi ở cái này trong luân hồi không đi ra. Hắc Ảnh nói ra, tốt ha, ta trước đó cũng là như thế này đối phía trước bản thể nói như thế. Về sau hắn lựa chọn tự mình chung kết, sau đó rơi vào trong biển. Xem ra, chúng ta ở cái này trong luân hồi, thật đúng là một điểm cải biến cũng sẽ không có. Hắn sau khi nói xong, đi vào cái kia hàng rào trước, giơ tay lên thương, nhắm ngay đầu mình bắn một phát. Phanh một tiếng, bóng đen này liền rơi xuống hải vực. Liên quan chi kia thương cũng hạ xuống. La Quân nhất thời cảm thấy rùng mình. Hắn loáng thoáng có chút minh bạch sự tình mang tính then chốt. Phía trước một nhóm người tử vong, sau đó đại biểu một cái luân hồi chung kết. Nếu như Hắc Ảnh không chết, cái này luân hồi vẫn không kết thúc, liền sẽ không có dưới một nhóm người tới. Mà Hắc Ảnh cho rằng, nếu là cần trải qua luân hồi, như vậy thì sẽ không tránh thức tử vong. Hắn là muốn nhìn có thể hay không trở lại một cái mang tính then chốt thời gian điểm, cải biến cái này luân hồi. La Quân hít sâu một hơi, hắn biết mình đang kinh lịch lớn nhất không thể tưởng tượng sự tình. Chính mình cũng nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần tới. Đầu tiên, La Quân trở lại bên trong hành lang. Hắn đi qua rất nhiều phòng ngủ, sau cùng, hắn đi vào trong toilet. Trên thuyền này có thật nhiều nhà vệ sinh, La Quân chỉ là qua bên trong một cái. Hắn tại bồn rửa tay trên gương nhìn thấy nơi đó có dùng máu viết xuống chữ. Chỉ có luân hồi mới có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt. Nét chữ này là La Quân chính mình. Hắn liền đoán ra. Là trước kia luân hồi giả viết xuống tới nhắc nhở kẻ đến sau. Hắn đi nhà xí về sau đi ra, đột nhiên lại trông thấy bồn rửa tay phía dưới có ngăn kéo. Ngăn kéo không đóng chặt, hắn mở ra ngăn kéo, phát hiện bên trong có súng cùng viên đạn. Hắn đem thương cùng viên đạn cầm lên, lại đem nạp đạn lên nòng. La Quân cũng rốt cuộc minh bạch, trước đó bản thể là từ đâu nhi đến thương. Nếu như ta đem này thương ném đâu? Nếu như ta trực tiếp ra ngoài theo lại đến đám người kia đem sự tình nói rõ đâu. La Quân trong nháy mắt muốn rất nhiều, hắn không muốn làm từng bước đi xuống. Hắn muốn làm ra một số cải biến. Nhưng lúc này, một cái ý niệm trong đầu lóe ra tới. Nếu như làm cải biến, từ đó lâm vào khốn cục làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người thật sự không muốn đi ra luân hồi, qua hiểu rõ đến là chuyện gì xảy ra sao? Những này chết người đã không phải là tránh thức người. Bất quá là trong luân hồi một vòng. Ngươi cần gì phải lòng dạ đàn bà? Ngươi bởi vì lòng dạ đàn bà đã nếm qua thái độ đau khổ. Chẳng lẽ lần này còn phải lại để chính ngươi vạn kiếp bất phục? La Quân trong một chớp mắt bắt đầu thiên nhân giao chiến đứng lên. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay cổ tay nâng lên. Phía trên biểu hiện là 7 giờ 55 điểm. La Quân nhất thời minh bạch, còn có 5 phút đồng hồ, mới luân hồi sắp bắt đầu. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong lòng hiện lên một tia khủng hoảng. Không được, Thôi Lập thi thể còn tại thuyền cứu sinh bên trên. Nếu như bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. La Quân âm thầm cắn răng nói, ta không thể lại tiếp tục lòng dạ đàn bà, ta nhất định phải biết rõ ràng cái này đến là chuyện gì xảy ra. Hắn cơ hồ là bản năng nhanh chóng hướng về hướng hành lang, lại đi tới thuyền cứu sinh trước. Hắn đem cái kia Thôi Lập thi thể rời lên tới. Rời lên đến trong tích tắc,
một chút huyết dịch rơi xuống trên hành lang. La Quân ngẫm lại, cảm thấy trực tiếp đem Thôi Lập thi thể ném vào trong biển rộng, dạng này còn đỡ một ít. Hắn vừa nghĩ như thế, liền giơ lên Thôi Lập thi thể ném nhập trong vùng biển. Liền cũng tại lúc này, La Quân lại thấy rõ ràng trong hải dương tình cảnh. Phía dưới kia, lít nha lít nhít thuộc về Thôi Lập thi thể phù trên mặt biển. Vô số màu đen biển cứ hút lấy những thi thể này huyết nhục. La Quân nhất thời cảm thấy thần hồn run rẩy, hắn cảm thấy mình thật sự là tại đi giống như đúc đường xưa. Tử thần trừng phạt, thật chính là như vậy không ngừng lặp lại sao? Hoàn toàn dẫy dụa không ra. Đây là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình nha? Không được. La Quân cắn răng thầm nghĩ, ta nhất định phải ngăn cản trận này luân hồi, không thể lại làm tiểu sử. Ta muốn đi cùng lên đến đám người kia đem sự tình nói rõ ràng. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại nghĩ lại, ngươi nếu thật nói rõ ràng, luân hồi lại tiến hành không đi xuống, cái kia vẫn buồn ngủ ở cái này trong luân hồi. Thống khổ như vậy ngươi có thể tiếp nhận sao? Đầy đủ, La Quân trong mắt lóe lên tàn khốc. Cầu thí tử thần, hết thảy đều là ngươi trò xiếc. Ngươi chính là ta tâm ma, là ngươi tại xui khiến ta. La Quân gầm hét lên, hắn nói, ta sẽ không lại bên trên ngươi coi. La Quân hít sâu một hơi, cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Hắn cầm trong tay thương trực tiếp ném vào cái kia trong biển rộng. Lão tử cũng là tình nguyện đợi tại cái này trong luân hồi, cũng sẽ không đi ngươi muốn ta bước đi. La Quân hung dữ hướng về phía bầu trời quát. Liền cũng tại lúc này, La Quân chợt nghe tiếng giống. Đó là rất quen thuộc tiếng giống. Cứu mạng. La Quân đương nhiên rất quen thuộc, lúc trước hắn ở trên thuyền thời điểm cũng là hô cứu mạng. Luân hồi lần nữa bắt đầu. La Quân mắt nhìn cái kia bong tàu vết máu, cái này là bởi vì chính mình di chuyển Thôi Lập lúc lưu lại. Nơi này liền cũng là trước kia chính mình cùng An Tiểu Xuân bọn họ lên thuyền là sở chứng kiến vết máu. Thật đúng là lặp lại giống như đúc a. La Quân hít sâu một hơi, hắn đã quyết định muốn đánh phá quy tắc, tuyệt đối không hề bảo thủ không chịu thay đổi. Không bao lâu về sau, phục chế thể một đám người liền lên bờ. La Quân ngay tại trên hành lang chờ lấy. Phục chế thể mang theo An Tiểu Xuân, Thôi Lập, Lôi Đông lên. Lúc này ánh sáng mặt trời vẫn là như thế long lanh. La Quân nhìn xem đồng hồ, vừa lúc là 8 giờ. Quả nhiên lại là một cái luân hồi. Các vị, buổi sáng tốt lành. La Quân nghênh đón, đối mọi người lộ ra một cái rực rỡ mỉm cười tới. Phục chế thể một đám người trông thấy La Quân lúc, nhất thời giống như gặp quỷ. Càng lúc phục chế thể nhìn về phía La Quân. Hai người hoàn toàn là giống như đúc. Tình huống như thế nào? Ngươi là cái quỷ gì? Phục chế thể kinh ngạc hỏi. La Quân khẽ cười khổ, nói rất dài dòng, các ngươi nghe ta chậm rãi giải thích đi. Phục chế thể bọn người gật gật đầu. Bọn họ quá bức thiết muốn biết đến chuyện gì phát sinh. La Quân ngay sau đó nhân tiện nói, sự tình là như thế này. La Quân một năm một mười đem sở hữu luân hồi tình huống nói hết ra, cũng mang theo mọi người đi xem trên biển Thôi Lập thi thể. Lại mang mọi người đi xem bong tàu, thuộc về An Tiểu Xuân cùng Lôi Đông thi thể. Như thế về sau, La Quân nói ra, hiện tại các ngươi nên tin tưởng ta nói chuyện a. Lúc này, mọi người là đứng tại đống kia trước thi thể mặt. An Tiểu Xuân cùng Lôi Đông nhìn lấy chính mình hai thi thể lít nha lít nhít, loại này cảm giác cổ quái thật sự là lời nói vô pháp miêu tả a. La Quân cũng dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn rốt cục đánh vỡ quy tắc, không có dựa theo cái kia luân hồi đi xuống. Cả đám liền rời đi tầng này núi thây biển máu. Sau cùng, mọi người đi tới trong phòng khách. Cái này trong phòng khách tuy nhiên có thực vật, nhưng này thực vật toàn bộ là hư thối, cũng không thể ăn. Chúng ta dưới mắt nên làm cái gì? Phục chế thể hỏi La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, chúng ta có thể lấy thuyền cứu sinh, nhìn có thể hay không đến đường ven biển, trở lại Hải Tân. Phục chế thể lại là không lạc quan, nói ra, chỉ sợ không nhiều lắm khả năng. La Quân nói ra, nhưng chúng ta dù sao cũng nên thử một lần. Phục chế thể nói ra, vậy được rồi. An Tiểu Xuân, Lôi Đông, Thôi Lập ba người lại là không ý kiến. Thế là cả đám rất nhanh liền bên trên thuyền cứu sinh. Thuyền cứu sinh lại rơi nhập trong hải dương. Mọi người mái chèo, hướng phía Hải Tân phương hướng vạch tới. Dựa theo đạo lý tới nói, nơi này khoảng cách Hải Tân không đến 70 hải lý. Trở lại qua tuy nhiên vất vả, nhưng mục tiêu vẫn có thể đến. La Quân cùng phục chế thể đều là tu vi cao thâm,
cùng một chỗ mái chèo, làm cho tốc độ như tiến cá đồng dạng mau lẹ. Như thế như vậy, một mực tiếp tục 3 giờ. Nhưng trên đại dương bao la một mảnh yên tĩnh, tựa hồ một điểm biến hóa đều không có. Lui tới cũng không có bất kỳ cái gì tàu thuyền. Cái kia An Tiểu Xuân bỗng nhiên nói ra, vì cái gì ta cảm thấy mặt trời này một điểm biến hóa đều không có. Thời gian tựa như là đứng im. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người cảnh giác lại. La Quân cùng phục chế thể nâng cổ tay nhìn đồng hồ. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, tay hắn đồng hồ rời đi cái kia Liêu Đông Hào về sau liền đứng im. Phục chế thể đồng dạng cũng là như thế. Bất quá là phí công a. Lúc này, phục chế thể ánh mắt tĩnh mịch đứng lên. Hắn nói ra, rời đi Liêu Đông Hào, thời gian thì đứng im. Chúng ta cũng là vẽ lên 100 năm, 1 vạn năm đều đến không hải tân. La Quân tán đồng phục chế thể thuyết pháp, hắn có loại vô cùng cảm giác bất lực cảm giác. Đây không phải vũ lực ngập trời có thể giải quyết, hắn thậm chí cũng không biết đối thủ là người nào. Hắn phẫn nộ, buồn giận, phát cuồng, thì phải làm thế nào đây? Biển rộng mênh mông, địch nhân là người nào? Địch nhân là số mệnh, là vận mệnh, là thượng đế sao? La Quân giờ mới hiểu được, hắn căn bản là không có biện pháp đánh vỡ loại này luân hồi. Phục chế thể cũng lâm vào trầm tư, hắn không nói một lời. An Tiểu Xuân, Lôi Đông, Thôi Lập ba người cũng là sợ hãi không thôi. Nơi đó vì cái gì có nhiều như vậy thi thể? Thôi Lập bỗng nhiên chỉ hướng phía nam. Bên kia lít nha lít nhít nổi lơ lửng rất nhiều thi thể. Mọi người vội vàng huy động thuyền cứu sinh quá khứ. Chờ gần về sau, lập tức liền thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng về sau, mọi người lại lần nữa chấn kinh. Những thi thể này thế mà toàn bộ đều là An Tiểu Xuân, Lôi Đông, Thôi Lập ba người này thi thể. Vì cái gì nơi này cũng có thi thể? La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn cảm thấy rất lợi hại không hiểu. Liền cũng tại lúc này, cái kia trầm mặc phục chế thể bỗng nhiên xuất thủ. Hắn bỗng nhiên song quyền đều xuất hiện, phanh phanh hai quyền, trực tiếp đem An Tiểu Xuân cùng Thôi Lập giết. Rất nhanh, phục chế thể lại vồ một cái về phía Lôi Đông. Lôi Đông nơi đó có thể tránh né, mắt thấy là phải bị phục chế thể giết. La Quân thiểm điện xuất thủ, lấy một chiêu Vân Long Tham Trảo bắt hướng phục chế thể thủ đoạn. Phục chế thể thủ đoạn nâng lên hạ xuống, lập tức chạy ra. Sau đó, phục chế thể lại một chân đá hướng Lôi Đông. Dừng tay, La Quân trong tay xuất hiện súng lục, hắc động kia động hỏng súng nhắm ngay phục chế thể. La Quân lạnh giọng nói ra, ngươi còn dám loạn động, ta giết ngươi. Phục chế thể cười lạnh, nói ra, chết cùng không chết, có khác nhau sao? Chí ít chết, ta có thể đi kinh lịch khác đồ, vật. La Quân ngơ ngẩn, hắn không hiểu nói ra, ngươi cùng ta đều là một thể. Vì cái gì ta không đành lòng giết hại chúng ta bằng hữu, ngươi lại như thế nhẫn tâm? Đến là cái gì cải biến ngươi tính cách, vẫn là nói ngươi vốn cũng không phải là ta. Phục chế thể trong mắt lóe lên một tia lấp lóe, sau đó, hắn nói ra, suy nghĩ vốn là lóe lên ở giữa. Nhất niệm lên, muôn sông nghìn núi. Nhất niệm diệt, thương hải tang điền. Ta động niệm, thì giết, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Mà ngươi, ngươi lại kiên trì thứ gì? Ngươi bây giờ nên để cho ta giết ngươi, ngươi tốt lại như vào luân hồi. La Quân lắc đầu, nói ra, không đúng, không đúng. Hắn cảm giác đến giống như chỗ nào là không đúng. Đột nhiên, La Quân hai mắt tuôn ra hàn quang, hắn nhìn về phía phục chế thể, nghiêm nghị nói ra. Ngươi không phải ta, ngươi là tử thần. Ngươi chế tạo hết thảy ảo giác, thì là muốn ta chết. Phục chế thể trong mắt lóe lên kinh ngạc thần sắc, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi quả nhiên thông minh. Không tệ, ta cũng không phải là ngươi, nhưng có một chút, ngươi sai. Cái kia chính là, ta cũng không phải là tử thần. Ta mới là, ngay vào lúc này, Lôi Đông thanh âm truyền đến. Tiếp theo. Một thanh nhỏ bé nhuyễn kiếm bỗng nhiên liền đâm tiến La Quân trong thân thể. Từ phần lưng đâm vào đến, không có không một tiếng động. La Quân bị đâm lạnh thấu tim, hắn cảm giác được vô cùng đau đớn. Máu tươi kềm nén không được nữa. La Quân phát ra thống khổ gào rít, hắn cảm giác được sinh mệnh mình chính đang trôi qua nhanh chóng. Cái kia phục chế thể đột nhiên một chân đạp ra. La Quân bất lực tránh né, hắn bị một chân đạp xuống biển. La Quân lâm vào vô cùng trong bóng tối, hắn có như vậy một cái chớp mắt, cảm thấy mình giống như trở về đến mẫu thân vốn nên trong cơ thể. Thật thống khổ, rất muốn cứ như vậy ngủ, cũng không tiếp tục muốn tỉnh lại. La Quân chìm vào biển sâu chỗ, dần dần mất đi tri giác.
Giống. Không biết qua bao lâu, La Quân đột nhiên có ý thức. Hắn đột nhiên mở to mắt, thân thể của hắn đang run rẩy. Hắn nhớ kỹ hết thảy, hắn nhớ đến mình đã chết. La Quân tiên sinh, ngươi làm ác mộng sao? Ngay vào lúc này, thanh âm quen thuộc truyền đến. La Quân nhìn sang. Hắn phát hiện mình đang một chiếc máy bay riêng phía trên, bên người nói chuyện với chính mình người cư lại chính là Lôi Đông. Tử thần, La Quân kinh hãi cực, hắn cực lực phòng bị Lôi Đông. Lôi Đông nhất thời có chút không khỏi rượu, nói, cái gì tử thần? La Quân tiên sinh ngươi lời nói ta làm sao nghe không khỏi rượu? Không đúng, không đúng. La Quân bắt đầu làm rõ suy nghĩ. Hắn đột nhiên phát giác được vấn đề mấu chốt. Chúng ta bây giờ ở đâu, đang đi nơi nào? Lôi Đông càng thêm kỳ quái, hắn nói ra, chúng ta đang hải tân trên không, dưới mắt chính là muốn qua trên biển tìm ngư bắc giao nha. Cái này là La Quân tiên sinh ngươi tố cầu, ngươi làm sao? La Quân trong mắt lóe lên tuyệt vọng vẻ thống khổ, lại tại bắt đầu mới luân hồi sao? Mình lập tức muốn tới ngư bắc giao ngồi xuống du thuyền phía trên, sau đó Lôi Đông máy bay riêng phát sinh nổ tung. Sau cùng ngư bắc giao du thuyền bị biển động xâm nhập. Thế là mọi người liền lại lên cái kia Liêu Đông Hào. Về sau, hết thảy tái diễn. Cái kia ngư bắc giao nhất định chính là tử thần. Tử thần cũng không là một người, mà là một loại ý chí, có thể xuất hiện tại bất cứ người nào trên thân. Có lẽ, bên cạnh mình sở hữu nhân vật đều là tử thần. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh đứng lên. Hắn nhắm mắt lại, không nói lời nào. Hắn biết mình dưới mắt làm bất cứ chuyện gì đều là phí công. Không lâu sau, Lôi Đông nhắc nhở La Quân nói, La Quân tiên sinh, phía dưới cũng là cái kia chiếc du thuyền. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn liền thuận lợi xuống chuyên cơ, nhảy vọt đến du thuyền bong tàu. Sau đó, Lôi Đông bên kia truyền lời tới, nói máy bay riêng xảy ra vấn đề, muốn trở về địa điểm xuất phát. La Quân rất tỉnh táo nói ra, tốt. Cái kia máy bay riêng bay ra một đoạn về sau, liền trên không trung nổ tung ra lộng lẫy tia lửa tới. La Quân cũng không đi cứu, mà chính là quay người tiến trong phòng khách. Cái kia trong phòng khách, ngư bắc giao một thân đỏ thẫm khăn quàng vai ngồi ở đằng kia. Nàng là lãnh đạm như vậy. La Quân nhàn nhạt ngồi tại ngư bắc giao đối diện, làm sao ngươi muốn mặc này tấm trang phục. Tử thần phải lập gia đình, tử thần là nữ nhân. Ngư bắc giao nhàn nhạt nhìn một chút La Quân. Nói ra, xem ra người dĩ nhiên minh bạch rất nhiều thứ. La Quân nói ra, ta minh bạch lại nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngư bắc giao nói ra, người có thể nhận mệnh, không dẫy dụa nữa. Dạng này người hội dễ chịu một số, bởi vì đây là người số mệnh. La Quân nói ra, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Có phải hay không ta hiện tại bất quá là tinh thần ý thức trạng thái, ta thân thể còn tại một nơi nào đó? Ngư bắc giao nói ra, thực là như thế này, ngươi tại lần thứ nhất cùng Lôi Đông khi đi tới đợi, lúc ấy ngươi không có xuống chuyên cơ, máy bay riêng cũng bởi vì ở trên biển xảy ra bất trắc, nổ tung. Chỉ là ngươi linh hồn ý thức một mực không tin chính ngươi chết. Cho nên, ngươi liền tiếp tục tại linh hồn ý thức trạng thái dưới tiến hành những sự tình này. Thực, ngươi đã sớm chết. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Ta nếu thật chết, ngươi làm gì phí lớn như vậy trắc trở. Ngươi làm nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn người nhận mệnh, muốn ta cảm thấy đây là số mạng ta, từ bỏ chống lại. Nếu là ta tin tưởng ta chính mình chết thật, vậy ta liền có thể thì thực biết chết. Ngươi cái này cùng Trình Kiến Hoa tiểu túc mệnh thuật có chút giống nhau. Nhưng ngươi cho rằng loại này trò vặt liền có thể để cho ta nhận mệnh, vậy ngươi cũng quá coi thường ta Trần Mỗ người. Ngư bắc giao cười nhạt một tiếng, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta còn nói gì đâu. La Quân nói ra. Ta tương đối hiếu kỳ một việc, người đến là ai? Tử thần, thế gian thực biết có tử thần tồn tại sao? Còn có, tử thần không phải Tây Phương thần thoại hệ thống bên trong sao? Chúng ta bên này giống như so sánh lưu hành Diêm La Vương một số. Ngư bắc giao nói ra, tùy ngươi cho là như vậy đi. La Quân nói ra, ta đã tại các ngươi trong lòng bàn tay, dưới mắt cũng là nhàm chán. Sao không để cho ta làm minh bạch quỷ? Ngư bắc giao nhìn về phía La Quân. Nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi tại tình huống này dưới còn có thể thản nhiên chỗ chi, cái kia Tiêu Quân đưa tại trên tay ngươi, nhưng cũng là chẳng có gì lạ. La Quân nói ra, ngươi nói đến Tiêu Quân, vậy ta liền càng thêm hiếu kỳ. Các ngươi đã công bố là tới từ địa ngục, là sao địa ngục người cũng phải để Tiêu Quân lừa gạt lấy người ở giữa tiền tài. Ngư bắc giao nói ra,
chúng ta không muốn nhân gian tiền tài, chẳng lẽ còn muốn giấy tiền vàng mã hay sao? Chẳng lẽ lại người nghĩ đến đám các người đốt một số giấy tiền vàng mã, chúng ta liền có thể lấy ra làm tiền tệ lưu thông? La Quân khoát khoát tay, nói ra, ta thật không có cho rằng như vậy. Tuy nhiên ta luôn luôn đều biết thế gian có kính sợ, có thật nhiều chúng ta không biết thần bí đồ, vật tồn tại. Nhưng là, ta không quá tin tưởng thế gian có âm gian địa phủ, lục đạo luân hồi tồn tại. Cỏ mộc khô vinh, sinh lão bệnh tử, chính là thiên đạo. Bất kỳ động vật gì, cây cỏ, chết cũng là chết. Bằng cái gì nhân loại muốn cho là mình có thể không chết, có thể lục đạo luân hồi, sống thêm một lần đâu? Chẳng lẽ người làm việc tốt nhiều nhất? Ngư Bắc Giao nói ra, nhân loại là thông minh nhất giống loài, cũng là làm đủ trò xấu giống loài. Thiên địa này ô nhiễm vật, giết hại sinh linh, sinh thái phá hư, bên nào không phải nhân loại chỗ tạo thành. La Quân nói ra, nhân loại là vạn vật chi linh tổ, một người thông minh có lẽ sẽ làm việc tốt. Nếu có ngàn ngàn vạn vạn người thông minh, tự nhiên sẽ tạo thành không thể tưởng tượng thương tổn. Cái này là có thể đoán được, ta cũng giết người, ta cũng ăn thịt gà, mà ngươi thì sao? Ngươi dám nói ngươi chính là người tốt. Ngư Bắc Giao kinh ngạc nhìn một chút La Quân, nàng cảm thấy La Quân người trẻ tuổi này, hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng nhìn sự tình cũng rất thấu triệt, đồng thời ngữ hàm lời nói sắc bén. Sau đó, Ngư Bắc Giao nói ra, Đàm là tốt người hay là người xấu, cái đề tài này, khó tránh khỏi có chút ấu trĩ. La Quân nói ra, vậy chúng ta thì Đàm chút không ấu trĩ. Ngươi đến là nhân vật gì? Ngư Bắc Giao từ tốn nói, không thể trả lời. La Quân nói ra, thực chúng ta có thể làm cái giao dịch. Ta tuy nhiên giết Tiêu Quân, người xấu chuyện tốt, nhưng là ta có thể so sánh Tiêu Quân sinh ra giá càng cao hơn đáng. Ta có thể vì ngươi kiếm lời rất nhiều tiền, ngươi hẳn là tin tưởng ta có năng lực như thế. Ngư Bắc Giao nói ra, ngươi xác thực muốn so Tiêu Quân ưu tú. Bất quá đáng tiếc, ta biết ngươi là cái dạng gì người. Ngươi tuyệt đối sẽ không làm việc cho ta, nếu là thả ngươi rời đi nơi này, ngươi sẽ đi bẩm báo Ninh Thiên Đô. Chẳng lẽ ngươi còn sợ Thiên Đô sư tôn? La Quân hỏi. Hắn không đợi Ngư Bắc Giao trả lời, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng thế, ngươi liền đối trả cho ta đều muốn phí lớn như vậy chắc trở, ngươi lại làm sao có thể đối phó được Thiên Đô sư tôn? Chẳng lẽ các ngươi danh xưng địa ngục, cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Ngư Bắc Giao trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nàng nói ra, ngươi biết cái gì? Đây là dương gian, chúng ta thủ pháp hành sự. Tự nhiên cùng các ngươi dương gian người khác biệt. La Quân nói cách khác, thật có âm phủ tồn tại. Âm phủ ở đâu? Ngư Bắc Giao nói ra, ngươi cũng không cần muốn lôi kéo ta lời nói. Thế gian có dương thì có âm, có nam thì có nữ, đây là bình thường thiên đạo tuần hoàn. Vậy các ngươi muốn Tiêu Quân lừa gạt tiền tài là làm cái gì? Ta tin tưởng các ngươi sứ giả hẳn là rất nhiều, các ngươi tài phú tích lũy nhất định đến cực lớn số lượng. Đúng hay không? La Quân lập tức đối chọi gay gắt, hắn nói ra, các ngươi đến muốn làm cái gì? Ngư Bắc Giao trong mắt lóe lên hàn quang, nói ra, ngươi hỏi quá nhiều, biết càng nhiều, ngươi liền chết càng nhanh. Nàng đón đến, nói, ngươi bây giờ vẫn là hảo hảo tiếp tục hưởng thụ ngươi luân hồi đi. La Quân trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, hắn lại cười một tiếng, nói ra, ngươi nói ta như giết ngươi thì sao? Ngư Bắc Giao nói ra, ngươi sẽ chỉ giết chết Ngư Bắc Giao. Nhưng ngươi không giết chết được ta. La Quân nhất thời cảm thấy trầm xuống, hắn biết Ngư Bắc Giao nói không là nói dối. Liền cũng tại lúc này, cái kia An Tiểu Xuân cùng Thôi Lập Vịn thụ thương, toàn thân ướt đẫm lôi đông tiến đến. Hai người trông thấy La Quân về sau hơi hơi ngoài ý muốn, hướng Ngư Bắc Giao hỏi, Ngư Tiểu Thư, vị tiên sinh này là. Ngư Bắc Giao nhạt lạnh nói ra, không biết. An Tiểu Xuân cùng Thôi Lập trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Còn tưởng rằng La Quân cùng Ngư Bắc Giao là người yêu, hai người này dưới mắt là giận dỗi đây. Sau đó, An Tiểu Xuân cùng Thôi Lập giúp Lôi Đông băng bó vết thương. La Quân một mực đang một bên lạnh lùng nhìn lấy. Đồng thời, khí trời bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia cuồng phong bạo vũ lần nữa tới. La Quân lại là không quan tâm, hắn hướng đi bong tàu, sau đó một thanh dấn thân vào đến trong biển rộng. Nếu như đây là một giấc mộng, ta không biết như thế nào mới có thể tỉnh lại. Nhưng ta quyết tâm không cần mất tướng cùng đường. La Quân rơi nhập trong vùng biển, hắn không dãy giụa nữa cùng chống cự. Khó chịu dị thường tâm tình nhét đầy tại trong lồng ngực, loại này ngạt thở cảm giác thật sự là không dễ chịu. La Quân còn hút vào rất nhiều nước biển, hắn dần dần bắt đầu mất đi chi giác.
Không biết qua bao lâu, La Quân rốt cục tỉnh lại. Dương quang sáng lạn. La Quân tiên sinh, người rốt cục tỉnh. Lôi Đông thanh âm truyền đến. La Quân đột nhiên mở to mắt, ấn vào mí mắt lại là Lôi Đông, Thôi Lập, An Tiểu Xuân ba người. La Quân ngồi xuống, hắn phát hiện mình đã tại Liêu Đông Hào bong tàu. Ta tại sao lại ở chỗ này? La Quân nghi hoặc hỏi Lôi Đông. Lôi Đông buông lỏng một hơi, nói ra, hôm qua tới một trận cơn bão nhỏ, chúng ta thuyền bị phá hủy. Hôm qua thật là không phải ngày tháng tốt, ta phi cơ hủy, về sau thuyền cũng hủy. Lúc đầu chúng ta đều cho là ngươi đã chết, về sau phong bão qua đi, lại phát hiện ngươi phiêu lưu trên mặt biển. Chúng ta tìm tòi ngươi hơi thở, ngươi nhưng vẫn là tức giận. Thế là ba người chúng ta không giữ quy tắc lực tướng ngươi phóng tới tổn hại thân tàu bên trên. Lại về sau, chúng ta gặp phải chiếc thuyền lớn này, liền thì mang ngươi lên thuyền. La Quân cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ. Cái này luân hồi, thật sự là trốn cũng trốn không thoát a. Hắn đứng dậy, chuyện thứ nhất cũng là đến nhà vệ sinh phía dưới tìm cái kia một khẩu súng. Thế nhưng là hắn lúc này lại không có tìm được thương. Bởi vì thương đã bị một cái khác phục chế thể cầm. Lúc này muốn lên diễn cũng là cái kia phục chế thể đem An Tiểu Xuân bọn họ toàn bộ giết chết, sau đó tự sát nhảy xuống biển. Còn là đồng dạng luân hồi. La Quân tại nhà vệ sinh phát hội ngốc, hắn lại một người chạy đến một bên khác bong tàu hàng rào trước. Hắn nhìn lấy biển sâu đại hải, trên mặt biển mênh mông. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng qua, trên đại dương bao la sóng nước lấp loáng. Chỗ này phong cảnh là vô cùng tốt. Nhưng La Quân nhưng không có tâm tình qua thưởng thức cái này mỹ lệ phong cảnh. Mà lại, hắn cũng không muốn nhảy xuống biển tự sát. Loại kia ngạt thở cảm giác rất khó chịu. Ngắn ngủi trong một ngày, hắn đã chết hai lần. Cứ việc không phải chân chính tử vong, nhưng cái loại cảm giác này lại là sống không bằng chết a. Đến muốn ta làm thế nào? La Quân nhìn không được tại nội tâm a quát lên. Đương nhiên, cũng sẽ không có người đáp lại hắn. Ngay vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. La Quân không cần đi nhìn, nhưng cũng là biết Thôi Lập, An Tiểu Xuân, Lôi Đông bọn họ đang gặp giết hại. Đến từ phục chế thể giết hại. La Quân trước tiên đuổi tới đằng sau bong tàu, nơi đó chính là trước kia núi thây biển máu. La Quân trông thấy cái kia phục chế thể đem An Tiểu Xuân cùng Thôi Lập thi thể vứt trên mặt đất. Sau đó, cái kia phục chế thể đối La Quân rực rỡ cười một tiếng, tiếp lấy thì tự sát, rơi xuống trong biển rộng. Hết thảy đều chẳng qua là trình tự mà thôi. La Quân biết lập tức, lại sẽ có một đội lực lượng có sẵn đến lên thuyền, tiếp tục trình diễn đồng dạng cố sự. La Quân không muốn lại cùng bọn hắn tiếp xúc xuống dưới, hắn sớm đi tìm thuyền cứu sinh. Sau đó an vị tại thuyền cứu sinh bên trên tung bay ra biển. Chí ít tạm thời không cần mơ mộng những này loạn thất bát tao sự tình. Chí ít có thể dẹp an tĩnh một hồi. Thuyền cứu sinh ở trên biển phiêu lưu lấy. La Quân nằm tại thuyền cứu sinh bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lam Thiên Bạch Vân, ánh nắng tươi sáng. Hắn nghĩ tới Trang Tử Mộng Điệp. Giờ phút này đến là Trang Tử Mộng Điệp, vẫn là Điệp Mộng Trang Tử đâu? Ta là ở đâu? Ta đến tại kinh lịch cái gì? Vẫn là nói ta thật đã chết, bây giờ chẳng qua là một bộ linh hồn tại phiêu lưu. Không ai có thể trả lời La Quân, cũng không ai có thể nói cho La Quân. La Quân dứt khoát nhắm mắt lại. Cái gì cũng không đi nghĩ, cứ như vậy ngủ đi. Không lâu sau đó, La Quân vẫn thật là ngủ. Hắn nằm mơ, mộng thấy mình phiêu lưu đến Hải Tân, sau đó lên bờ, lấy sĩ qua tìm tới Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh. Hắn lại gặp được Đinh Hàm. Hắn mộng thấy mình đi ra cái này đáng sợ luân hồi. Hắn trong mộng vô cùng vui vẻ. Nhưng không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng vẫn là tỉnh lại. Tỉnh lại trong tích tắc. Quả nhiên là có loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Bởi vì hắn còn tại cái kia thuyền cứu sinh bên trên, còn tại cái kia đi không ra trong luân hồi. Ở chỗ này, quả thực tựa như là ngăn cách. Cũng sẽ không có người đến nghĩ cách cứu viện. La Quân ngồi xuống, hắn lại trông thấy Liêu Đông Hào. Cái kia một chiếc theo U Linh giống như thuyền đang theo bên này ra. La Quân bờ môi bởi vì thời gian dài không có uống nước, đã khô nứt đứng lên. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Sau đó nằm xuống, lại là không để ý đến cái kia Liêu Đông Hào. Thời gian là đứng im. Có thể La Quân lại tại loại này đứng im bên trong giày vò, bởi vì hắn tư tưởng không có bị cấm đoán. Nếu như mình muốn một mực như thế rông dài, như vậy, tử thần bên kia là không có bất luận cái gì thống khổ. Chính mình dẫy dụa theo bọn hắn nghĩ là không có chút ý nghĩa nào.
Thống khổ chỉ có chính mình. La Quân hít sâu một hơi, hắn quyết định muốn theo cái kia tử thần lần nữa nói một chút. Thế là, La Quân cuối cùng lựa chọn lặng lẽ leo lên Liêu Đông Hào. Hắn chỉ có đem An Tiểu Xuân, Lôi Đông, Thôi Lập giết chết, sau đó lại tự sát. Như thế mới có thể tiến nhập lần tiếp theo luân hồi. Không phải vậy lời nói, hắn liền xem như nhảy vào trong biển tự sát, sau cùng cũng sẽ bị cứu lên tới. Đương nhiên, người cũng có thể nói, La Quân ngươi không cần nhất định muốn nhảy xuống biển tự sát a. Ngươi đem đầu mình cố chấp đoạn, vậy ai cũng cứu ngươi không đi lên. Nhưng là, người nào mẹ nó có dũng khí chính mình cố chấp đoạn đầu mình a? Ngươi cho rằng đang quay phim truyền hình a? La Quân tiến vào Liêu Đông Hào về sau, hắn bắt đầu tiến hành liệp sát. Người thứ nhất giết Thôi Lập. Về sau tìm tới súng giết An Tiểu Xuân cùng Lôi Đông, như thế về sau, lại đem An Tiểu Xuân cùng Lôi Đông thi thể đưa đến đằng sau bong tàu. Vừa vặn lúc này, La Quân gặp được đuổi theo phục chế thể. Lịch sử hết thảy đều đang tái diễn. La Quân tâm lý đột nhiên cảm giác được rất lợi hại hoang đường, tại sao mình muốn cảm thấy đuổi theo là phục chế thể đâu? Có lẽ trong mắt hắn, mình mới là phục chế thể đây. Bất quá đây hết thảy, La Quân đều không thèm để ý. Hắn đi vào hàng rào một bên, chúng đạn tự vận. Sau đó, hắn cùng thương đều rơi vào trong vùng biển. Vô biên hắc ám, không cảm giác. La Quân không biết qua bao lâu, hắn rốt cục có chi giác. Hắn mở choàng mắt. La Quân tiên sinh, người tỉnh rồi. Lôi Đông thanh âm truyền đến. Hắn còn nói thêm, chúng ta bây giờ đang ở Hải Tân trên không, không lâu sau thì có thể tìm tới Ngư Bắc Giao. La Quân liền phát hiện mình quả nhiên lại tại bộ kia máy bay riêng bên trên. Đừng đi tìm Ngư Bắc Giao, ngay tại Hải Tân hạ xuống đi. La Quân vội vàng nói với Lôi Đông. Lôi Đông kỳ quái nhìn một chút La Quân, sau đó hỏi, không tìm Ngư Bắc Giao sao? La Quân nói ra, không tìm. Lôi Đông nhân tiện nói, vậy được rồi. Hắn lập tức liền thao tác. Bất quá lập tức, Lôi Đông sắc mặt thì biến. Làm sao? La Quân hỏi. Lôi Đông nói ra, phi cơ xảy ra vấn đề, không thể trở về địa điểm xuất phát. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh lên tìm tới Ngư Bắc Giao, sau đó mượn nhờ bọn họ du thuyền trở về. La Quân cảm thấy mỏi mệt cực, nói ra, ngươi không thể theo bộ đội trên đất liền liên hệ, thỉnh cầu trợ giúp sao? Lôi Đông nhãn tình sáng lên, nói ra, đương nhiên có thể. Hắn lập tức phát thông điện thoại. À, thế mà không tín hiệu, gọi không đi ra. Sau đó, Lôi Đông kỳ quái nói ra. La Quân thở dài một hơi, quả nhiên là không có bất kỳ cái gì may mắn a. Phi cơ tiếp tục tiến lên. Lúc này còn là buổi tối, bóng đêm như nước. Sau đó, phi cơ ngay tại Ngư Bắc Giao ngồi du thuyền trên không xoay quanh. La Quân cùng Lôi Đông cùng một chỗ xuống phi cơ, bởi vì phi cơ không thể trở về địa điểm xuất phát, muốn xuất trục trặc. Cho nên Lôi Đông cảm thấy dứt khoát cùng La Quân cùng một chỗ xuống dưới tương đối an toàn. La Quân lần này xe nhẹ đường quen đi vào trong phòng khách, hắn lần nữa nhìn thấy Phượng Quan Hà Bí Ngư Bắc Giao. Hỏa xiêm y màu đỏ ở cái này trong đêm lộ ra là quỷ dị như vậy. La Quân ngồi tại Ngư Bắc Giao đối diện. Nói đi, các ngươi đến muốn thế nào? Muốn ta chết sao không thì đau nhức mau một chút. Lôi Đông kinh ngạc nhìn lấy La Quân, hắn không hiểu La Quân tại sao muốn nói như vậy. La Quân tiên sinh, ngươi làm sao? La Quân không để ý tới Lôi Đông, gắt gao nhìn chằm chằm Ngư Bắc Giao. Ngư Bắc Giao nói ra, ta không phải một đã nói với ngươi rồi à, ngươi làm mất lòng thần, cho nên ngươi phải tiếp nhận tử thần trừng phạt. Ngươi phải không ngừng từ dưới núi đem thạch đầu chồng chất lên núi. Làm ngươi trồng chất ra một vạn khỏa thạch đầu sau. Sở hữu thạch đầu liền bị đẩy tới núi, sau đó ngươi lại phải từ dưới núi qua nhặt thạch đầu trồng chất đến trên núi. Sau đó vẫn dạng này lặp lại, ngươi liền muốn một mực trơ mắt nhìn lấy thạch đầu bị đẩy xuống núi. Đây chính là tử thần đối ngươi trừng phạt. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, nói như vậy đứng lên, các ngươi cái này chết thần cũng đầy đủ nhàm chán. Mỗi ngày chơi với ta loại này ấu trĩ trò chơi. Ngư Bắc Giao nhàn nhạt nhìn La Quân liếc một chút, nhưng không nói lời nào. La Quân thật sâu cảm thấy bất đắc dĩ, hắn đột nhiên hỏi, ngươi tại sao muốn để Ngư Bắc Giao mặc vào cái này thân thể Phượng Quan Hà Bí? Ngư Bắc Giao từ tốn nói, không thể trả lời. La Quân lại nói, như vậy Lôi Đông, An Tiểu Xuân, Thôi Lập những người này đến là chân thật tồn tại, vẫn là hư huyễn. Không thể trả lời, Ngư Bắc Giao nói ra. La Quân cũng nhìn không được nữa.
hắn táo bạo nhảy dựng lên, một chân đem cái bàn đá ngã lăn. Nhất thời, chén bàn bừa bộn. Mẹ con chim, ngươi có cái gì là có thể trả lời? La Quân giận dữ hét. Cái kia Lôi Đông ở một bên nghe không khỏi rượu, nói, có ý tứ gì a, La Quân tiên sinh? Ta làm sao càng ngày càng nghe không hiểu? La Quân nhìn về phía Lôi Đông, hắn hai mắt huyết hồng. Bộ biểu tình này hù đến Lôi Đông. La Quân hít sâu một hơi, cảm thấy Lôi Đông cũng là vô tội. Mình không thể giận lây sang hắn. Ngư Bắc Giao từ tốn nói, ngươi sẽ còn gào thét, điều này nói rõ ngươi còn chưa đủ thống khổ. Ngươi chừng nào thì học hội đem chính mình củ ấu che giấu, đó mới là không sai biệt lắm. Nàng sau khi nói xong, lại nói, không sai biệt lắm, phong bạo liền muốn tới. Ngươi tiếp tục hưởng thụ ngươi luân hồi đi. La Quân lại là tiến lên, một thanh nắm chắc Ngư Bắc Giao thủ đoạn, nói, lần này ngươi đừng hòng trốn đi. Ngư Bắc Giao từ tốn nói, ta chưa bao giờ đào tẩu qua. Ở cái này trong luân hồi, Ngư Bắc Giao kết cục là rơi vào trong biển, trực tiếp bị chết đuối. Ngươi cho rằng, tử thần an bài luân hồi sẽ có lỗ thủng sao? La Quân nghe vậy nhất thời ủ rũ, hắn buông ra Ngư Bắc Giao tay. Lúc này, vậy bên ngoài An Tiểu Xuân cùng Thôi Lập chạy vào. Không tốt, có phong bão muốn tới, mọi người nhanh lên làm tốt chạy trốn chuẩn bị. An Tiểu Xuân vội vã nói ra, hắn khi nhìn đến Lôi Đông cùng La Quân lúc cũng thật bất ngờ. Bởi vì trên thuyền lúc đầu chỉ có Ngư Bắc Giao một người. Lôi Đông nghe vậy cũng là giật mình, hắn nói ra, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Hắn cảm thấy La Quân cùng Ngư Bắc Giao tựa như là hai cái phong tử. La Quân ngơ ngác, hắn thật cảm thấy hơi mệt chút. Kiên trì như vậy, dạng này luân hồi thực sự xem như một loại vô hạn tia, a tấn. Ta dẫy không ra, ta trốn không thoát. La Quân quay người đi ra phòng khách, hắn đi vào bong tàu. Cuồng phong nổi lên, mưa to mưa như chút nước. La Quân toàn thân lập tức bị xối thành ướt sũng. Sau đó, một cái cự đại gợn sóng đánh tới. Cái kia du thuyền lập tức bị lật tung. La Quân chui vào đến biển trong nước. Băng hàn nước biển vô biên vô hạn, tìm không thấy một tia sáng lối ra. La Quân cảm giác được lòng buồn bực, ngạt thở, hắn khó chịu tới cực điểm. Hắn muốn cứ như vậy nằm ngủ qua. Nhưng hắn biết, liền xem như nằm ngủ qua, cũng khó thoát bị tia, a tấn hạ tràng. Cái gì cầu thí tử thần, hắn bất quá là đem ta xem như khỉ con đang đùa. Tiêu Quân tội ác chồng chất, ta bắt giết hắn làm sai chỗ nào. Như thế nói đến, tử thần cũng không tính là chính nghĩa. Ta tại sao muốn nhận mệnh? Ta không nhận mệnh. Như thiên ép ta, bổ ra ngày ấy, như địa câu ta, đạp nát cái kia địa. Giống. Ngay vào lúc này, La Quân tinh thần lực mạnh đại sóng gió nổi lên. Lúc này, La Quân bộc phát ra vô cùng cầu sinh ý chí. Hắn đột nhiên cảm giác được nước biển đang chấn động. Bốn phía hết thảy đều đang chấn động. Rất tốt, quả nhiên hết thảy đều là huyễn cảnh. Phá! La Quân bạo giống một tiếng, hắn sở hữu đại thánh đạo tràng, võ đạo ý chí bạo phát đi ra. Đây là một cỗ khí phách hiên ngang khí thế khủng bố. Liền cũng tại lúc này, La Quân đột nhiên mở to mắt. Hắn tiếp lấy thì ngồi xuống, hắn phát hiện mình ở vào một cái tuyệt đối hắc ám mật thất bên trong. Nơi này đã không phải là đại hải, không có vô cùng nước biển. Nói cách khác, mình đã đi ra luân hồi. Cùng lúc đó, mật thất đèn sáng lên. Mật thất bên trong trắng lóa như tuyết quang mang. La Quân đảo mắt tứ phương, hắn nhìn thấy mình bốn phía có Ngư Bắc Giao, An Tiểu Xuân, Thôi Lập, còn có Lôi Đông. Mấy người này thì vờn quanh tại chính mình chung quanh, bọn họ ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt. Ta tại sao lại ở chỗ này? La Quân bắt đầu nhớ lại. Đột nhiên, hắn nhớ tới Chính mình ngày đó theo Trầm Mặc Nùng qua Lam Tử Y trong nhà làm khách. Sau đó, Trầm Mặc Nùng cùng Lam Tử Y trực tiếp lấy máy bay riêng qua Yến Kinh. Chính mình làm theo cùng Lam Hồng cáo biệt, qua một nhà khách vào ở. Nói cách khác, từ nhà khách vào ở về sau, chính mình vẫn đều không có tỉnh lại. La Quân rốt cuộc minh bạch tới, đây là một giấc mơ. Cùng loại Inception mộng, Ngư Bắc Giao, An Tiểu Xuân, Thôi Lập, Lôi Đông đều là trong mộng chân thực tồn tại nhân vật. Mà cái kia cái gọi là cầu thí tử thần cũng là tạo mộng người. Căn bản cũng không phải là tử thần trừng phạt, mà chính là cùng loại một loại tinh thần tạo mộng đồ, vật. La Quân hiểu được, hắn là ngủ trên giường, lúc này hắn muốn đứng dậy, thế nhưng là vừa mới động, hắn liền cảm giác được cố hết sức. Thân thể mềm mại, không có cái gì khí lực.
Loại cảm giác này cũng không phải là bị hạ dược. Lấy La Quân hiện tại thể chất, ăn nhiều như vậy đan dược, lại có vô cực kim đan gột rửa qua huyết dịch. Rất khó có dược vật có thể khống chế hắn. Chính mình loại cảm giác này rõ ràng chính là đói. Thể lực không chiếm được bổ sung, nhanh chóng sói mòn, cho nên mềm mại bất lực. Nói như vậy đứng lên, mình bị buồn ngủ ở cái này mật thất bên trong đã có thời gian rất lâu. Đến là bao lâu, La Quân không biết. La Quân ngay lập tức đi tìm điện thoại di động của mình, kết quả phát hiện điện thoại di động đã không tải. Nghĩ như vậy muốn liên lạc với Trầm Mặc Nùng liền không khả năng. La Quân hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mình nhất định phải rời đi nơi này. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống giường thời điểm, cái kia mật thất đại cửa bị đẩy ra. Tiến đến lại là một cái áo đen lão giả, tại áo đen sau lưng lão giả còn có hai tên thanh niên. Ông lão mặc áo đen này mặc là một thân hắc bào, lộ ra 10 phần quái dị. Hắn lông mày là màu trắng, hai mắt 10 phần có thần, khắp khuôn mặt bên trên nếp nhăn khe rãnh. La Quân trông thấy lão giả này lúc không khỏi bị kinh ngạc. Đơn giản là hắn cảm giác được lão giả này tu vi phi thường cao sâu. Cao thâm tới trình độ nào đâu. La Quân cảm thấy lão giả này tu vi ít nhất là tại Tư Mã Viêm lão gia tử phía trên. Trầm Mặc Nùng cũng không phải lão giả này đối thủ. Nếu như là Ninh Thiên Đô sư tôn đến, có lẽ có thể bắt giết lão giả này. Đồng thời, La Quân còn chú ý tới lão giả đằng sau hai cái thanh niên. Hai cái này thanh niên tu vi thế mà cũng đến đáng sợ thần thông chi cảnh. Cao thủ như mây a. Cái này là La Quân cảm giác đầu tiên. Tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Bọn họ những người này, tùy tiện nhảy một cái đi ra muốn giết mình đều nói là dễ như trở bàn tay a. Như vậy bọn họ tại sao muốn như thế đại phí trắc trở? La Quân kinh nghi bất định nhìn về phía áo đen lão giả. Ngươi là ai? La Quân vô ý thức hỏi. Lúc này, Ngư Bắc Giao một tất cả mọi người vẫn là đang ngủ say bên trong. Áo đen lão giả nhạt lạnh nhìn một chút La Quân, nói ra, ngươi không phải đã đoán được sao? Hắn đón đến, nói ra, tiểu hậu sinh, ta quả nhiên là xem thường ngươi. Ngươi thế mà có thể đánh phá tầng này quá hư ảo cảnh. Các ngươi là Tiêu Quân đồng bọn, địa ngục tổ chức. La Quân kinh ngạc nói. Không sai, áo đen lão giả nói ra. Các ngươi muốn làm gì? La Quân hỏi ra bản thân nghi vấn, như muốn giết ta, ngươi một đầu ngón tay là được rồi. Tại sao muốn phí lớn như vậy trắc trở? Áo đen lão giả nhạt lạnh nói ra. Giết ngươi tự nhiên dễ dàng. Bất quá, trên người ngươi có chúng ta càng muốn có được đồ, vật, tỉ như mạng ngươi nghiên cứu, vận khí. Lúc đầu, ngươi lại bị nhốt cái 3 ngày, đến lúc đó ngươi tránh thức nhận mệnh, tuyệt vọng, như thế về sau, trong cơ thể ngươi khí vận liền sẽ tùy theo tiết ra ngoài. Cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể hấp thu ngươi khí vận, rút ra mạng ngươi nghiên cứu. Không nghĩ tới, ngươi thế mà phá cái này thái hư chi cảnh. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta chính là thiên mệnh giả, vâng mệnh trời, người muốn như vậy rút ra mệnh ta nghiên cứu, làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể mệnh qua thiên đạo? Áo đen lão giả cười lạnh, nói ra, vâng mệnh trời. Hắn đón đến, nói ra, không có người nào là chân chính vâng mệnh trời. Khí vận là hội chuyển đổi, một khi ngươi chỗ chịu ngăn trở quá lớn, thiên đạo liền sẽ thuận thế mà làm. Cái này khí vận ta như đoạt đến, liền sẽ trở thành vận khí ta. Mà thiên đạo sẽ chỉ thuận thế, lại tuyệt sẽ không đến chủ trì công đạo cho ngươi. La Quân trong lòng run lên, hắn tự nhiên biết áo đen lão giả nói là sự thật. Chúng ta cái này hỗn loạn thế giới, thực có thể nhìn thành là một bộ phim truyền hình. Chúng sinh đều là vai phụ, mà những chân mệnh thiên tử đó, lóe sáng người đều là nhân vật chính. Mà đạo diễn cũng là thiên đạo. Nhưng chỗ này phim truyền hình chỗ khác biệt chính là, nó bất tuân theo thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Cũng bất tuân theo bất luận cái gì đạo đức trói buộc. Nó muốn nhân vật chính cũng không phải là nhất định muốn chính nghĩa. Thiên đạo chỉ cần thích hợp nhất. Địa ngục tổ chức đến là cái gì tổ chức? La Quân nhìn về phía áo đen lão giả, hỏi lần nữa. Áo đen lão giả nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, người tại thái hư chi cảnh bên trong thì ba phen mấy bận hỏi qua, khi đó chúng ta không nói cho ngươi, hiện tại thì sẽ không nói cho ngươi. Ngươi chưa chết trước đó. Thì đại biểu hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên, chúng ta tuyệt sẽ không đem bí mật tiết lộ ra ngoài. La Quân liền cũng biết đám người này hành sự vô cùng kín đáo. Áo đen lão giả tiếp tục nói, chúng ta điều thi a ngươi cùng quốc an lục sử Trầm Mặc Nùng có rất thân mật quan hệ hợp tác. Còn có,
Tựa hồ ngươi vận khí vẫn luôn rất không tệ, cái kia Trình Kiến Hoa mấy lần muốn giết ngươi, đưa ngươi vào chỗ chết, nhưng đều bị ngươi may mắn đào thoát. Ngươi tựa hồ mỗi lần đều nhiều lần thoát chết. Hắn đón đến, nói ra, bất quá ta rất hiếu kỳ, lần này chúng ta muốn tước đoạt mạng ngươi nghiên cứu, khí vận, đồng thời sẽ còn đòi mạng ngươi. Lần này, ngươi còn có cái gì kỳ thích, thủ đoạn có thể thi triển đi ra. La Quân nhìn áo đen lão giả liếc một chút, nói, ta đã phá ngươi thái hư chi cảnh, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể rút ra mệnh ta nghiên cứu, vận khí. Áo đen lão giả nói ra, chúng ta còn có một chiêu tam thi tam tuyệt trận pháp. Đạo này trận pháp sang ra, liền có thể cưỡng ép rút ra. La Quân không khỏi ngạc nhiên nói, đã có thể cưỡng ép rút ra, vì cái gì trước đó còn muốn sử dụng thái hư chi cảnh như thế chiêu số. Áo đen lão giả nói ra, ngươi ngược lại thật sự là lòng hiếu kỳ mạnh, đều là người sắp chết, còn nhiều vấn đề như vậy. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, người chết không đáng sợ, đáng sợ là làm quỷ hồ đồ. Áo đen lão giả nói ra, tuy nhiên khác đồ, vật không thể nói cho ngươi, nhưng là cái này vẫn là có thể nói cho ngươi. Tam thi tam tuyệt trận pháp quá mức bá đạo, tại cưỡng ép rút ra quá trình bên trong, sẽ để cho rút ra khí vận giảm bớt đi nhiều. Không đến bị bất đắc dĩ, ta không nguyện ý đi một bước này. La Quân con ngươi đảo một vòng, hắn trầm ngâm nói, các ngươi muốn vận khí ta, mệnh cách, lại phải Tiêu Quân lừa gạt lấy vô số tiền tài. Nhìn, tại trận này thiên địa sát kiếp bên trong, các ngươi là muốn làm một vố lớn đúng hay không? Áo đen lão giả thật sâu nhìn một chút La Quân, sau đó, hắn trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực, nói ra, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, lại là làm mọi thứ có thể để muốn bộ lấy chúng ta bí mật, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi có thể chạy đi pháp môn hay sao? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, các ngươi quả nhiên là cẩn thận, ta đến tình cảnh như thế này, đã là cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Ta bất quá là muốn chết minh bạch một số. Giả dụ ngươi có một ngày cũng kinh lịch ta lúc này tình cảnh, ngươi liền biết ta giờ phút này tâm tình. Áo đen lão giả nghe vậy, hắn cũng cảm thấy La Quân nói không sai. Đại khái còn là mình quá đa nghi. La Quân còn nói thêm, tại thái hư chi cảnh bên trong, đóng vai tử thần nhân vật là ai? Ta có thể biết không? Áo đen lão giả nói ra, đó là thánh nữ, nàng cũng không ở nơi này, ngươi cũng mãi mãi cũng không sẽ nhìn thấy. Thánh nữ? La Quân càng phát giác kỳ quái, hắn nói ra, địa ngục tổ chức, đến là một tổ chức, vẫn là nói, cũng là quả thực ngục. Áo đen lão giả lạnh lùng nói ra, không thể trả lời. La Quân không khỏi nói ra, ngươi cái gì cũng không dám nói, đây có phải hay không là thì đại biểu các ngươi cái gọi là ngục tổ chức căn bản không đủ cường đại. Cho nên, các ngươi chỉ dám trốn ở u ám nơi hẻo lánh, cũng không dám bại lộ dưới ánh mặt trời. Áo đen lão giả bất phi sở động, nói. Tùy ngươi cho là như vậy. Hắn đón đến, nói, bớt nói nhiều lời, ngươi chuẩn bị tiếp nhận mệnh vận ngươi đi. Hắn sau khi nói xong, thì đối sau lưng hai tên thanh niên nói, chuẩn bị bày tam thi tam tuyệt trận. Vâng, trưởng lão, hai tên thanh niên cung kính vô cùng. Lập tức, bọn họ thì làm thành một hình tam giác, đem La Quân vây vào giữa. La Quân liếc nhìn ba người liếc một chút, hắn lập tức nói, đợi một chút. Áo đen lão giả nhìn về phía La Quân. Nói ra, đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi cơ hội nói chuyện, ngươi có thể hảo hảo bàn giao ngươi di ngôn. La Quân quỷ dị cười một tiếng, hắn nói ra, đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Áo đen lão giả cùng cái kia hai tên thanh niên nhất thời sắc mặt quái dị. Áo đen lão giả nhìn về phía La Quân, nói, có ý tứ gì? La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ tiếc, ngươi đối ta y nguyên không đủ giải. Lúc đầu muốn bộ ngươi một ít lời. Hiện tại xem ra cũng là không được. Như vậy, các ngươi thì đi chết đi. Hắn nói vừa xong, đột nhiên đọc chú ngữ. Úng ma ni bá di hồng. Áo đen lão giả cùng hai tên thanh niên nhất thời kinh nghi bất định nhìn về phía La Quân, đậu phộng, con hàng này đang chơi cái quỷ gì. Vì lông bọn họ cảm thấy rất không hiểu đâu. Đọc cái chú ngữ thì rất nghiêu. Cái này cũng không phải thế giới ma pháp. Ba người chỉ kém không có khi La Quân là bệnh thần kinh. Bất quá lập tức, bọn họ thì phát giác được không đúng. La Quân chỗ ngực bỗng nhiên sáng lên mãnh liệt quang huy. Sau đó, một bóng người xuất hiện tại mật thất này trên không. Đạo nhân ảnh kia chính là Trung Hoa Đại Đế Lăng Tiên Sinh. Lăng Tiên Sinh một thân tuyết áo khoác trắng, khí chất phiêu giật mà xuất trần. Hắn ánh mắt trang nghiêm mà ngưng trọng. La Quân, áo đen lão giả cả đám đều nhìn về Lăng Tiên Sinh.
Áo đen lão giả sau khi thấy rõ không khỏi hãi nhiên thất sắc, nói, lại là hắn. Cái kia hai tên thanh niên không khỏi hỏi, trưởng lão, ngài biết hắn. Áo đen lão giả nói ra, hắn đã từng, hắn đột nhiên thì im miệng, lại là sợ đem một ít đồ trọng yếu nói lộ ra miệng. Liền cũng tại lúc này, Lăng tiên sinh mở miệng ngâm hát lên, thần nói, phải có ánh sáng, thế là, thế giới này có ánh sáng. Thần nói, muốn có bầu trời cùng đại địa, thế là, thế giới này có bầu trời cùng đại địa. Thần nói, thế gian này hết thảy, đều là ta cho. Ta có thể cho, cũng có thể thu hồi. Thần nói, chỉ là tốt, có thể đem ánh sáng cùng bóng tối tách ra. Thế là thế giới này thì có ban ngày cùng đêm. Thần nói, trên trời phải có ánh sáng thể, có thể phân ngày đêm làm ký hào định thời tiết thời gian tuổi tác. Thế là, thế gian này mới có thời gian quy tắc này. Thần nói, thế giới này quá đơn điệu, ta đem ban cho nơi này sinh mệnh. Nhưng nếu như vi phạm ta, ta đem thu hồi sinh mệnh. Thần nói không cần phải sợ, không muốn ngờ vực vô căn cứ, không muốn mê mang, bởi vì là tất cả đều đã được quyết định từ lâu. Hết thảy đều tại thần hai mắt ngưng trong mắt, thần nói, giết hại là 12 tội nghiệt một trong, bởi vì làm sinh mệnh là tự do. Mà để sinh mệnh vĩnh rơi hắc ám giết hại, là không thể tha thứ trọng tội, ta là nó thi triển tịnh hóa, hết thảy hắc ám tại ánh sáng phía dưới, đều không thể vĩnh hằng. Thần nói, tín ngưỡng ta, người đem đạt được ánh sáng. Ruồng bỏ ta, người đem đạt được ta lửa giận. Làm quy tắc, ta cho phép hắc ám tồn tại, nhưng là hắc ám sẽ vĩnh viễn không được áp đảo ánh sáng phía trên. Nếu không, tất đưa tới ta tịnh hóa. Lăng tiên sinh ngâm sướng song sau, nhàn nhạt nhìn về phía áo đen lão giả và cái kia hai tên thần thông cảnh thanh niên. Hắn chậm rãi nói ra, như vậy, tịnh hóa đi. Liền cũng tại lúc này, một đạo trùng sáng màu vàng óng bao phủ lại áo đen lão giả và cái kia hai tên thanh niên. Trùng sáng màu vàng óng không phải trong nháy mắt toàn bộ bao phủ lại bọn họ, mà chính là trước từ đầu bắt đầu. Chậm chạp từ đầu hướng xuống mà đi, áo đen lão giả ba người đầu biến thành kim sắc. Lúc này, áo đen lão giả sắc mặt ngưng trọng dị thường đứng lên. Hắn giống như có lẽ đã vô pháp qua tránh né, chống cự. Dần dần, kim sắc lan tràn đến toàn thân bọn họ, từ vai đến bụng đến chân dưới. Không bao lâu, áo đen lão giả ba người liền dần dần hòa tan. Hòa tan thành một bãi chất lỏng màu vàng óng. La Quân nhìn lấy đây hết thảy, lại là ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lăng tiền bối một chiêu này đại dự ngôn thuật, thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Ba cái thần thông cảnh cao thủ không có sức đánh trả chút nào. Sau đó, không trung Lăng tiên sinh bắt đầu dần dần làm nhạt, sau cùng biến mất không còn tăm tích. Mà La Quân trước ngực, cái viên kia kim sắc huy chương cũng mất đi quang mang. La Quân cảm thấy đau lòng vô cùng, nương, không khỏi rượu thì lâm vào dạng này trong hiểm cảnh. Liền Lăng tiền bối cho bảo mệnh huy chương cũng bị thanh lý. Hắn bắt kim sắc huy chương trên tay, cái này kim sắc huy chương bên trong, lại không linh khí nhấp nhô, nhìn phổ thông cùng cực. La Quân sau đó lại quét mắt Ngư Bắc Giao cùng An Tiểu Xuân bọn người. Bọn họ vẫn còn trong hôn mê. La Quân dưới mắt vừa mệt vừa đói, toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn biết nơi này không phải mỏi mòn chờ đợi chi địa, vạn nhất địa ngục tổ chức còn có người khác, hoặc là cái kia thánh nữ tới. Lấy mình bây giờ cái trạng thái này, vậy thì thật là trong hầm phân ném thạch đầu, muốn chết. La Quân ra sức xuống giường, sau đó đi vào mật thất chỗ cửa lớn. Hắn tuy nhiên cố hết sức, nhưng bình thường hành tẩu cũng không nhiều lắm vấn đề. Mở cửa lớn ra, La Quân liền đi ra tới. Hắn phát hiện bốn phía là một mảnh nhà kho. La Quân đối với nơi này chưa quen thuộc, hắn điện thoại di động cũng không thấy, cho nên cũng vô pháp theo Trầm Mặc Nùng liên hệ. Ngay sau đó, La Quân không ngừng lại, cấp tốc ra nhà kho. Nhà kho bên ngoài nhưng là một đầu bóng rừng đường nhỏ, ra bóng rừng đường nhỏ, liền có thể đến phồn hoa phố xá sầm uất. La Quân nhìn thấy cái này quen thuộc đô thị tràng cảnh, trong nội tâm lại có loại đầu thai làm người cảm giác. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đến khu náo nhiệt. Sau đó, hắn chiêu chiếc tiếp theo sĩ. Ngồi vào sĩ về sau, cái kia sĩ tài xế hỏi, đi chỗ nào? La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn trong lúc nhất thời còn thật không biết nên đi chỗ nào. Cũng không biết cái kia địa ngục tổ chức còn có bao nhiêu cao thủ tại tòa thành thị này, chính mình lại là cái trạng thái này, thật sự là không ổn a. Hắn ngẫm lại, nói ra, sư phụ, đem điện thoại di động của ngươi mượn gọi điện thoại cho ta. Sĩ sư phụ lập tức quái dị mắt nhìn La Quân, nói ra, chính ngươi không có điện thoại di động sao?
La Quân nói ra, ta bị tặc, hiện tại người không có đồng nào, điện thoại di động cũng bị đoạt. Sĩ sư phụ càng thêm không cao hứng, nói, chơi ý tứ nha, ca. Người người không có đồng nào chiêu chơi sĩ đâu, tranh thủ thời gian xuống xe, đừng chậm trễ ta làm ăn. La Quân lại là không trách sĩ sư phụ bợ đỡ, người nào sinh hoạt cũng không dễ dàng. Hắn nói ra, như vậy đi, người đem điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại cho ta, ta để bằng hữu của ta cho ngươi thẻ bên trên hợp thành 10 vạn khối, xong, ngươi lại cho ta 2 vạn liền có thể, còn lại đều là ngươi. Có được hay không? Sĩ tài xế nhìn về phía La Quân, hắn có chút không dám tin tưởng, sợ là lừa dối, ngươi chắc chắn chứ? La Quân không khỏi im lặng, nói ra, ta bất quá là mượn điện thoại di động của ngươi mà thôi, cũng không phải tìm ngươi vay tiền. Ta nói chuyện điện thoại xong thì trả lại cho ngươi, ngươi cái này có cái gì tốt sợ. Sĩ tài xế nghe vậy cũng cảm thấy tựa như là đạo lý này. Mụ mụ trái trứng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Sĩ tài xế cắn răng một cái, đem hắn tam tình yêu máy bay đưa qua. La Quân tiếp qua điện thoại di động, sau đó, hắn rất lợi hại im lặng nói, ngươi không hiểu khóa ta cũng chỉ có thể đánh 110. Sĩ tài xế cười ha ha, lập tức cho La Quân giải tỏa. La Quân cầm điện thoại di động lên, hắn trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Chính mình cho ai gọi điện thoại đâu? Cho Trầm Mặc Nùng đánh là không sai. Bất quá Trầm Mặc Nùng cũng bị liên lụy đến địa ngục tổ chức cái này sự kiện bên trong đến, có quá nhiều không xác định nhân tố. Hắn tự nhiên mà vậy nghĩ đến Đinh Hàm. Thậm chí có như vậy một tia cấp thiết muốn cùng Đinh Hàm có chỗ liên hệ đi. La Quân ngay sau đó thì bấm Đinh Hàm dãy số. Điện thoại rất nhanh liền thông. Bên kia truyền đến La Quân quen thuộc mà lạnh lùng thanh âm. Uy, vị kia. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Đinh Hàm, là ta. Bên kia lập tức liền biến âm điều, mang theo vẻ kích động, nhưng lại nỗ lực đè nén xuống tâm tình. La Quân, ngươi đổi dãy số, hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Ta cho là ngươi đã đem chúng ta Hải Tân đám này lão bằng hữu đều cấp quên. Đinh Hàm cực lực giả bộ như bình thường, tựa như là hòa bình thường bằng hữu đang tán gẫu. Ai có thể biết, nàng trong phương tâm đã kích thích thao thiên cự lãng. La Quân trầm xuống thanh âm nói ra, Đinh Hàm, ngươi nghe ta nói. Ta hiện tại gặp được điểm phiền phức, ta không tiện cùng người khác liên hệ. Cái số này cũng là ta tìm sĩ tài xế mượn, ngươi giúp ta cho một cái số thẻ cấp tốc đánh 10 vạn khối tới. Ta một hồi dùng cái điện thoại di động này cho ngươi kẹp tóc hào. Được không? Đinh Hàm nhất thời kinh hãi, nói, tiền không có vấn đề, ngươi bây giờ thế nào? La Quân nói ra, ta đã không có việc gì, chờ chuyện của ta xong xuôi sẽ liên lạc lại ngươi, được không? Đinh Hàm tự nhiên nói tốt. Sau đó, La Quân liền theo Đinh Hàm kết thúc trò chuyện. Hắn không hề hô Hàm tỷ, cái này là bởi vì trong lòng hắn đã có quyết đoán. Kinh lịch nhiều như vậy sinh sinh tử tử, trong lòng của hắn những đạo đức đó trói buộc, bảo thủ quy tắc đã dần dần tại làm nhạt. Tắt điện thoại về sau, La Quân hướng sĩ tài xế nói, cho cái số này kẹp tóc hào quá khứ. Sĩ tài xế kềm chế trong lòng cuồng hỉ, lập tức liền phát một cái số thẻ quá khứ. Xong tiếp tục hỏi La Quân, nói, thực biết thu tiền tới sao? La Quân mỉm cười, nói ra, vì cái gì ngươi luôn luôn đối với chuyện này tràn ngập nghi vấn đâu? Sĩ tài xế ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, 10 vạn khối cũng không phải số lượng nhỏ a. La Quân nói ra, cho nên, rất nhiều chuyện ngươi hẳn là nhìn theo góc độ khác. Có lẽ 10 vạn khối theo ý của ngươi không phải số lượng nhỏ, trong mắt của ta, bất quá là một ly rượu đỏ. Sĩ tài xế nhìn La Quân ánh mắt nhất thời tràn ngập sùng kính. Liền cũng tại lúc này, sĩ tài xế số thẻ bên trong thu đến nhanh chóng chuyển khoản tới tiền. Sĩ tài xế sau khi thấy suýt chút nữa thì điên, kích động đến nói năng lộn xộn, nói, ca, ca, lại là 20 vạn, 20 vạn a. Cái này sĩ tài xế rõ ràng đã hơn 40 tuổi, có thể làm La Quân thúc thúc. Lúc này thấy tiền, thế mà hô dậy La Quân ca ca. La Quân đều có chút sở khóc sở cười, hắn nói ra, tốt, ta hiện tại đói. Ngươi cũng thu đến tiền, như vậy đi, 20 vạn, cho ngươi 15 vạn, ta muốn 5 vạn khối. Ngươi bây giờ trước mang ta đi ăn cái gì, về sau lại cho ta mua bộ điện thoại di động, sau đó đêm nay, ta đến nhà ngươi ở một đêm, thế nào? Không có vấn đề, không có vấn đề. Sĩ tài xế vui vẻ ra mặt. Cái này sĩ tài xế đã bị to lớn tài phú xông cái gì đều quên. Hoàn toàn không đi cân nhắc La Quân có thể hay không mang đến cho hắn nguy hiểm gì.
Sau đó, sĩ tài xế thì lái xe mang La Quân qua ăn cái gì? Ngài xưng hô như thế nào? La Quân hỏi. Sĩ tài xế nói, ta gọi Lý Mộc, người gọi ta lão Lý liền tốt. Ngài đâu? La Quân cười ha ha, nói ra, ta họ La, La Quân. Ngài danh tự tốt lắm. Lý Mộc lập tức vuốt mông ngựa nói ra. La Quân nói ra, có đúng không, nơi đó tốt. Lý Mộc nhất thời sửng sốt, hắn cũng là thuận miệng nói một chút, nơi đó biết tốt hay là không tốt. Hắn lập tức nói, ngài có tiền như vậy, tên đương nhiên là tốt. La Quân nhìn không được lần nữa cười, mẹ nó, đây là thần logic à. Đúng, La Quân tiên sinh, ngài muốn ăn cái gì? Lý Mộc rất lợi hại khó chịu hỏi, hắn là không quen hô tiên sinh. La Quân cũng nghe khó chịu, nói ra, Lý Mộc đại ca, người gọi ta La Quân liền tốt. Hắn đón đến, nói ra, thì ăn lẩu đi. Lý Mộc liền nói ra, được rồi. Lý Mộc sau đó thì mang La Quân đến một nhà tiệm lẩu. Lúc này là 2 giờ chiều, tiệm lẩu bên trong còn không có gì sinh ý. La Quân cùng Lý Mộc sau khi đi vào, phục vụ viên lập tức tiến lên phục vụ. La Quân hỏi trước, có hay không gian phòng? Phục vụ viên nói ra, có. La Quân nói ra, mang bọn ta qua gian phòng. Phục vụ viên kia nói ra, tốt, tiên sinh. Hai người theo phục vụ viên tiến gian phòng, La Quân lại lập tức nói, cho ta lấy trước một hộp sữa chua, một bình nước lọc. Mặt khác, bên trên một số món chính, 2 phút đồng hồ bên trong thì phải cho ta trải qua tới. La Quân chỗ muốn đồ, vật đều là có sẵn. Phục vụ viên kia nghe, ứng một tiếng tốt, ngay lập tức đi. 2 phút đồng hồ về sau, sữa chua, nước lọc, còn đã có sẵn mùi sữa trên bánh bao tới. La Quân liền mở ra trước sữa chua ủng ục ục uống một hớp sạch sẽ. Thân thể của hắn đã cực độ khuyết thiếu dinh dưỡng. Nếu không phải hắn tu vi cao thâm, đổi lại thường nhân, sớm đã chết đói, căn bản không có khả năng kiên trì đến nơi đây. Sữa chua tiến vào trong bụng, trong thân thể vạn thiên tế bào, các châu báu quan viên điên cuồng tiếp tục dinh dưỡng cùng cần muốn năng lượng. La Quân lại miệng lớn đem một bàn mùi sữa bánh bao toàn bộ ăn, tiếp tục uống một bình nước khoáng. Như thế về sau, La Quân mới phát giác được dễ chịu rất nhiều. Bình thường người đói tới cực điểm, dạ dày sẽ phát sinh biến hóa. Đột nhiên lại ăn cái gì, rất dễ ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng La Quân bộ phận cường đại, lại có thể điều chỉnh thân thể, cho nên cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cái kia Lý Mộc cùng phục vụ viên nhìn lấy La Quân ăn cái gì gió cuốn mây tan hình dáng, không khỏi đều là trợn mắt hốc mồm. Người anh em này phải là bao lâu không có ăn cái gì à? La Quân cảm thấy thân thể dễ chịu rất nhiều, nhiệt lượng, khí huyết lại bắt đầu cường đại lên. Hắn hít sâu một hơi, đối Lý Mộc cười một tiếng, nói, Lý Mộc đại ca, ta muốn chọn đồ ăn à, người cũng đừng đau lòng. Lý Mộc lập tức cũng cười một tiếng, nói ra, người cứ việc gọi đi. Một hồi nồi lẩu, lại có thể ăn bao nhiêu? Cùng cái kia 15 vạn so ra bất quá là 9 châu mất sợi lông à. La Quân ngay sau đó thì xoát 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 đốt lên đồ ăn đến, cái gì thịt dê 10 bàn, thịt bò 10 bàn, trứng gà 20 cái chờ chút. Phục vụ viên kia nghe xong, không khỏi nghi ngờ nói, tiên sinh, hai người các ngươi khẳng định muốn gọi nhiều như vậy. La Quân nghiêm mặt nói ra, ta rất lợi hại xác định. Phục vụ viên kia ngay sau đó cũng liền không nói thêm cái gì, quay người ra ngoài. La Quân lập tức lại nói với Lý Mộc đại ca, người đi giúp ta mua cái điện thoại, tùy tiện nhãn hiệu gì, nhưng chất lượng không muốn kém. Số tiền này, từ ta cái kia 5 vạn dặm mặt chụp. Thuận tiện xử lý mở đầu thẻ điện thoại, được không? Lý Mộc nói ra, tốt. La Quân lại có chút xấu hổ cười một tiếng, nói ra, Lý Mộc đại ca, ta đúng là có chút đói. Món ăn lên về sau, ta hội ăn trước, thì không đợi ngươi. Lý Mộc khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, không có việc gì, ngươi tùy ý à. Hắn nói xong cũng ra đi làm việc. Rất nhanh, nồi lẩu canh lên. Lò vi ba mở ra, nồi lẩu canh bắt đầu cuồn cuộn bốc lên. Đồ ăn cũng rất nhanh lần lượt dâng đủ. La Quân liền bắt đầu đâu vào đấy bắt đầu ăn. Ước chừng ăn một giờ, La Quân đem sở hữu thực vật đều ăn sạch sẽ. Lúc này, hắn cảm giác cái bụng y nguyên rất đói. Nhưng đây là không có cách nào sự tình. La Quân biết mình cần thiết dinh dưỡng thật sự là quá to lớn, những này thức ăn bình thường căn bản không thể thỏa mãn. Trước đó sở dĩ cảm thấy còn tốt, đó là bởi vì ăn đan dược về sau, thân thể còn có cất giữ dinh dưỡng. Mà lần này bị địa ngục tổ chức bắt,
cái kia chính là đem sở hữu dinh dưỡng hoàn toàn tiêu hao. La Quân sau đó hít sâu một hơi, hắn ngồi xếp bằng. Trong thân thể của hắn hiện tại tuy nhiên bổ sung một số dinh dưỡng, nhưng tạp chất càng nhiều. Dạng này rất lợi hại ảnh hưởng thân thể, hắn nhất định phải đem tạp chất bài xuất qua. Cái này chính là cao thủ chỗ cường đại. Giống La Quân dạng này người, bất kể thế nào ăn, thân thể cũng sẽ không trồng chất độc tố cùng mỡ. La Quân bắt đầu hít sâu một hơi tiến nhập thể nội, thông qua khẩu khí này đến tướng sở hữu tạp chất luyện hóa, sau cùng thông qua bài tiết phương thức bài xuất. Không bao lâu, La Quân thì mắc đi cầu. Hắn lập tức mở ra gian phòng, xông vào trong nhà vệ sinh. Sau 10 phút, La Quân từ trong nhà vệ sinh đi ra. Hắn khí huyết chi lực đã khôi phục lại điên phong trạng thái. Bất quá thân thể vẫn là có rất mãnh liệt cảm giác đói bụng, đây là tế bào không vừa lòng. Nếu như không đem tầng này cảm giác đói bụng giải quyết hết, hắn là tuyệt đối khác muốn tiến vào hóa thần chi cảnh. Mà giải quyết cảm giác đói bụng biện pháp duy nhất cũng là ăn tiên đan. Loại tình huống này, liền xem như tụ linh đan cũng lấp không đầy tế bào dinh dưỡng thiếu thốn. La Quân dưới mắt đối năm màu tinh thạch là nhất định phải được, hắn cũng lo lắng Ngư Bác Giao có thể hay không đem năm màu tinh thạch cho mất. Đợi một chút, La Quân đột nhiên nghĩ đến không đúng. Trước đó chính mình cùng Ngư Vạn Thành thông điện thoại, Ngư Vạn Thành nói Ngư Bác Giao cầm năm màu tinh thạch các loại. Đây hết thảy đều là tại thái hư chi cảnh bên trong tiến hành, tình huống thật đến phát sinh cái gì, cái kia lại là không được biết. Cũng không biết địa ngục tổ chức người đối năm màu tinh thạch ra tay không có. Liền cũng tại lúc này, Lý Mộc mua điện thoại di động trở về. Hắn cho La Quân mua là một cái hoa vi điện thoại màn hình lớn, thao tác rất đơn giản. La Quân cầm điện thoại, liền để Lý Mộc tính tiền. Sau đó, hai người ra tiệm lẩu. Vừa ra tiệm lẩu, La Quân liền lên Lý Mộc sĩ. Lý Mộc hỏi, La Quân, tiên sinh, hiện tại chúng ta đi nơi nào? La Quân nói, qua Vạn Thành cao ốc, hắn đón đến, lại hỏi, hôm nay là số mấy? Lý Mộc nói ra, hôm nay là ngày 27 tháng 3. La Quân thầm nghĩ, ngoá, cư nhưng đã qua nửa tháng. Chính mình đến lúc thi hành nhiệm vụ đợi là 12 tháng 3, cùng ngày chính mình thì giải quyết hết tiêu quân. Ban đêm địa ngục tổ chức trả thù thì theo tới. Bọn họ đến là dùng thủ đoạn gì, có thể để cho mình một mực đang say giấc nồng, không có chút nào phát giác được không thích hợp đâu. Nhớ tới một màn kia, La Quân vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi a. Thái hư chi cảnh nguy cơ lần này, La Quân vẫn luôn cảm thấy lòng còn sợ hãi, không khỏi rượu. Đều không hiểu là chuyện gì xảy ra, sau đó kém chút thì treo. La Quân cũng là cái lạc quan tính cách, chính hắn nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra, liền đem chuyện này trước để qua một bên. Lý Mộc lúc này thì lái xe đi hướng Vạn Thành cao ốc. La Quân trước theo Ngư Vạn Thành thông điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Vị kia, Ngư Vạn Thành trầm ổn thanh âm truyền đến. La Quân trầm giọng nói ra, Ngư tiên sinh, là ta. Ngư Vạn Thành nhất thời bị kinh ngạc, hắn lập tức hỏi, La Quân tiên sinh, nửa tháng này ngươi cũng đi nơi nào? Còn có, vì cái gì từ ngươi mất tích bắt đầu, nữ nhi của ta thì không thấy. Ngươi đừng quên, ta lần này mời các ngươi mục đích, nói đến vẫn là vì nữ nhi của ta. Nàng nếu là xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ ra được năm màu tinh thạch. La Quân nghe xong lời này, liền nội tâm mừng thầm. Bởi vì điều này đại biểu năm màu tinh thạch còn tại Ngư Vạn Thành trên tay. Ngay sau đó, La Quân nói ra, Ngư Vạn Thành, có hai điểm chúng ta nhất định phải nói rõ ràng. Thứ nhất, nhiệm vụ điều kiện bên trong, ta cũng không có nghĩa vụ muốn bảo vệ con gái của ngươi. Cho nên ngươi bây giờ muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta, vậy thì thật là nói chuyện viển vông. Thứ hai, ta biết con gái của ngươi ở nơi nào, bất quá ta trước hết cầm tới năm màu tinh thạch. Là ngươi bắt cóc nữ nhi của ta đúng hay không? Ngư Vạn Thành vừa kinh vừa sợ. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, ngươi có bị bệnh không? Ta bắt cóc nàng làm cái gì? Ngư Vạn Thành ngốc ngẩn ngơ, lập tức liền cũng biết mình suy đoán rất yếu trí. Bởi vì La Quân nhiệm vụ hoàn thành, vốn là có thể đạt được năm màu tinh thạch. Hắn không có đạo lý đến bắt cóc nữ nhi của mình. Ta muốn trước nhìn thấy ta nữ nhi, sau đó mới có thể cho ngươi năm màu tinh thạch. Ngư Vạn Thành cũng không hé miệng. La Quân nói ra, Ngư Vạn Thành, ngươi làm rõ ràng. Ta không phải đang cùng ngươi cò kè mặc cả. Ngươi thích cho hay không, muốn thật không cho, đến lúc đó thần vực tự nhiên sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Ngư Vạn Thành sửng sốt, trong mắt của hắn tràn đầy đắng chát. Một lúc lâu sau,
hắn hỏi, nữ nhi của ta hiện tại đến thế nào? La Quân nói ra, ta chỉ biết là nàng trước đó ở nơi nào, hiện tại có hay không bị chuyển di ta không dám khẳng định. Người càng trì hoãn thời gian, chuyện đó đối với người nữ nhi nhiều càng phát ra nhiều một phần nguy hiểm. Chính ngươi nghĩ kỹ. Ngư Vạn Thành cắn răng một cái, nói ra, tốt, ta cho ngươi 5 màu tinh thạch. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ta đến ngay Vạn Thành cao ốc tới tìm ngươi. Ngươi dưới lầu chờ lấy ta. Ngư Vạn Thành nói ra, tốt. Sau đó, La Quân tắt điện thoại. Lái xe Lý Mộc Tại vừa có chút trợn mắt hốc mồm, nói, La Quân tiên sinh, ngươi vừa rồi gọi điện thoại nói Ngư Vạn Thành nên không phải. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta hiện tại chính là muốn qua Vạn Thành cao ốc, ngươi cảm thấy Ngư Vạn Thành sẽ là ai? Lý Mộc hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, nói ra, ngươi sẽ không phải bắt cóc nữ nhi của hắn a? Lý Mộc nhất thời cảm thấy cái kia 15 vạn cầm có chút phỏng tay. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, không có. Hắn cũng không nguyện ý nói nhảm nhiều, nói, ngươi muốn là không tin ta, ta có thể hiện tại liền xuống xe. Bất quá ngươi muốn đem sở hữu tiền đều trả lại ta. Lý Mộc giật mình, vội vàng nói, ta tin tưởng, ta tin tưởng. La Quân trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt ý cười. Không nói đến Lý Mộc, thực La Quân là có thể trước nói cho Ngư Vạn Thành, liên quan tới Ngư Bắc Giao ở chỗ đó chỉ. Bất quá hắn tự mình làm qua quá nhiều lòng dạ đàn bà sự tình, sau cùng đều là ngược lại hại chính mình. Cho nên hiện tại, La Quân thì tâm ngoan một số. Chính mình lấy được trước mình muốn đồ, vật, còn ngươi Ngư Vạn Thành có thể hay không tìm tới Ngư Bắc Giao, lão tử dù sao là bất kể. Hắn là sợ chậm thì sinh biến, vạn nhất Ngư Bắc Giao đã bị bắt đi, không biết Ngư Vạn Thành còn muốn nổi điên làm gì. Chính mình vẫn là trước đem 5 màu tinh thạch nắm bắt tới tay, hắn thì thích thế nào địa sao thế đi. Người sống một đời, mặc dù phải có lòng nhân từ, lại không thể lòng dạ đàn bà. Nhân từ cùng lòng dạ đàn bà cũng không phải là một thể. Cũng không lâu lắm, Lý Mộc chở La Quân đi vào Vạn Thành cao ốc trước. Cái kia Ngư Vạn Thành ngay tại cao ốc trước lo lắng chờ đợi. Lúc này là 4 giờ chiều. Buổi chiều ánh sáng mặt trời rất là long lanh, tuy nhiên nhìn rất nóng người, nhưng là đối với vẫn chưa tới tháng 4 Bắc Phương Thành thị tới nói, xác thực không tính là nóng. Hoài Bắc thành phố từng tại tháng 5 đều xuống bạo tuyết. Sĩ sau khi xe dừng lại, La Quân liền đến Ngư Vạn Thành trước mặt. Nhìn thấy Ngư Vạn Thành cái kia một cái chớp mắt, La Quân tâm lý hung hăng đau xót một chút. Bởi vì lúc này Ngư Vạn Thành thế mà nhìn có chút già nua. Tuy nhiên Ngư Vạn Thành có hơn 50 tuổi, nhưng cho tới nay, hắn cho người ta đều là một loại rất khô luyện, khôn khéo, cảm giác cường hãn. Nhưng bây giờ, thân hình hắn hơi hơi khom người, hắn chỉ là một cái tìm không thấy nữ nhi phụ thân. La Quân một đi tới, Ngư Vạn Thành nhãn tình sáng lên, hắn chào đón, hô, La Quân tiên sinh, nữ nhi của ta đâu? La Quân ngược lại thật sự là có chút xấu hổ xách 5 màu tinh thạch. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, Ngư Vạn Thành lập tức liền từ trong túi móc ra một cái hộp gấm. Cái này là La Quân tiên sinh ngươi muốn đồ, vật. Ngư Vạn Thành nói ra. La Quân tiếp nhận hộp gấm, hắn nhất định phải mở ra nghiệm minh chính thân. Không phải vậy đến lúc đó thì nói không rõ ràng. Lý Mộc ở một bên trung thực chờ đợi. Ngư Vạn Thành dạng này thủ phủ tại Lý Mộc trong mắt là cao không thể chạm. La Quân mở ra hộp gấm, chỉ gặp bên trong có một khỏa đá cuội. Viên này đá cuội bên trong có 5 loại nhan sắc tầng tầng tiến dần lên. La Quân cầm lấy đá cuội, thầm nghĩ, đây chính là thần vực muốn 5 màu tinh thạch. 5 màu tinh thạch đến có làm được cái gì? Hắn nhìn không ra cái như thế về sau, thế là lại thả ở lòng bàn tay tinh tế vuốt ve. Nhất thời, một loại ủ ấm cảm giác truyền lại đến La Quân trong thân thể. Hắn có thể cảm nhận được viên này 5 màu trong tinh thạch có một loại vô cùng tinh thuần dương cương chi khí. Xem ra xác thực cũng là 5 màu tinh thạch không thể nghi ngờ. Nghe đồn 5 màu tinh thạch chính là nữ oa nương nương bổ thiên sử dụng tài liệu, xem ra thần vực muốn cái này 5 màu tinh thạch, nhất định là muốn làm theo luyện đan có quan hệ đồ, vật. La Quân thu 5 màu tinh thạch, sau đó liền nói với Ngư Vạn Thành, ta cùng Ngư Bắc Giao đều bị Tiêu Quân phía sau tổ chức bắt, trước mắt mấy người kia đều bị ta giải quyết. Lúc ấy Ngư Bắc Giao lâm vào hôn mê, mà lại ta cũng không có khí lực gì. Cho nên mới không kịp quan tâm nàng, nàng cũng là tại. La Quân đem đại khái địa chỉ nói. Ngư Vạn Thành lập tức biến sắc, nói ra, nhà kho kia chính là ta phía dưới một cái nhà kho.
nghĩ không ra các ngươi thế mà một mực bị giam ở nơi đó. Khó trách cảnh sát điều tra, à lâu như vậy, một mực không hề có một chút tin tức nào. Liền cũng tại lúc này, Ngư Vạn Thành điện thoại di động kêu. Hắn vội vàng kết nối. Cái gì, nữ nhi của ta tìm tới. Quá tốt, Ngư Vạn Thành cuồng hỉ kích động lên. Hắn sau đó còn nói thêm, ta lập tức tới ngay. La Quân nghe vậy cũng là cảm thấy buông lỏng, hắn bứt rứt cảm giác cũng nhẹ rất nhiều. Ngư Vạn Thành tắt điện thoại, nói với La Quân tiên sinh, nữ nhi của ta nàng báo động, nàng thật là một mực đang trong kho hàng. Hiện tại đã được đưa đến bệnh viện, cảnh sát nói nàng không có cái gì trở ngại, cũng là đói hồi lâu. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy là tốt rồi, người mau đi đi. Ngư Vạn Thành gật gật đầu, hắn lập tức liền chính mình lên xe, lái đi ra ngoài. La Quân liền cũng liền không lo lắng, hắn sau đó liền bên trên Lý Mộc Sĩ. La Quân tiên sinh, bây giờ đi đâu bên trong? Lý Mộc đối La Quân ngữ điệu càng thêm cung kính. La Quân nói ra, qua nhà ngươi đi, ta muốn nghỉ ngơi trước một đêm. Lý Mộc nói ra, được. Trong lúc nhất thời, La Quân còn không chịu định địa ngục tổ chức có cái gì quỷ. Hắn quyết định trước yên lặng nhìn biến. Sau một tiếng, sĩ đứng ở một tòa cũ kỹ nhà ngang trước. Lý Mộc nhà cũng là ở tại lầu 8. La Quân cùng Lý Mộc lên lầu thời điểm, hắn hỏi Lý Mộc nói, nhà ngươi còn có người nào sao? Lý Mộc nói ra, trong nhà chỉ một mình ta. La Quân nao nao, nói, người nhà ngươi đâu? Lý Mộc khẽ cười khổ, nói ra, 3 năm trước đây ly hôn, nữ nhi theo hài tử mẹ của nàng. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng thì không hỏi thêm nữa. Lý Mộc nhà là 2 phòng 2 sảnh, trong phòng rất loạn, cũng rất cũ. Rất nhiều quần áo bẩn đều không có tẩy. Trên mặt bàn còn có thật nhiều không có ném đi mì tôm tàn canh. Một cái lão nam nhân cuộc sống độc thân thật là đầy đủ thảm. La Quân tự nhiên cũng không có tư cách khinh bỉ Lý Mộc loạn, chính hắn cũng là cái này tính tình. Lý Mộc lại là có chút xấu hổ, nói ra, La Quân tiên sinh, ta trước thu thập một chút. La Quân nói ra, không cần, người cho ta phô trương giường liền tốt. Lý Mộc sững sờ, theo rồi nói ra, tốt. Hắn lập tức liền cho La Quân thu một gian phòng đi ra. Như thế về sau, Lý Mộc lại hỏi La Quân, nói, La Quân tiên sinh, người muốn ăn cái gì? Ta xuống lầu mua tới cho ngươi. La Quân nói ra, không cần phiền toái như vậy, pha cho ta một bát mì tôm liền tốt. Hắn cũng thật là tốt thỏa mãn người. Lý Mộc lập tức nói, được rồi. La Quân đợi Lý Mộc sau khi ra ngoài, hắn liền lấy điện thoại di động ra trước cho Ngư Vạn Thành đánh tới. Ngư Vạn Thành ở trong điện thoại rất là kích động, nói ra, nữ nhi đã tìm được, nàng không có việc gì. Cảm ơn La Quân tiên sinh quan tâm. La Quân nói ra, không có việc gì liền tốt. Sau đó, La Quân tắt điện thoại. Hắn ngẫm lại, rốt cục cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại quá khứ. Điện thoại rất nhanh liền thông. La Quân nghe được Trầm Mặc Nùng uy, nhưng La Quân lại trầm mặc. Hắn cảm thấy có chút quái dị, bởi vì hắn mất tích nửa tháng, Trầm Mặc Nùng thế mà một mực không có tìm tới. Hắn không biết trong lúc này đến chuyện gì phát sinh. Là La Quân, tuy nhiên La Quân không nói gì, nhưng Trầm Mặc Nùng vẫn là rất lợi hại hơi hơi kích động đoán được. Là ta, La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng lập tức lo lắng hỏi, những ngày này ngươi cũng chạy đi đâu? La Quân trầm giọng nói ra, qua quỷ môn quan du hí chạy một vòng. Đến chuyện gì phát sinh? Trầm Mặc Nùng lập tức hỏi. La Quân hỏi ngược lại, ta mất tích nửa tháng, ngươi không có tìm ta sao? Hắn chung quy là nhìn không được biểu đạt ra một tia bất mãn. Trầm Mặc Nùng nao nao, nàng theo rồi nói ra, ta gần nhất đang bận một ít chuyện, trong lúc nhất thời không có chú ý đến ngươi. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ xảy ra chuyện. La Quân tâm lý cảm thấy rất lợi hại không thoải mái. Chính mình đắc tội địa ngục tổ chức, đây là Trầm Mặc Nùng biết sự tình. Chính mình vô duyên vô cớ tại Hoài Bắc thành phố biến mất nửa tháng, Trầm Mặc Nùng lại nói nàng có chút bận bịu, không có chú ý tới. Bình tĩnh mà xem xét, đổi chỗ mà xử. Nếu là mình biết Trầm Mặc Nùng gặp nguy hiểm, chính mình sẽ buông xuống tất cả mọi chuyện, tiến đến nghĩ cách cứu viện. Ta hơi mệt chút, về sau lại nói cho ngươi đi. La Quân sau khi nói xong liền tắt điện thoại. La Quân thực cũng không phải là cái lòng dạ hẹp hòi người, hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào qua tính toán chi ly. Chỉ bất quá, hắn là thật coi Trầm Mặc Nùng là tri kỷ bằng hữu. Cho nên lần này, hắn từ nội tâm bên trong cảm thấy thất vọng. Nhưng La Quân không biết nói.
Hắn thủy chung cho rằng, người ta hỗ trợ là tình cảm, không giúp là bản phận. Nếu như mình theo Trầm Mặc Nùng tới nói chuyện này, ngược lại ra vẻ mình già mồm. La Quân cầm điện thoại di động phát hội ngốc, sau đó, hắn nghĩ tới Đinh Hàm. Hắn cảm thấy mình đối Đinh Hàm thật hẳn là rất thật có lỗi. Ngay sau đó, hắn lại đánh một thông điện thoại cho Đinh Hàm. Điện thoại rất nhanh thông. La Quân nói ra, Đinh Hàm, là ta. Đinh Hàm bên kia đè nén xuống vui sướng, nói, La Quân, ngươi còn tốt đó chứ. La Quân nói ra, ta rất khỏe. Đinh Hàm nghe vậy liền cũng liền buông lỏng một hơi, bất quá trong lúc nhất thời, nàng lại không biết nói cái gì cho phải. Ngươi gần nhất thế nào? Đinh Hàm một thoại hoa thoại hỏi. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Đinh Hàm, cảm ơn. Đinh Hàm mỉm cười, nói, dù sao cũng đều là ngươi phân hoa hồng, không có gì tốt tạ. La Quân nói ra, chờ ta làm xong một trận này, ta đến Hải Tân tới nhìn ngươi một chút cùng Tiểu Tuyết. Thật, Đinh Hàm nhất thời vô cùng ngạc nhiên. La Quân cười một tiếng, nói ra, thật, ta cũng muốn Tiểu Tuyết. Đinh Hàm nói ra, vậy thì tốt, chúng ta quyết định như vậy. La Quân nhân tiện nói, một lời đã định. Trò chuyện không sai biệt lắm, hai người liền tắt điện thoại. Lúc này, La Quân điện thoại di động lại vang lên. La Quân nhìn xem điện báo biểu hiện, lại là Trầm Mặc Nùng đánh tới. La Quân không quá muốn tiếp, hắn mặc cho điện thoại vang không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Nhưng Trầm Mặc Nùng bên kia cũng là chấp nhất, một mực đang đánh. La Quân liền tiếp thông điện thoại một trận, hắn liền nói ra, ngượng ngùng, vừa rồi ta đang tắm. Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, nói ra, ngươi không cần gạt ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. La Quân không khỏi nổi lên cười khổ. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta gặp mặt một lần đi, ta đến Hoài Bắc thành phố tới tìm ngươi. La Quân liền nói ra, tốt a, hắn cũng xác thực muốn theo Trầm Mặc Nùng ở trước mặt nói chuyện. Ngay sau đó, hai người nói định địa điểm, Trầm Mặc Nùng liền nói ra, chờ lấy ta. Sau đó, nàng tắt điện thoại. La Quân tâm tình thoáng thư sướng một số. Đồng thời, phòng cửa bị đẩy ra, một cỗ mì tôm mùi thơm truyền tới. La Quân quay đầu liền trông thấy Lý Mộc bưng phao tốt mì ăn liền tới. La Quân tiên sinh, mặt ngươi. Lý Mộc nịnh nọt cười một tiếng, nói ra, ta cho ngươi pha hai cái trứng gà. Cảm ơn, La Quân nói ra. Sau đó, hắn tiếp nhận mặt, vui sướng bắt đầu ăn. Mì ngon quá, La Quân ăn rất lợi hại vui sướng. Ăn mì xong về sau, La Quân ngồi xếp bằng. Hắn bắt đầu vận hành đại nhật nguyệt quyết, lại một lần nữa gột rửa trên thân tạp chất, đồng thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn lần tập luyện này công, một mực thì luyện chừng 3 giờ. Cái này lúc sau đã là buổi tối 7 giờ. Màn đêm buông xuống, Hoài Bắc thành phố phồn hoa trình diễn. La Quân đứng dậy ra khỏi phòng, Lý Mộc chính trong phòng khách xem TV. Nha, hắn nhìn lại là Hoàn Châu Cách Cách. La Quân tiên sinh, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lý Mộc thấy thế, liền vội vàng hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, ta muốn rời khỏi, ngươi bảo trọng đi. Ta đưa ngươi đi, Lý Mộc vội vàng nói. La Quân cười cười, nói, không cần. Sau đó, hắn trực tiếp thẳng rời đi Lý Mộc phòng. Lý Mộc không khỏi ngẩn ngơ, hôm nay đã phát sinh hết thảy đều giống như nằm mơ. Phải nói là mang một tia sắc thái truyền kỳ đi. La Quân đương nhiên sẽ không suy nghĩ Lý Mộc suy nghĩ cái gì, hắn ra nhà ngang về sau, tiếp lấy phải đi Tinh Vân Đại khách sạn. Ở nơi đó, Trầm Mặc Nùng đang chờ hắn. Nửa giờ sau, Tinh Vân Đại khách sạn trên sân thượng. Trên sân thượng rất là yên tĩnh. Ở trên sân thượng một bên khác, một khung máy bay riêng ở đâu yên tĩnh đặt lấy. Lúc đầu, cái này trên sân thượng một khi đến mùa hè liền sẽ là cái yên tĩnh lộ thiên thanh đi, có thật nhiều khách nhân ở nơi này đến uống rượu. Bất quá bây giờ ban đêm tràn ngập giá lạnh, cho nên không có cái gì khách nhân. Trầm Mặc Nùng một thân áo khoác màu đen, đồng thời mang kính râm lớn. Nàng ngồi tại bên cạnh bàn, trên mặt bàn thả sâm panh. La Quân tới, hắn tự nhiên mà vậy ngồi tại Trầm Mặc Nùng đối diện. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó ngược lại sâm panh. La Quân bưng lên bên trong một chén, mỉm cười, nói ra, đương kim trên đời, có thể uống được Trầm sử trưởng tự mình rót rượu. Cái kia xem như một loại vinh hạnh lớn lao. Hắn lời nói giống như sự tình nói đùa, lại như có ý riêng. Trầm Mặc Nùng cũng bưng chén rượu lên, nàng uống một ngụm sâm panh, sau đó cũng mỉm cười, nói ra, nhưng sự kiện đối với ngươi mà nói, lại là tuyệt không hiếm lạ.
La Quân nói ra, thực ta không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ, cũng chưa từng nghĩ tới ta đối với ngươi có bất kỳ ân đức. Ta đưa ngươi là xem như tốt nhất tri kỷ, bằng hữu. Nếu như nhất định muốn hướng ân đức bên trên kéo, ta vô cùng rõ ràng, thực là ta thiếu ngươi. Nếu như không có ngươi, ta chết sớm. Trầm Mặc Nùng lần nữa uống một ngụm sâm panh. Có mấy lời không cần phải nói quá rõ, lẫn nhau đều có thể nghe hiểu. Nàng ấp ủ một hạ cảm xúc, sau đó mới lên tiếng, ta muốn nói chuyện, trong điện thoại cũng có thể nói. Nhưng ta hôm nay bay 3 giờ tới, chỉ là bởi vì, ta cũng coi ngươi là tốt nhất tri kỷ, bằng hữu. Bằng hữu của ta rất ít, ngươi tính toán một cái. Ngươi nói đi, La Quân ực một cái cạn trong chén sâm panh, sau đó nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta cũng không biết ngươi mất tích. Bởi vì gần nhất Hiến Kinh phát sinh một kiện chuyện ly kỳ, ta một mực đang điều tra chuyện này. Cho nên, thẳng đến ngươi gọi điện thoại cho ta lúc, ta mới biết được ngươi xảy ra chuyện. Là cái gì chuyện ly kỳ? La Quân trong nháy mắt đã thoải mái, hắn tin tưởng Trầm Mặc Nùng lời nói. Bất quá dưới mắt, hắn càng thêm hiếu kỳ Yến Kinh chuyện phát sinh. Trầm Mặc Nùng nói ra, Yến Kinh mỗi một ngày đều sẽ có ước chừng 250 tên trẻ sơ sinh xuất thế. Tỷ lệ sống sót tại 99% trở lên. Đây là bởi vì Yến Kinh chữa bệnh mức độ đã đạt tới độ cao nhất định. La Quân gật gật đầu, hắn nghiêm túc nghe. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng là trong khoảng thời gian này, liên tiếp có 10 nhà bệnh viện xuất hiện sự cố. Đều là trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai cùng chết vong. Hết hạn hôm nay mới thôi, trong nửa tháng, tử vong phụ nữ có thai thêm nhi đồng đạt tới hơn 800 tên. Ngay từ đầu, chúng ta còn có thể tưởng rằng chữa bệnh sự cố. Nhưng hiện tại xem ra, đó căn bản không thể nào là chữa bệnh sự cố. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ là có người tại mưu sát. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta điều bệnh viện màn hình giám sát, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Duy nhất dị thường chính là, mỗi một cái phát sinh tử vong phụ nữ có thai án lệ địa phương, ở buổi tối cũng nghe được tiểu hài tử đang hát. Căn cứ nghe được người nói, bọn họ nói thanh âm kia tràn ngập oán khí, khiến cho người nghe rùng mình. La Quân nói ra, chẳng lẽ là oán quỷ quấy phá? Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta cũng mang thai nghi là cùng phương diện này có quan hệ. Bất quá, đồng dạng oán quỷ, lệ quỷ, lại nơi đó có bản sự này. Người phải biết, chưa xuất sinh trẻ sơ sinh một khi bị bóp chết, bọn họ chỗ sinh ra oán khí cũng tương đương lợi hại. Phổ thông lệ quỷ căn bản không dám tới gần nơi này dạng trẻ sơ sinh. La Quân nói ra, có thể hay không đây hết thảy đều cùng địa ngục tổ chức có quan hệ. Trầm Mặc Nùng nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến xảy ra chuyện gì. La Quân tâm lý đã hoàn toàn thoải mái, hắn nói ra, là như thế này. Ngay sau đó liền đem chính mình nửa tháng này nhiều kinh lịch chuyện quỷ dị nói ra. Ta lớn nhất không hiểu là, cái này địa ngục tổ chức đến dùng cái gì quỷ, lại có thể để cho ta trong lúc vô tình ngủ, rơi vào trên tay bọn họ. La Quân đối chuyện này là canh cánh trong lòng. Cảm thấy giữa người và người cơ bản tín nhiệm đều không có. Mẹ nó, ngủ ngủ đều có thể chết, rất lợi hại không có cảm giác an toàn được không? Mà lại, này lại để La Quân về sau đến trước khi ngủ hoảng sợ chứng A. Trầm Mặc Nùng nói ra, này cũng không kỳ quái, trước ngươi cũng nói, ông lão mặc áo đen kia là đại thần thông cao thủ. Loại cao thủ này, tinh thần lực đã chuyển đổi thành pháp lực. Hắn lợi dụng pháp lực chui vào ngươi não vực. Dẫn đạo ngươi tiến vào cái kia thái hư chi cảnh, đây là rất đơn giản. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, hiện tại làm sao thần thông cao thủ đều như thế không đáng tiền, tùy tiện thì tung ra nhiều như vậy cái. Nếu không phải ta có lăng tiền bối đại giữ ngôn thuật, lần này thì chết thật. Trầm Mặc Nùng cũng thấy mạo hiểm vô cùng, nàng đồng thời cảm thấy áy náy, nói ra, thật xin lỗi, La Quân, tại ngươi cần có nhất ta trợ giúp thời điểm, ta nhưng không có đến giúp ngươi. La Quân rộng lượng khoát khoát tay, nói ra, ngươi cũng không biết nha, không có việc gì. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân thật không tức giận, nàng cũng mới buông lỏng một hơi. Nàng sau đó cũng thấy buồn cười, nói ra, ta trước kia một mực không quá để ý người khác ý nghĩ, cái nhìn. Không nghĩ tới ta bây giờ lại sợ ngươi tức giận, từ Yến Kinh đi suốt đêm đến bên này. Chỉ là vì theo ngươi ngay mặt giải thích rõ ràng. La Quân hơi hơi cảm động, hắn nói ra. Trên thế gian tình có rất nhiều loại, ái tình không phải duy nhất. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi nói không sai. Nàng đón đến, nói, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi, ngươi cảm thấy địa ngục tổ chức cùng Yến Kinh oán linh quấy phá có quan hệ thật sao?
La Quân nói ra, chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có cái gì căn cứ. Thực ta còn có một cọc sự tình thủy chung không làm rõ được. Chuyện gì? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, địa ngục tổ chức, đến là một tổ chức, vẫn là bọn hắn thật sự là từ địa ngục mà đến. Trầm Mặc Nùng trầm ngâm nói, ta cũng không có cách nào cho ngươi đáp án. Bởi vì từ đầu đến cuối, ta đều không theo đám người này tiếp xúc qua. Nhưng ta có thể khẳng định là, cái này địa ngục tổ chức, tuyệt đối không đơn giản. Có thể một lần phái ra ba cái thần thông cao thủ, phần này thủ bút, trừ thần vực, ta còn không thấy được hắn tổ chức có năng lực như thế. La Quân nói ra, ta vẫn muốn ý đồ tìm hiểu ra bọn họ lai lịch. Nhưng là đám người này rất lợi hại cảnh giác, thủy chung thủ khẩu như bình. Bất quá, tại ta phóng xuất ra lăng tiền bối đại dự ngôn thuật lúc, ông lão mặc áo đen kia nói lộ ra miệng. Hắn nói cái gì? Trầm Mặc Nùng nhất thời đến hứng thú. La Quân nói ra, ông lão mặc áo đen kia nhận biết lăng tiền bối, hơn nữa nhìn đi ra, hắn rất lợi hại kiêng kỵ lăng tiền bối. Dưới tay hắn hỏi hắn là phủ nhận biết, hắn liền nói lăng tiền bối đã từng. Đã từng thế nào? Trầm Mặc Nùng không khỏi có chút nóng nảy. La Quân nói ra, không, hắn thì nói đến đây liền lập tức thu miệng. Nếu có thể tìm tới lăng tiền bối hỏi một chút, khẳng định sẽ có chút manh mối. Trầm Mặc Nùng không khỏi im lặng, nói đến ngươi, lăng tiền bối Ngao Du Thái Hư, không biết tại cái kia tinh không đây. Chẳng lẽ không có thể đi thăm dò một chút lăng tiền bối tư liệu hồ sơ sao? Có thể từ lăng tiền bối tiếp xúc lớn nhỏ sự tích trông được nhìn có không có liên quan tới địa ngục tổ chức tung tích. La Quân nói ra, Trầm Mặc Nùng nói ra, lăng tiền bối tư liệu hồ sơ là cao đẳng bí mật, ta đều không có quyền lực đi xem. Mà lại, lăng tiền bối chỗ kinh lịch rất nhiều chuyện, hồ sơ là đều có thể không có ghi chép. Nàng đón đến, nói ra, bất quá đây cũng là một đầu manh mối. La Quân nói ra, cái này địa ngục tổ chức tuyệt đối là mưu đồ làm loạn, chúng ta không thể coi thường. Có lẽ tương lai hội ủ thành đại họa. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, chuyện này ta sẽ tay đi thăm dò. La Quân còn nói thêm, vậy ngươi cảm thấy địa ngục tổ chức cùng Yến Kinh Oán Linh quấy phá sự tình sẽ có hay không có liên hệ? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta không dám khẳng định, chuyện này đã có quốc an một chỗ người đến chen chân điều tra, tin tưởng bọn họ hội có kết quả đi ra. Yến Kinh chính là kinh đô trọng địa, không nghĩ tới thế mà còn có Oán Linh đuôi mù, dám ở Yến Kinh nháo sự. Lần này, phía trên đều đã tức giận. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, thiên địa sát kiếp tiến đến, xem ra thật đúng là các loại yêu ma quỷ quái đều tại hóa trang lên sân khấu. Ta lúc đầu không muốn cuốn vào quá nhiều ân oán, nhưng lại không nghĩ tới lần này cầm năm màu tinh thạch thế mà chọc địa ngục tổ chức. Ta đem bọn hắn sứ giả giết, ba tên thần thông cao thủ cũng giết. Thù này cũng coi là kết lớn, đoán chừng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Trầm Mặc Nùng nói ra, người vốn là hội thân ở vòng xoáy trung tâm, cũng đừng nghĩ lấy làm sao né tránh những phiền toái này. La Quân khẽ cười khổ, nói, đạo lý là đạo lý này, bất quá vẫn là nghĩ hết lượng thiếu gây một chút phiền toái. Người nào cũng sẽ không thích có một đống lớn phiền phức ở phía sau đi theo. Trầm Mặc Nùng nói ra, lần này địa ngục tổ chức tại ngươi nơi này cũng coi là ngã cái ngã nhào, ta đoán chừng bọn họ nhất thời nửa khắc sẽ không lại ra tay với ngươi. Dù sao, thần thông cao thủ không phải rau cải trắng, vậy cũng là rất thưa thớt. La Quân cũng cảm thấy Trầm Mặc Nùng nói có đạo lý. Nếu như địa ngục tổ chức thật còn có cao thủ ở chỗ này, hẳn là đã sớm ra tay, không có khả năng một mực ẩn nhẫn. Đúng, thân thể ngươi giống như không thích hợp. Trầm Mặc Nùng nhìn ra một số manh mối, hỏi. La Quân nói ra, xác thực là có chút không lớn rượu, ta bị địa ngục tổ chức vây ở thái hư chi cảnh bên trong quá lâu. Trong thân thể chất dinh dưỡng đều bị bay hơi. Bây giờ tuy nhiên ăn không ít thứ, nhưng đều là trị ngọn không trị gốc. Trầm Mặc Nùng nói ra, đã ngươi đã được đến năm màu tinh thạch, vậy liền nhanh về thần vực đổi lấy tiên đan đi. La Quân nói, ừm. Tuy nhiên vẫn là có không ít phiền phức, tỉ như địa ngục tổ chức y nguyên thần bí. Còn có Yến Kinh Oán Linh cũng là dốc sức sở mê cách. Bất quá giang sơn đời nào cũng có người tài, cũng không là chuyện gì đều muốn dựa vào La Quân. Đêm đó, La Quân an vị Trầm Mặc Nùng máy bay riêng qua hướng Yến Kinh. Đáng giá nói chuyện là, La Quân trên tay còn có một hạt tiên đan, cũng chính là tam thanh nguyên khí đan. Đó là Mạc Vũ cho hắn. Bất quá La Quân không có mang ở trên người. Hắn đặt ở Tư Đồ Linh Nhi trên tay. Nếu như hắn đem tam thanh nguyên khí đan mang ở trên người, lần này khẳng định hội rơi nhập địa ngục tổ chức trong tay người.
ông lão mặc áo đen kia chính là đại thần thông giả, đối tiên đan là cực độ khao khát. Khẳng định sớm muốn bị hắn ăn hết. La Quân cũng không có ý định vận dụng Mạc Vũ Tam Thanh Nguyên Khí Đan, đây là vấn đề nguyên tắc. Đến Yến Kinh về sau, La Quân cũng không ngừng lại. Lại trực tiếp leo lên tiến về Los Angeles chuyến bay. Vé máy bay đã bị Trầm Mặc Nùng sớm cho hắn đặt trước tốt. Los Angeles thời gian 3 giờ chiều. La Quân đến Los Angeles phi trường quốc tế. Từ Hoài Bắc đến Los Angeles, cách xa nhau vạn lý chi trọng. Lại là bởi vì có khoa học kỹ thuật hiện đại tiện lợi, có thể trong một ngày vượt qua những này khoảng cách. Los Angeles khí trời đã là vui sướng đưa ấm, bầu trời trong trẻo. Nhiệt độ cũng rất thích hợp, có thể ăn mặc tay áo dài áo sơ mi. Lúc này đến Los Angeles nghỉ phép là một cái rất lợi hại lựa chọn tốt. La Quân ra phi trường, liền trực tiếp chiêu sĩ tiến về thần vực. Sau một tiếng, đến thần vực. La Quân soát mật mã, thông suốt tiến vào thần vực. Hắn đầu tiên chuyện thứ nhất cũng là qua thần điện bái gặp thần đế pho tượng, sau đó đưa trước 5 màu tinh thạch. Như thế về sau, mới lại qua thiên đô điện bái kiến thiên đô sư tôn. Thiên đô điện vẫn là như cũ. La Quân tiến vào thiên đô điện cũng là thông suốt, hắn hiện tại là thiên đô sư tôn đệ tử, ai còn dám cản hắn. Tiến vào thiên đô bọc hậu, La Quân lại chỉ thấy được thiên đô trong điện cái kia nước Mỹ phục vụ viên cô nàng. Cô nàng đang đánh quét vệ sinh. La Quân vừa tiến đến, cô nàng liền cung kính nói, là tiên sinh ngài tốt. La Quân mỉm cười, nói, sư tôn có ở đây không? Cô nàng nói ra, thiên đô sư tôn tại thiền trong phòng tĩnh tọa. La Quân nói ra, a, cái kia coi như. Cô nàng nói ra, ngài tìm sư tôn có chuyện gì sao? La Quân nói ra, không có việc gì, cũng là trở về, đến xem sư tôn. Cô nàng nói ra, vậy được rồi, ta đi trước cho ngài pha ly trà tới. La Quân bận bịu khoát tay, nói ra, không cần, ta vẫn là đi ra ngoài trước, chờ sư tôn có rảnh lại tới. Hắn nói xong cũng dự định rời đi. Liền lại lúc này, một thanh âm truyền tới. La Quân, đã đến, thì vào đi. Là thiên đô sư tôn thanh âm. La Quân nao nao, sau đó cung kính nói ra, vâng, sư phụ. Thiền trong phòng một mảnh vắng vẻ, đồng thời nương theo cái này một loại mùi đàn hương. Ninh thiên đô một thân tuyết áo khoác trắng. Hắn khoanh chân ngồi ở vị trí đầu trên bồ đoàn. Cả người hắn đều phiêu giật lấy một loại nói không nên lời tiên khí. La Quân nhìn thấy Ninh Thiên Đô trong tích tắc, cảm thấy Ninh Thiên Đô đã ẩn ẩn có chút lăng tiền bối phong phạm. Bái kiến sư phụ, La Quân chắp tay ôm quyền, cung kính vô cùng. Ninh Thiên Đô mỉm cười, hắn thật là một cái mặt mũi hiền lành người, chuyến này vẫn thuận lợi chứ. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, sư phụ, cũng không quá thuận lợi. Tuy nhiên hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại gặp được một cọc chuyện lạ. Ồ, Ninh Thiên Đô nói. La Quân đối cái kia địa ngục tổ chức là khổ não không thôi, cho nên hiện tại cũng muốn Ninh Thiên Đô chính là thần thông quảng đại hạng người, nói không chừng cũng hiểu biết một số tình huống. Thế là, hắn liền đem chính mình tao ngộ địa ngục tổ chức, bị nhốt thái hư chi cảnh sự tình nói ra. Sau khi nói xong, La Quân thì tràn đầy hy vọng nhìn về phía Ninh Thiên Đô. Ninh Thiên Đô trầm giọng nói ra. Có thể có nhiều như thế thần thông cao thủ, lại công bố tới từ địa ngục. Vi sư đại khái cũng biết là tình huống như thế nào. La Quân đại hỉ, nói, đệ tử nguyện nghe tường. Ninh Thiên Đô nói ra, cái này địa ngục tổ chức, cũng không thể nói là một tổ chức. Bọn họ là đến từ chân chính ngục. La Quân bị kinh ngạc, nói, thế mà thật sự là từ địa ngục mà đến.